Chương 2943, hóa ra là một cô gái. Không hề vi phạm quy định mà, chủ tịch hội đồng quản trị của Hoành Không là Thái Cường có phải không nào? Một phó chủ tịch tỉnh lại không thể trực tiếp quản lý một trấn hay sao? Vì tập đoàn Hoành Không là ủy ban nhân dân trực tiếp quản lý, chứ không phải là nhà máy độc lập ra đời. Hai vấn đề này bổ trợ cho nhau một chút, cũng là phù hợp với yêu cầu của chính sách có phải không nào? Trưởng ban tổ chức Cát Lạp A Sa cũng nói. Đồng chí Thái Cường chỉ là danh nghĩa mà thôi, cương vị công việc chính của anh ấy vẫn là ở ủy ban nhân dân tỉnh chứ không phải là tập đoàn Hoành Không. Từ đầu cũng đã nói rõ rồi, đây chỉ là để thuận lợi cho việc liên hệ và triển khai công việc giữa ủy ban nhân dân tỉnh đối với tập đoàn Hoành Không. Không nói đến đồng chí Thái Cường, thực ra, một số việc hoàn toàn có thể bình thường một chút. Ví như đồng chí Diệp Phàm bây giờ là quyền bí thư tập đoàn Hoành Không, chúng ta hoàn toàn có thể sắp xếp một chức danh cho đồng chí Diệp Phàm. Tôi nghe nói đồng chí Diệp Phàm trước kia đã từng đảm nhiệm chức trợ lý chủ tịch tỉnh ở tỉnh Tấn Lĩnh. Chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng như thế có phải không nào? Lẽ nào chức vụ ở Tấn Lĩnh có thể làm được ở tỉnh lớn như Thiên Vân chúng ta sao? Tư tưởng sợ trước sợ sau là không được. Thời thế tạo anh hùng, người cứ ở một chỗ làm sao thành được anh hùng, chỉ có thể ở đó mà than ngắn thở dài vận mệnh không công bằng đối với mình. Đỗ Kiếm nói, trước khác nay khác rồi. Chính là việc khác biệt về cấp bậc không thể nào giống như việc ở Tấn Lĩnh được. Ví dụ như chúng ta sẽ giao cho Diệp Phàm cấp bậc gì? Anh nói là chức trợ lý chủ tịch tỉnh hay sao, người ta có lẽ cũng không phải. Nếu như anh tính giao chức trợ lý chủ tịch tỉnh cấp phó tỉnh thì tỉnh chúng ta không có quyền hạn lớn như vậy để giao vị trí này. Đương nhiên Kim Nhân Viễn nhắc đến thân phận của Diệp Phàm ở nhà máy, có chút ngại ngùng. Chỉ có thể nói là phó cục phòng theo. Không thể xác định rõ thân phận của Diệp Phàm là cấp phó cục hay là phó tỉnh. Ha ha, có thể linh hoạt mà. Ví như giao cho đồng chí Diệp Phàm cấp bậc trợ lý chủ tịch tỉnh, ở đây, ha ha, về cấp bậc hay cứ như những gì khi ban tổ chức tỉnh ủy đại diện cho ban tổ chức trung ương đã thông báo, phỏng theo chức phó cục hoặc phó tỉnh. Các đồng chí, đây chỉ là phỏng theo. Muốn xác định chính xác cấp bậc thì ban tổ chức tỉnh ủy chúng ta không có quyền này, nhưng cứ làm như sự phỏng theo của ban tổ chức trung ương. Như vậy cũng không vi phạm quy định càng không vi phạm pháp luật có phải không nào. Về chức vụ, tôi thấy thực ra có thể giao chức phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy cũng không thể không được. Trợ lý chủ tịch tỉnh làm lâu rồi đổi một chức danh khác cho mới mẻ một chút. Cát Lạp A Sa vừa nói xong, Kim Nhân Viễn và bố Hoa Thanh sửng sốt, lông mày của hai người nhảy dựng lên. Phòng theo phó cục đó là sự chỉ đạo của ban tổ chức trung ương, cũng là chỉ thân phận chủ tịch tập đoàn Hoành Không. Ban tổ chức tỉnh ủy chúng ta không có quyền hạn này. Anh muốn sắp xếp một phó ban bí thư tỉnh ủy phòng theo cấp phó cục. Sau này ban tổ chức trung ương hỏi đến thì trả lời thế nào? Nếu như dưới tỉnh tất cả đều cứ theo cách này mà làm thì chẳng phải tạo ra mấy chục thậm chí hàng trăm phó ban phòng theo hay sao? Lỗ hổng này không thể mở được, một khi đã mở ra thì không thể bịt lại được. Kim Nhân Viên nói, ha ha, dưới tỉnh chắc chẳng có người nào có thân phận đặc biệt như đồng chí Diệp Phàm cả. Như tỉnh Thiên Vân chúng ta mà nói, trước mắt có thể gọi là nhà máy kiểu phòng theo phó cục chỉ có 3 nhà, thêm Hoành Không nữa là 4. Ban tổ chức chỉ là phòng theo ban tổ chức trung ương làm theo, chứ không phải là mình có thể quyết định là phòng theo có phải không nào. Ví dụ như một đồng chí nào đó vốn là giám đốc sở phòng theo, chúng ta cũng chỉ có thể phòng theo. Việc này là ban tổ chức trung ương phòng theo chứ không phải chúng ta. Vì thế... không thể tồn tại việc trong tỉnh thoáng chốc có mấy chục thậm chí mấy trăm phó cục phòng theo ở trong tỉnh được. Việc này không thể làm rối loạn lên được, mình tự quyết định và làm theo là không giống nhau. Cát Lạp A Sa cười nói. Xem ra, ông ta không cùng phách với phó bí thư Kim phụ trách việc nhân sự. Có lẽ cục trưởng Cát biết Diệp Phàm là con rể của Kiều nên cũng muốn giúp Diệp Phàm một tay. Cứ quyết định như vậy nhé, chuyển chức phó cục phòng theo của ban tổ chức trung ương qua. Đến khi thông báo một chữ cũng không thể thay đổi. Chúng ta chỉ là mượn dùng một chút, đúng như đồng chí Cát Lạp nói, không phải chính thức mà chỉ là mượn dùng, phải phân biệt rõ ràng. Về phía tỉnh ủy bên này sắp xếp chức vụ gì cho đồng chí Diệp Phàm, tôi thấy cách của cục trưởng Cát Lạp đưa ra không tồi. Giao cho Diệp Phàm chức phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy là tương đối phù hợp, tiện cho sau này quản lý trấn Hoành Không và cũng tránh được sự bàn tán của mọi người có phải không nào. Ninh Đại Lão đột nhiên quyết định. Kim Nhân Viễn đang muốn nói thì Chủ tịch Khúc đã nhanh hơn ông ta, nói. Việc này cách của Bí thư Ninh đưa ra rất tốt, tôi thấy được.
Chủ tịch Khúc thể hiện thái độ rõ ràng, nhân vật số 1 và 2 của tỉnh ủy đều đã tán thành, Kim Nhân Viễn cuối cùng đã không nói gì nữa. Việc này, đương nhiên, thuận lợi được thông qua, chỉ có hai đồng chí là buồn bực. Đồng chí Diệp Phàm, yêu cầu của các cậu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân đã đáp ứng các cậu hết mức rồi. Các cậu phải dốc sức mà làm, nếu không sẽ đánh vào mông cậu. Không ngờ sau khi cuộc họp kết thúc, Ninh Đại Lão cười đùa. Trong tình hình nghiêm túc thế này mà lại cười đùa, thể hiện chắc chắn rằng quan hệ của Ninh Đại Lão và Diệp Phàm không hề đơn giản. Hai đồng chí Kim Nhân Viễn và bố Hoa Thanh đều sửng sốt, sau đó sắc mặt lập tức trầm xuống. Bí thư Ninh, mông của tôi đây không dễ đánh đâu. Diệp Phàm cũng cười nói. Âu, Ninh Đại Lão sửng sốt nhìn ra phía sau Diệp Phàm. Vì tôi chạy rất nhanh mà. Lời Diệp Phàm nói mang hai hàm ý, ngoài thì nói mình biết chạy, trên thực tế là chỉ sẽ dẫn theo hành không bay lên, Ninh Đại Lão ông còn đánh mông tôi cái gì. Ha ha ha, đều đã cười, chính là bố Hoa Thanh và Kim Nhân Viễn cũng vui vẻ. Gã này cũng thật thủ đoạn, nghe nói đã khẩu chiến với quần hùng tỉnh ủy. Tăng Vân Nhàn không nhịn được cũng bùi ngùi nói. Lẽ nào Lưu Tiêu Thành cứ thế là thôi, thế cũng thật buồn bực. Trịnh Nhất Thiên hừ nói. Không xong thì thế nào, lẽ nào ông ta còn dám cãi lại quyết định của tỉnh ủy? Tăng Vân Nhàn lạnh lùng nói. Ôi, đáng tiếc. Trịnh Nhất Thiên có chút rung động. Diệp Phàm bước vào viện độc môn tứ giác trong am Bạch Vân dưới chân núi Thông Thiên, bên trong khói hương nghi ngút. Một cô gái mặc bộ đồ đen lúc này đang quỳ trước mấy tấm bài vị. Vẻ mặt người con gái rất buồn bã, làn da trắng có hơi chút hồng hào, khỏe khoắn, mái tóc đen búi cao, cài một chiếc châm màu xanh điểm những hạt ngọc màu đỏ thắm. Mẹ, mẹ, bố, bà. Người con gái nước mắt chảy dài, nhẹ nhàng sờ lên những tấm bài vị đó. Ông ta đối với mẹ tuyệt tình như thế, mẹ còn nhớ đến ông ta làm gì? Người con gái nghiến răng. Chu Tước Sơn Trang mãi mãi chỉ có thể có một nữ chủ nhân là người, người mới thực sự là nữ chủ nhân của Sơn Trang. Ai cũng không thay thế được, tuyệt đối không được. Người con giá tức giận, vung tay ra bên cạnh, điều khiến cho người ta sợ đó là tờ giấy mỏng trong tay cô ta lại như một thanh đao mỏng, cắm rất sâu vào cây cột gỗ lớn bên cạnh, chỉ còn lộ ra một chút đầu tờ giấy. Buổi tối, Diệp âm thầm chuyển vào Chu Tước Sơn Trang. Khổng Ý Hùng vẫn không yên tâm, đề nghị bảo cục trưởng bao điều mấy cảnh sát đi theo mấy đêm xem sao. Tuy nhiên đã bị Diệp Phàm từ chối. Khổng Ý Hùng đành phải lo lắng bỏ đi. Quả thực cũng mệt rồi, Diệp Phàm đã đi ngủ sớm. Một giờ sáng, tiếng soàn soạt rất nhỏ truyền đến, Diệp Phàm mở to đôi mắt chim ưng. Trả mạng cho ta. Một giọng nói như từ âm phủ truyền tới, đối với người bình thường thì là như thế, nhưng đối với Diệp Phàm thì chẳng là gì cả. Không lâu sau, liên tiếp những âm thanh đáng sợ truyền đến. Cái cửa sổ vốn đã được đóng rất cẩn thận tự động bật mở ra, giống như bị luồng gió âm thổi vậy. Muốn làm gì đây, Diệp Phàm thầm nghĩ, mắt chim ưng trợn lên quan sát xung quanh. Quả nhiên phát hiện ra manh mối. Một bóng trắng lờ mờ đang bay chập chờn như ma quỷ cách Chu Tước Sơn Trang khoảng 50 mét. Bóng trắng đó giống như một tờ giấy mỏng nhảy nhót trên không, rất kỳ dị, căn bản không giống như hành động của người bình thường. Nếu là người thường thì chắc chắn đã bị dọa chết ngất. Con rơi trên thái dương của Diệp Phàm nhẹ nhàng bay vút đi đến trước bóng trắng đó, nhìn chằm chằm và cũng thực sự sợ hãi. Bóng trắng này căn bản không phải là người, tuy nhiên như một đạo cụ mà thôi. Đạo cụ điều khiển chiếc lưỡi lè ra rất dài, trên đầu đội chiếc mũ chóp cao đến nửa mét. Mặt trắng như giấy, còn đạo cụ không chỉ có một cái, hình như có hai cái, trắng đen vô thường. Con rơi bay lượn một vòng xuống dưới. Cuối cùng phát hiện ra manh mối. Trên một cây đại thụ rậm rạp cách Chu Tước Sơn Trang 100 mét hình như có một bóng người màu đen. Con rơi bay qua đó, phát hiện một búi tóc buộc cao, cài một cây trâm, mặc một chiếc váy dài màu đen mỏng như voan, chắc là con gái rồi. Mặt người con gái che một tấm vải voan màu đen. Chẳng lẽ là một mỹ nhân, Diệp Phàm trong lòng thầm nói, chợt thấy hứng thú. Vì thế khống chế con rơi bay lại gần, người con gái chợt giật mình. Hai mắt cảnh giác tìm kiếm trên không. Quái, lẽ nào cô ta lại phát hiện ra con rơi của mình? Làm sao có thể, bán tiên thiên cường giả cũng không thể phát hiện ra con rơi của ta. Diệp Phàm khống chế con rơi lui ra cách hơn chục mét. Người con gái cử động cơ thể, dường như đã suy nghĩ nghi ngờ, nhưng lại khẽ lắc đầu tỏ vẻ không có gì. Cảm giác của cô gái rất nhạy bén, trong lòng Diệp Phàm nghĩ.
khống chế con rơi đột nhiên lao về phía mặt cô gái như một mũi tên, con rơi đột nhiên phình to lên, mở rộng đôi cánh to như bàn tay. Việc này, đương nhiên phải nhờ vào vị đán phi tử thần bí nằm trong quan tài kia. Từ khi kế thừa được công lực 50 năm của ông ta, lại thêm sự giúp đỡ của ông ta về dung khí song trong tư tưởng. Thao tác của con rơi không chỉ linh hoạt hơn, Diệp Phàm còn phát hiện khi nội lực của con rơi được ép ra toàn bộ thì nó có thể phình to bằng hai bàn tay, căn bản không thể gọi là rơi nữa, có thể gọi nó là chim rơi. Con rơi nhanh chóng vụt qua trước tấm van che mặt của người con gái kia, Diệp Phàm khống chế con rơi vươn đôi cánh rộng ra như bàn tay vuốt lên má của cô gái. Người con gái bất ngờ thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, người bay lên trên không chừng 30, 40 mét. Người con gái rơi xuống một khối đá núi bên cạnh, có lẽ cô ta đang mở to đôi mắt quyến rũ tìm kiếm xung quanh. Chương 2944, một ngày tôi còn ở đây thì cậu. Quên mất cả việc điều khiển hai bóng trắng đen kia, hai thứ đó không có người điều khiển rơi tự nhiên xuống đất. Khinh thân đề túng thuật quả không tồi, trong lòng Diệp Phàm khen ngợi. Lại càng muốn đùa giỡn thêm, tiếp tục điều khiển con rơi một lần nữa, lập tức không chỉ xoa vào mặt cô gái một chút, hơn nữa tâm sắc của Diệp Phàm đột nhiên nổi lên. Đôi cánh to bằng bàn tay của con rơi lại sờ vào cả bộ ngực đang nhô lên và mông của cô gái. Hắn muốn điều khiển con rơi làm việc xấu xa. Người con gái lần này có lẽ đã cảm nhận được rất rõ ràng, tay đưa ra rất nhanh sờ vào ngực mình, không ngờ mông lại cũng bị trêu chọc, cơ thể người con gái run lên, toàn thân lập tức nhảy dựng lên giống như con mèo bị giẫm vào đuôi. Xoay người quan sát xung quanh một chút, bắn người lên không trung lẻn đi không cần đến hai cái bóng đen trắng kia nữa. Diệp Phàm điều khiển con rơi đuổi theo, tuy nhiên, khi con rơi bay cách xa 100 mét thì Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy choáng váng, biết là công lực không đủ nữa rồi. Có lẽ với năng lực hiện nay của mình thì nhiều nhất cũng chỉ điều khiển con rơi bay được trong vòng 100 mét. Vượt qua khoảng cách này thì sẽ nguy hiểm. Sau khi thu con rơi về, Diệp Phàm thi triển bức công của sư phụ cơ thể chợt như bóng hình đuổi theo người con gái kia. Diệp Phàm đang đuổi đến khi cách chừng 30 mét thì người con gái đó liền dừng lại nấp vào một bên quan sát. Xem ra, cảm giác của người con gái này rất nhạy cảm, khoảng cách 300 mét không thể đuổi gần hơn. Cự ly 500 mét, cứ như thế hai bóng người như ma quỷ chạy lên trên núi. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện, người con gái rất danh mãnh. Mặc dù dưới tình hình như vậy, đột nhiên lại quay người chạy theo hướng bờ sông Thiên Thông. Không lâu sau, bùm một tiếng. Người con gái đột nhiên nhảy vào trong dòng sông không nhìn thấy bóng người đâu nữa. Diệp Phàm nấp vào trong một bụi cây. Bởi vì con sông Thông Thiên này rộng đến 200 mét. Nếu cố gắng vượt qua sông có lẽ sẽ bị người con gái trốn trong dòng nước phát hiện. Thông minh, Diệp Phàm khen ngợi, biết rằng cứ ở đây chờ thì cũng chẳng có tác dụng gì. Người con gái hoàn toàn có thể lặn xuống bơi sang bụi lau sậy trốn đi rồi. Hắn dừng lại một chút, sau đó quay người nhẹ nhàng trở về Chu Tước Sơn Trang. Vội vàng vào phòng của Bao Nghị, không ngờ lại không có người. Diệp Phàm giật mình, vội vàng thi triển mắt chim ưng tìm kiếm, quả nhiên tìm thấy gã ở dưới sàn nhà. Tuy nhiên, Diệp Phàm lập tức sửng sốt, thiếu chút nữa thì kêu lên. Bởi vì hai mắt của đồng chí Bao Nghị sưng đen lên như gấu mèo, nhìn xa giống như đang đeo kính. Tuy nhiên, vẫn còn thở, chắc là bị đánh ngất xỉu rồi. Ép nội khí vào, đâm tiếp hai châm, cuối cùng Bao Nghị đã tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra thế? Diệp Phàm hỏi. Mẹ kiếp, xui xẻo. Vừa tối đúng là gặp phải ma. Hai thứ, một đen một trắng, bay chập chờn, tôi khẽ đi ra định bắt lấy người làm việc này. Kết quả là vừa bước xuống đến sàn nhà thì mặt cảm thấy đau, tiếp theo thì không hiểu chuyện gì xảy ra nữa, ngất xỉu. May là vẫn còn chưa mất mạng. Bao Nghị có chút tức giận, nhìn Diệp Phàm hỏi. Bắt được người làm việc này chưa? Chưa. Diệp Phàm lắc đầu. Lợi hại cũng khó trách được. Vẻ mặt của Bao Nghị thoải mái, nếu người giả ma quỷ đến cả cao thủ thập nhị đẳng như Diệp Phàm cũng qua mặt được thì mình có thành như thế này cũng là quá bình thường. Cũng chẳng phải cô ta lợi hại thế nào, tuy nhiên người con gái đó rất xảo quyệt. Hơn nữa, cảm giác rất nhạy cảm, tôi đã theo sau, không ngờ cô ta lại nhảy vào dòng sông Thiên Thông. Không có cách nào đành phải quay về. Diệp Phàm cười nói, hai người vào trong đại sảnh. Nhưng ít ra thân thủ cũng đạt đến lục đẳng đấy, nếu không, làm sao có thể khiến cho tôi ra nông nỗi này. Bao Nghị có chút buồn bực. Lục đẳng, chắc không phải. Cao thủ lục đẳng thì không thể vận dụng nội công thành thạo được như thế. Theo tôi đoán,
thân thủ chắc cũng phải đạt đến thập đẳng, thậm chí là thập nhất đẳng. Thật là thần bí hết sức, hơn nữa là một cô gái, cô ta dường như không thích có người ở Chu Tước Sơn Trang này. Lẽ nào cô gái này có quan hệ với chủ nhân Vân Hùng của Chu Tước Sơn Trang trước giải phóng hay sao? Diệp Phàm có chút nghi ngờ. Cũng không hẳn, có lẽ câu chuyện trong đó còn rất nhiều. Chủ nhân đầu tiên của Sơn Trang này chưa chắc đã là Vân Hùng. Bao Nghị nói. Việc này, có lẽ chỉ có thể hỏi Vân Hùng, điều tra người này, xem có thể có liên hệ với ông ta không. Không làm rõ được việc này, ở lại Sơn Trang cũng không an toàn. Cô gái này hồi tối cũng đã bị thiệt, sau này có lẽ còn quấy rối nhiều hơn. Quấy rồi thì chẳng sợ, chỉ sợ cô ta hận quá lại đi làm hại người thì hỏng. Diệp Phàm nhíu mày, việc này khiến người ta cứ phải đề phòng cũng thật khó chịu. Chịu thiệt, là do Diệp Phàm anh làm sao? Bao Nghị chợt thấy hào hứng, gã đã bị người ta xem thường, có thể nhìn thấy cô ta xui xẻo thì trong lòng đương nhiên thoải mái rồi. Ha ha! Diệp Phàm cười thần bí, đương nhiên cũng không tiện nói ra. Kỳ lạ, cảm giác này quá kỳ lạ, chẳng lẽ đang thực sự có người muốn trêu tôi? Tuy nhiên, sao lại giống như là cao nhân, đơn giản chỉ là một bóng ma, phì phì phì. Mộc Nguyệt Nhi ngồi trên giường, xoa xoa khuôn mặt của mình. Cảm giác sao lại như phát hỏa, nóng bừng lên. Em gái, em sao thế? Bạn gái của Khương Quân Mộc Châu Lệ bưng một chậu nước lên, có chút nghi ngờ hỏi. Bên ngoài thì gọi là sư thái, nhưng ở nhà thì gọi là em gái. Hai người tuổi tác tương đương nhau. Anh nói xem, trên đời này thực sự có ma sao? Mộc Nguyệt hỏi. Việc này cũng không thể nói được, chúng ta đều chưa gặp ma. Chưa gặp thì cũng không thể nói có được, nhưng cũng không thể nói không. Tuy nhiên, em gái, trước kia khi em trở về sẽ mang theo Hắc Bạch Vô Thường về. Tối nay thế nào, có phải là đã làm hỏng rồi không? Hắc Bạch Vô Thường đó rất khó chế tạo đấy. Mất đi thì quá đáng tiếc, đem về sửa chữa một chút vẫn có thể dùng. Mộc Châu Lệ vẻ mặt lo âu hỏi. Không sao. Sau khi sửng sốt, Mộc Nguyệt trả lời rất tùy tiện. Ôi, em gái, em cứ như thế này lâu ngày cũng không tốt, không tốt cho cơ thể. Cứ sống trong thù hận rất hại cho cơ thể. Đặc biệt là đối với con gái mà nói, sẽ làm hại dung nhan đấy. Mộc Châu Lệ thở dài. Hai người có chút thông cảm cùng cảnh ngộ. Chị chẳng phải cũng thế hay sao? Khương Quân đối với chị si tình như thế. Em thấy chị cũng đừng cứng rắn nữa. Hay là hoàn tục trở về lấy chồng đi. Đến khi đó, em sẽ tặng Chu Tước Sơn Trang cho hai người. Mộc Nguyệt nói. Ôi, em tặng chị cũng không dám ở. Mộc Châu Lệ vẻ mặt cứng đờ, tinh thần có chút u buồn. Các cô cứ tiếp tục rằng coi như thế đến bao giờ mới thôi. Cô tuổi cũng đã nhiều rồi, sắp đến 40 rồi. Đến khi đó, một cô gái già, chính là một thiếu phụ luống tuổi đã có chồng. Thế giới bên ngoài rất hay đấy. Nghe nói người đã đến là Diệp Tổng, rất coi trọng Khương Quân, còn bảo anh ta đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty xây dựng công trình. Cấp dưới có 300 người, đến khi đó, những cô gái xinh đẹp chẳng phải cứ lao vào ấy chứ. Đàn ông mà, có tiền là thay đổi ngay. Chị Lệ Châu, chị phải giữ chặt lấy. Nếu không, Khương Quân thực sự lấy vợ thì chị phải làm thế nào? Mộc Nguyệt khuyên. Lòng dạ thay đổi thì thay đổi. Dù sao kiếp này cũng không thay đổi được. Khương Quân không xuất hiện, bố mẹ chị cũng nhắm lý ra rồi. Chị vẫn hy vọng Khương Quân có thể sớm tìm được mái ấm tốt, đừng mãi theo đuổi chị nữa. Kiếp này không có hy vọng nữa rồi. Mộc Châu Lệ nước mắt lưng tròng nói. Em sẽ giúp chị, đánh cho lý trí tàn phế là được rồi. Đến lúc đó bố mẹ chỉ còn để ý đến một người tàn tật nữa không? Thế chẳng phải là đẩy con gái vào lửa hay sao? Không bố mẹ nào lại nhẫn tâm như thế phải không nào? Vẻ mặt Mộc Nguyệt lạnh lùng. Nhất định không được như thế, xã hội hiện đại là có pháp luật. Đến lúc đó công an điều tra ra thì em không thể thoát được đâu. Không được, tuyệt đối không được. Kiếp này nếu Khương Quân có thể quang minh chính đại cưới chị thì chị đã mãn nguyện lắm rồi. Kiếp này nếu không có Khương Quân thì chị sẽ chăm sóc em suốt đời. Tuy nhiên, em gái dù sao cũng phải lấy chồng, đến lúc đó, chị sẽ chăm sóc con của em. Mộc Châu Lệ nói. Ôi, bây giờ nói những cái đó thì có tác dụng gì? Dù sao kiếp này Thanh Đăng Bồ Tát cũng theo em suốt đời. Nhưng còn chị nhất định đừng như em, chị có người yêu thương. Không thể phụ anh ấy được. Mộc Nguyệt thở dài, nét mặt cũng buồn bã. Em gái. Tuy tạm thời em chưa tìm được người tri âm, nhưng ra bên ngoài nhiều em sẽ tìm thấy người vừa ý.
Mộc Châu Lệ khuyên. Sáng ngày hôm sau, Khương Quân mang theo túi công văn, mệt mỏi vội vàng đi ra ngoài. Mẹ kiếp, tức chết đi mất. Khương Quân vừa bước vào bực bội nói. Đừng giận, có chuyện gì thì nói. Uống ngụm nước cho đỡ khát đã. Diệp Phàm đích thân đứng dậy rót nước cho Khương Quân. Khương Quân cũng không khách khí, cầm lấy cốc nước uống một hơi cạn, ngồi xuống nói. Bí thư Diệp, đề nghị xin nâng từ cấp 3 lên cấp 2 của công ty chúng ta đã bị tắc lại ở sở xây dựng tỉnh rồi. Việc này bình thường, bọn họ đều là quan gia. Làm việc phải kéo dài, cậu chưa đi hoạt động một chút hả? Diệp Phàm nhìn Khương Quân hỏi. Hoạt động thì cũng đã hoạt động rồi, cấp dưới từ trưởng ban đến trưởng phòng đều đã thông cả rồi. Chúng tôi kéo không nổi, cần phải có sự phê chuẩn đặc biệt. Tuy nhiên, cuối cùng cửa bị chặn lại chính là phó giám đốc sở họ Lý. Người này tên là Lý Hùng, trơ ra, dường như là cố ý đối nghịch với chúng ta. Khương Quân nói, sắc mặt tương đối khó coi. Lý Hùng, không phải là đối thủ của cậu đấy chứ, người của Lý gia ở tỉnh Điền Nam hả? Diệp Phàm lập tức nghĩ đến Lý gia ở tỉnh Điền Nam. Không sai, Lý Hùng chính là chú của Lý Chí. Bí thư Diệp Anh cũng biết đấy, Lý gia không trực tiếp đối phó với tôi, bọn họ luôn theo dõi tôi. Thường xuyên muốn làm những việc phá rối. Hôm đó tôi không chịu được đã làm ầm lên ở phòng làm việc của Lý Hùng. Khương Quân nói tiếp. Khi đó tôi không chịu nổi thiếu chút nữa đã động tay rồi. Lão già này, không ngờ cười nhạt nói là công ty xây dựng công trình Thiên Mã các cậu không thể được thông qua. Chỉ cần Lý Hùng lão còn ở đó một ngày. Hơn nữa còn nói tập đoàn Hoành Không chúng ta vi phạm quy định, tập đoàn Hoành Không trước kia không liên quan gì đến phương diện nghiệp vụ này. Vốn đã không hợp pháp, còn nói vớ vẩn, nếu còn tiếp tục làm thì sẽ tố cáo tập đoàn Điện Cơ Hoành Không. Khẩu khí cũng không nhỏ nhỉ, Lý Hùng lão mà muốn lật đổ tập đoàn Hoành Không chúng ta. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Nhưng chúng ta không chờ được nữa rồi, hạng mục của Hoàng Triều Đế Đô giao cho chúng ta cũng không thể kéo dài thêm nữa. Bên đó chỉ cho chúng ta một tháng, nếu không có phê chuẩn đặc biệt thì không được. Đây là hợp đồng đầu tiên có được của công ty xây dựng công trình Thiên Mã chúng ta, tuyệt đối không thể đánh mất được. Khương Quân tức giận nói. Chương 2945, đoàn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị tra đến. Vấn đề của Lý gia rất lớn, nếu cứ không giải quyết cũng không được. Thời gian trước tôi rất bận không qua được. Tuy nhiên, bây giờ xem ra phải giải quyết việc của Lý gia trước mới được. Nếu không, thỉnh thoảng bọn họ lại cắn cho một phát thì rất phiền. Diệp Phàm gật đầu. Thế này nhé, anh hãy về nghỉ ngơi một ngày đi. Người của tập đoàn Chính Hà ở thành phố Cảng Cửu qua đây, tôi với các anh sẽ bàn bạc trước. Tập đoàn Chính Hà do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cha Lôi Lạc Tư dẫn đầu, phía dưới có Cha Phi Lôi, còn có cố vấn tập đoàn Cha Thái Lâm và hơn chục chuyên gia đánh giá cùng nhân viên. Về phần nghịch tử Cha Thiết Nhĩ, đã được đưa vào bệnh viện tâm thần. Được cha ra phái mấy vệ sĩ đến canh chừng trị bệnh. Chủ yếu là sợ cha Thiết Nhĩ giả điên lại làm hại cha ra. Thành phần rất đông đủ. Chứng tỏ chủ tịch cha hết sức cẩn thận đối với lần đàm phán góp vốn hợp tác này, còn tổng bộ của tập đoàn Cơ Điện Hoành Không sớm đã dương cờ lên rồi. Các học sinh của nhà trường, đệ tử của tập đoàn đều cầm vòng hoa nghênh đón đoàn khách của chủ tịch cha đến từ Cảng Cửu. Lại một lần nữa gặp mặt, cảm thấy rất thân thiết rồi. Diệp Phàm bắt tay chủ tịch cha cười nói. Tôi cũng vậy, có thể lại được gặp bí thư Diệp, cha mỗ tôi cảm thấy rất thoải mái. Chủ tịch cha cười nói, tuy nhiên, mắt chim ưng của Diệp Phàm có thể cảm nhận được. Tình cảm của chủ tịch cha hình như không thực sự tốt như vậy, mắt chim ưng của Diệp Phàm liếc qua cha Phi Lôi một cái, phát hiện người này có lẽ đã hít heroin quá nhiều, sắc mặt không chỉ ẩn lên vẻ xanh đen, mà ngay cả da cũng có biểu hiện trúng độc. Nhị công tử cha, sắc khí của anh hình như không được tốt lắm. Diệp Phàm tỏ vẻ ân cần hỏi, thực ra hắn muốn đánh vào nỗi đau của cha ra. Cha Phi Lôi này có lẽ là một trong những lợi thế đàm phán của tập đoàn Hoành Không. Ôi, anh ấy không được nghỉ ngơi cho tốt. Chủ tịch cha sắc mặt tối sầm lại, thở dài che giấu. Ha ha, chủ tịch cha, hình như anh ấy bị trúng độc rồi. Diệp Phàm ghé sát miệng vào tai chủ tịch cha nói thầm. Tuy nhiên, vẻ mặt lại tươi cười, tạo cho người ta cảm giác là hai vị lãnh đạo đang nói chuyện bí mật. Việc này, sắc mặt của chủ tịch cha sửng sốt, nói. Việc này anh cũng biết đấy, nó hít cái kia quá độ. Điều xấu xa của gia đình tôi cũng không giấu nữa. Sao lại không đưa vào trại cai nghiện? Diệp Phàm cố ý hỏi. Anh xem gia đình tôi thế này có thể đưa đi sao,
tuy nhiên vẫn giấu điều trị ở bệnh viện nhưng hiệu quả không tốt. Hơn nữa cần phải có thời gian rất dài. Bác sĩ nói ít nhất phải 1 đến 2 năm mới có thể hồi phục lại được. Ôi, nghịch tử này đã làm nên trò gì? Chủ tịch Cha nói nhỏ, biết Diệp Phàm là cao nhân, chủ tịch Cha nói như vậy là có mục đích. Ồ, Diệp Phàm gật đầu, hắn cố ý quan sát tỉ mỉ Cha Phi Lôi, đột nhiên chớp mắt không nói gì. Sao, bí thư Diệp nhìn ra điều gì thế? Chủ tịch Cha lo lắng hỏi. Không, không có gì. Diệp Phàm cố ý giả vờ thản nhiên, tuy nhiên, cố ý nhíu mày lại, miệng thì cố ý nói ậm ừ. Hơi muộn rồi. Muộn, cái gì muộn thế bí thư Diệp? Chủ tịch Cha hỏi gấp gáp. Không có gì, chúng ta đến phòng họp ngồi đi. Diệp Phàm đưa tay mời. Đương nhiên chỉ tịch Cha đang rất giận, biết rằng hắn muốn lợi dụng việc này để bàn việc. Hai bên lấy tài liệu hợp đồng ra kiểm tra lại một lượt. Chủ tịch Cha đột nhiên cười nói. Bí thư Diệp, điều kiện các anh đưa ra hình như là quá khắt khe rồi. Khắt khe, không phải chứ. Với bạn bè trước giờ chúng tôi đều tiếp đãi rất tử tế. Diệp Phàm cười nói. Chúng tôi đầu tư 8 tỷ, các anh lại chỉ cho chúng tôi có 30% cổ phần. Nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không của các anh chúng tôi đã điều tra và đánh giá. Tuy trước kia các anh đã đầu tư 2-3 tỷ, nhưng phần lớn số tiền đó các anh đều dùng để trả lương công nhân và đãi ngộ phúc lợi. Còn thực sự dùng vào kiến thiết nhà xưởng, thay đổi máy móc trang bị thì rất ít. Theo chúng tôi đã điều tra, trước sau các anh đầu tư cho nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không tất cả chỉ là 1 tỷ. Đã nhiều năm như vậy rồi, nói thực là 1,5 tỷ này hiện tại trừ đi khấu hao máy móc chỉ trị giá 300-400 triệu. Hơn nữa, nhà máy thiết bị điện lực các anh mắc nợ cao lên đến tỷ mấy. Như thế trừ đi căn bản chính là một số âm. Chúng tôi đầu tư 800 triệu đi mua lấy một nhà máy mới cũng được, lại còn phải đeo bồng thêm món nợ lớn, hơn nữa đến cổ phần khống chế cũng không cho khống chế. Làm ăn cần có sự bình đẳng và thành tín. Điều kiện hợp tác đầu tư các anh đưa ra là cực kỳ không đối xứng. Chủ tịch Cha nói. Ha ha, chủ tịch Cha, còn mặt bằng của chúng tôi anh chưa tính vào. Còn phần lớn số tiền chúng tôi dùng để trả lương công nhân và các đãi ngộ như anh nói cũng không thực tế. Có một phần được dùng vào vấn đề này, nhưng không nhiều như chủ tịch Cha nói. Việc này chỉ chiếm một phần rất ít tổng mức đầu tư. Diệp Phàm vẻ mặt bình thản, cười nói. Mặt bằng, bí thư Diệp, nói lời không khách khí, vị trí địa lý của Trấn Hoành Không tương đối hẻo lánh. Ngay cả ngoại ô của thành phố Hạng Nam cũng không bằng. Đất ở đây thì đáng giá bao nhiêu tiền, trong tài liệu của các anh thì đất này đã được đẩy lên như khu đất vàng ở thành phố Hạng Nam rồi. Vùng đồi núi này so với khu vực đất vàng của thành phố khác nhau một trời một vực. Chủ tịch Cha có chút không vui hừ nói. Tổng giám đốc Đồng, chúng ta chỉ là nhìn vấn đề ở góc độ khác nhau mà thôi. Tập đoàn Hoành Không chúng tôi đã có phương án quy hoạch mới rồi. Dung hợp với quy hoạch của thành phố Hạng Nam, tương lai không lâu nữa, tập đoàn Hoành Không sẽ quản lý Trấn Hoành Không, việc này tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Thiên Vân đã phê duyệt thông qua hạng mục rồi. Và bọn họ cũng sẽ hết sức giúp đỡ, chúng tôi sẽ làm cho Trấn Hoành Không đứng vào top 10 những trấn phát triển nhất ở Thiên Vân. Đây là một kế hoạch lớn, đến lúc đó, giá đất ở Trấn Hoành Không sẽ tăng lên 3, 4 thậm chí gấp 10 lần. Ha ha, đó là tương lai. Tương lai chỉ là con số chưa biết được, bây giờ ai cũng không thể khẳng định được. Thắng làm vua thua làm giặc, có lẽ nếu thất bại thì đất ở đây không đáng một xu. Chỉ dùng để trồng hoa màu thôi, đâu có giá trị gì. Còn chúng tôi không thể đem hôm nay đánh cược ngày mai được. Tạm thời đối với chúng tôi chỉ có thể thấy hôm nay, những thứ sự tính chẳng có giá trị thực tế gì cả. Chủ tịch Cha vẻ mặt lạnh lùng cười nói. Không chỉ là đất đai đâu. Nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không chúng tôi còn có rất đông công nhân kỹ thuật cao, có hàng nghìn công nhân lành nghề. Những người này đều là nền tảng vững chắc cho sự thịnh vượng của nhà máy, một công nhân lành nghề phải bỏ ra rất nhiều tiền để bồi dưỡng. Có lúc, dù anh có nhiều tiền cũng không đổi được nhóm công nhân lành nghề đâu. Bởi vì việc này đó còn phải cần một chu kỳ bồi dưỡng. Công nhân của chúng tôi đều đã trải qua mười mấy thậm chí 20, 30 năm công tác. Diệp Phàm nói tiếp. Những điều này cũng là của cải quý giá. Cứ tính như vậy, các anh càng không có ưu thế. Bởi vì chúng tôi đã nghiên cứu phát triển ra thiết bị phát điện bằng sức gió mới nhất. Những thứ khác không nói, chính là liên quan đến hạng mục lớn mấy tỷ với Canada, không có thành quả khoa học kỹ thuật mới nhất của chúng tôi, các anh không thể nhận được hạng mục này.
Hạng mục lớn như thế phải cạnh tranh với toàn thế giới, ở phương diện này nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không các anh không hề chiếm được ưu thế. Về tương đối mà nói thì còn đang ở tình thế khó khăn. Cha Thái Lâm xen vào nói. Nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không của chúng tôi có lịch sử mấy chục năm, nếu nói về phương diện thiết bị điện lực thì chúng tôi cũng được xếp vào hàng có tiếng trong cả nước. Cả nước có hai thiết bị điện lực đều là do nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không chúng tôi sản xuất. Nói về ngoài nước, chúng tôi cũng đã từng xuất khẩu rất nhiều sản phẩm. Trạm thủy điện nổi tiếng như Baron chính là một tay nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không chúng tôi làm ra. Ngô Hồng Sơn nói. Ha ha, đó là chỉ tiêu của nhà nước bố trí cho các anh, trạm thủy điện Baron là ở quốc gia Nero châu Phi. Các thiết bị viện trợ của chính phủ Trung Quốc cho trạm thủy điện Baron đều là do nhà máy của các anh sản xuất. Còn tiền thì do nhà nước chi. Vì thế việc này không hề dựa vào thiết bị cơ điện kỹ thuật mới của các anh lấy được. Chỉ có thể nói là do kế hoạch kinh tế của chính phủ Trung Quốc các anh. Tuy nói bây giờ đã là nền kinh tế thị trường, nhưng mỗi năm chính phủ vẫn đưa xuống những chỉ tiêu. Việc này đơn giản là tính chính sách của chính phủ các anh ủng hộ các xí nghiệp quốc doanh mà thôi. Còn việc đấu thầu hạng mục phát điện nhờ sức gió kia của Canada là hướng ra cả thế giới. Nó không phải là hạng mục viện trợ của chính phủ các anh. Ngay cả chính phủ Canada cũng không có quyền can thiệp. Ở đây là phải dựa vào thực lực, dựa vào kỹ thuật, không hề có một chút giả dối. Chủ tịch Cha cười nói. Đúng vậy, lấy việc thiết bị điện lực do nhà máy thiết bị điện lực các anh sản xuất chiếm hữu hai phần kim ngạch của cả nước mà nói. Việc này chúng tôi lại là người hiểu rõ nhất, có thể nói như thế này. Một phần trong đó là do chính phủ trực tiếp đưa chỉ tiêu xuống. Việc này chỉ có thể tính là hạn ngạch, nếu không có hạn ngạch của chính phủ thì nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không các anh có thể có được bao nhiêu đơn hàng trong cả nước. Có thể chiếm hữu được bao nhiêu phần thiết bị điện lực cả nước. Việc này, so sánh với tập đoàn cơ giới TQ cũng ở Thiên Vân cách các anh không xa thì các anh đang ở trong hoàn cảnh tương đối khó khăn. Bọn họ chiếm hữu gần 4 phần kim ngạch thiết bị điện lực cả nước. Hơn nữa, về các mặt như sự ủng hộ của cấp trên, tiền vốn và khoa học kỹ thuật các anh đều đang khó khăn. Cha Thái Lâm không khách khí nói. Tôi thừa nhận chúng tôi và tập đoàn cơ khí Hoa Hạ có sự chênh lệch nhất định. Nhưng đó đều là những vấn đề để lại do lịch sử, không phải là vấn đề hôm nay đi sâu nghiên cứu thảo luận. Hy vọng cố vấn cha đừng đi quá xa. Diệp Phàm nói đến đây, liếc nhìn đám người cha ra rồi nói tiếp. Hơn nữa, tôi tin rằng, chỉ cần người Hoành Không đều phấn đấu thì chúng tôi sẽ từng bước rút ngắn được khoảng cách. Ha ha, không nói đến không được, bởi vì trước đây bọn họ cũng đã từng bàn bạc với chúng tôi rồi. Tập đoàn chính Hà chúng tôi lựa chọn hợp tác với bọn họ hay là hợp tác với các anh, điều đó còn phải xem thành ý của các anh như thế nào nữa. Chủ tịch Cha đang như mèo vờn chuột. Diệp Phàm tức giận phừng phừng nói. Chủ tịch Cha, làm người không thể nói không giữ lời. Khi ở Cảng Cửu Anh đã hứa đầu tư cho tập đoàn Hoành Không chúng tôi 800 triệu. Hơn nữa hai bên chúng ta còn ký kết hiệp định hướng đầu tư. Nếu không giữ lời hứa, vậy thì thành tín của thương nhân phải nói thế nào? Tôi hy vọng chủ tịch Cha có thể suy nghĩ kỹ rồi quyết định, đừng làm tổn hại đến việc của hai tập đoàn chúng ta. Đây chỉ là hiệp định hướng đầu tư chứ không phải là hợp đồng chính thức. Cha Thái Lâm nói. Chương 2946, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Bí thư Diệp, cha Lôi Lạc Tư tôi cũng không có không tuân thủ lời hứa của mình. Mấu chốt của vấn đề là điều kiện của mọi người quá hà khắc. Hơn nữa, theo một câu nói của người Trung Quốc thì là ngồi trên miệng cọp. Đã làm tổn hại một lợi ích rất lớn của tập đoàn chính Hà chúng tôi. Nếu mọi người không có khả năng làm được, chúng tôi đành phải nói chuyện với bọn họ. Tình cảm là tình cảm, việc làm ăn là làm ăn. Nếu bí thư Diệp vẫn không thể thay đổi ý định, chúng tôi chỉ có thể vứt bỏ tập đoàn Hoành Không để lựa chọn tập đoàn cơ giới Trung Hoa. Vẻ mặt cha Lôi Lạc Tư trang nghiêm, nói. Đương nhiên, chúng tôi rất hiểu tình hình của Hoành Không. Nếu thật sự xí nghiệp gặp khó khăn bí thư Diệp cứ nói. Tôi có thể trả lời ngay bây giờ, thay mặt cho tập đoàn chính Hà tặng cho tập đoàn Hoành Không 20 triệu đô la Hồng Kông. Tôi làm việc này với tư cách là bằng hữu của anh. Hừ, tập đoàn Hoành Không của chúng tôi là xí nghiệp quốc doanh lớn, không phải là tập đoàn ăn mày. Ngô Hồng Sơn lạnh lùng hừ nói. Lão già cũng tức giận. Ha ha, vậy chúng tôi sẽ không nói thêm nữa. Cha Lôi Lạc Tư nhún vai. Kiểu một thân sĩ nước Anh. Vậy xin mời ra về, đối với công ty hoặc xí nghiệp không có thành ý hợp tác, tập
tập đoàn Hoành Không chúng tôi cũng không cần hợp tác. Diệp Phàm nói, Bí thư Diệp, cậu cần phải suy nghĩ thật kỹ, đã nói thành lời là khó có thể thu lại được, đến lúc đó, cậu cũng đừng trách cha Lôi Lạc Tư tôi không coi trọng chữ tín. Là do mọi người cự tuyệt tôi, không phải chúng tôi không coi trọng chữ tín. Cha Lôi Lạc Tư hơi sững sờ, vẻ mặt âm âm nói. Không có gì phải nghĩ cả, chủ tịch cha muốn hợp tác cùng tập đoàn cơ giới Trung Quốc xin cứ tự nhiên. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không cầu xin, đây là hợp tác, cả hai bên cùng có lợi, không phải là bên này xin bên kia. Vẻ mặt Diệp Phàm lãnh đạm. Xin lỗi, chúng tôi xin cáo từ. Cha Lôi Lạc Tư đứng lên. Ha ha, tôi cũng muốn nói với chủ tịch cha. Có một số việc, một khi đã quyết định rồi cũng không thể thay đổi lại được. Diệp Phàm đứng lên, mỉm cười bắt tay cha đồng. Vẻ mặt hắn ta tươi cười, tỏ vẻ như không có chuyện gì. Làm cho cha Lôi Lạc Tư có chút nghi ngờ. Ôi, vừa đến đã lại đi rồi. Việc này như thế nào, chúng ta vừa nói với tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh. Việc này đúng là tát nước không công. Ngô Hồng Sơn giống như một quả bóng xì hơi, thiếu chút nữa ngồi phịch xuống bàn đàm phán. Đúng vậy Bí thư Diệp ạ, giờ không có 800 triệu để đầu tư, hai nhà máy chính của chúng ta làm sao bây giờ? Vẻ mặt quản đốc xưởng thiết bị điện nhà máy Hoành Không Chu Hưng Liệt ủ rũ, sắc mặt trở lên u ám. Lo lắng cái gì chứ, không chết được đâu. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Khổng Ý Hùng đuổi theo sau. Bọn họ quá không có tình cảm, sao có thể lật lọng như vậy chứ? Khổng Ý Hùng tức giận đi vào văn phòng. Trong kinh doanh lấy lợi ích là trên hết, việc này vốn không có gì đáng trách cả. Tuy nhiên, thật sự bọn họ có thể hợp tác cùng tập đoàn cơ giới Trung Quốc sao? Diệp Phàm cười nhạt rồi đốt một điếu thuốc. Đúng thật là bọn họ đi rồi, bên kia có điều kiện thuận lợi hơn so với chúng ta nhiều lắm. Bọn họ chỉ cần cho điều kiện tốt hơn khi góp vốn một chút. Phỏng chừng tập đoàn Chính Hà sẽ khắc tự lao vào ngay. Đến lúc đó, chúng ta phải làm sao chứ? Đánh cược là chúng ta sẽ không đứng dậy nổi đâu Bí thư Diệp. Khổng Ý Hùng khá lo lắng, Hoành Không khó mà phát triển được, Bí thư Diệp sẽ không có tiền đồ. Diệp Phàm mà không có tiền đồ, lão Khổng cũng xong đời rồi. Ha ha, Ý Hùng, anh đã quên một điểm lớn nhất rồi. Đột nhiên Diệp Phàm mỉm cười, ngồi xuống ghế xoay tròn một cái. Tôi đã quên cái gì chứ? Khổng Ý Hùng hỏi, bộ dạng có vẻ không rõ chuyện gì đã xảy ra. Tập đoàn cơ giới Trung Hoa là tập đoàn thuộc sự quản lý trực tiếp của Trung ương, theo quy định mà nói. Bọn họ không được phép góp vốn. Chỉ có thể là thuộc sở hữu của nhà nước mấy năm này, về mặt chỉ tiêu hạn ngạch chúng ta vẫn bị bọn họ chèn ép. Một trong những nguyên nhân đó là bởi vì bọn họ là doanh nghiệp tư nhân. Bởi vì là vốn tư nhân, cho nên, nhà nước cũng phải chiếu cố cho bọn họ một chút. Bằng không, bên này không cho góp vốn, hạn ngạch không cho, người ta ăn bằng gì uống bằng gì. Mà chính sách góp vốn của tập đoàn Hoành Không chúng ta đã bị trên tỉnh buông lỏng. Bản chất tập đoàn của chúng ta đã thay đổi, bên này thiếu chỉ tiêu hạn ngạch, nhưng chính sách góp vốn cũng là được mở rộng. Chỉ là do trước kia lãnh đạo Hoành Không vẫn có tư tưởng muốn dựa dẫm, không muốn phát triển, vẫn chờ đợi cấp trên rót tiền xuống, không có tự đi ra ngoài tìm kiếm. Không có thay đổi tư tưởng, cho nên mới khiến cho xí nghiệp càng ngày càng tồi tệ hơn, thậm chí còn gây ra tình trạng cùng quẫn như ngày hôm nay. Đều là do tư tưởng chỉ đạo sai lầm của cấp lãnh đạo. Điều này nói lên cái gì, đó là tầm quan trọng của lãnh đạo. Quyết định của xí nghiệp đôi khi có thể cứu sống một xí nghiệp, nhưng, cũng có thể phá hủy một xí nghiệp. Diệp Phàm cười nói. Có vẻ như, tập đoàn Chính Hà chỉ lấy việc này ra ngụy trang để uy hiếp chúng ta đồng ý thôi. Chỉ cần chúng ta kiên trì chịu đựng, bọn họ sẽ còn trở lại. Khổng Ý Hùng cũng giãn cả lông mày ra. Cũng không chắc chắn cho lắm. Vẻ mặt Diệp Phàm lại âm trầm. Cũng không chắc chắn sao. Khổng Ý Hùng thì thầm một câu không rõ. Anh có nghĩ, tuy bọn họ không thể góp vốn, nhưng, có thể hợp tác. Diệp Phàm hừ nói. Việc này, có nghĩa là như thế nào? Khổng Ý Hùng hỏi, càng nghi hoặc khó hiểu. Không thể góp vốn, nhưng có thể hợp tác với tập đoàn Chính Hà sản xuất thiết bị phát điện bằng sức gió, bằng công nghệ mới nhất xuất khẩu sang Canada. Thật ra chính tập đoàn Chính Hà đã hạ đơn đặt hàng tập đoàn cơ giới Trung Quốc sản xuất. Việc này cũng không liên quan đến bí mật kỹ thuật của quốc gia. Vì vậy tập đoàn Chính Hà cung cấp các trang thiết bị mới. Phía bên này chỉ cần sản xuất là được. Diệp Phàm nói. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể góp vốn cùng một số doanh nghiệp tư nhân,
trong tay bọn họ đang nắm giữ trang thiết bị mới chuyển hóa thành lực lượng sản xuất, chuyển hóa thành sản phẩm. Ở Trung Quốc chúng ta ngoại trừ một số nhà máy quốc doanh sản xuất thiết bị điện theo mô hình lớn, còn có rất nhiều xí nghiệp tư nhân khác. Mà có thể chúng ta cũng có thể phải đối mặt với các xí nghiệp tư nhân. Tuy nói là thuộc quyền quản lý của nhà nước, nhưng cũng không thể độc quyền được nền công nghiệp này. Đương nhiên, nói độc quyền cũng không đúng với quy định của pháp luật, nếu như là buôn bán phải điều tra đấy. Phải làm sao bây giờ, trước tiên phải dập tắt ý nghĩ hợp tác hoặc góp vốn vào tập đoàn cơ giới Trung Quốc của bọn họ mới được. Ví dụ, có thể viết một vài bài báo để tiết lộ bí mật về công nghệ mới. Khuấy động việc này lên, ít nhất cũng khiến bọn họ suy nghĩ lại. Khổng Ý Hùng nói, đừng nóng vội, biện pháp có thể nghĩ ra được, tôi tin rằng chủ tịch cha sẽ hiểu ra, và trở lại bàn đàm phán. Vẻ mặt Diệp Phàm lại bình tĩnh, khiến cho tâm trí Khổng Ý Hùng có chút nói thầm, không hiểu được tại sao chủ tịch Diệp lại bình tĩnh đến vậy. Buổi chiều Khổng Ý Hùng báo lại là người của tập đoàn Chính Hà thật sự đã đi đến tập đoàn cơ giới Trung Quốc ở thành phố Dương Vân. Tuy nhiên, vẻ mặt của Diệp Phàm vẫn bình tĩnh, khiến cho Khổng Ý Hùng thấy phiền muộn. Tỉnh ủy thật sự quyết định như vậy sao? Vẻ mặt chủ tịch huyện Hoàng Cương Chu Nhất Đán xanh mét, hỏi. Hoàn toàn là thật, hội nghị thường kỳ tỉnh ủy đã thông qua. Phỏng chừng trong mấy ngày tới sẽ thông báo xuống dưới. Tuy nói sắc mặt bí thư huyện ủy Lưu Tiêu Thành còn khá bình tĩnh, nhưng Chu Nhất Đán có thể cảm giác được trong lồng ngực của ông ta cũng sắp phun ra lửa. Bởi vì, đồng chí Lưu Tiêu Thành có một thói quen không tốt. Trong lòng cứ khó chịu là sẽ cắn rất mạnh vào đầu lọc thuốc lá. Giống như cắn vào lòng mình, cắn càng mạnh càng thể hiện trong lòng ông ta có rất nhiều ưu phiền. Vậy, Chu Nhất Đán liếc mắt nhìn Lưu Tiêu Thành một cái, hừ nói. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn thị trấn Hoành không tốt nhất của huyện Hoàng Cương chúng ta bị cướp đi sao? Tuy nói tình hình mấy năm ở thị trấn Hoành không càng ngày càng hỏng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nó vẫn là một thị trấn lớn, về kinh tế ở thành phố chúng ta vẫn đứng trong top 10. Có nhân khẩu nhiều nhất trong huyện Hoàng Cương chúng ta, là thị trấn có thực lực kinh tế tốt nhất trong huyện. Một khi thị trấn Hoành không bị tách ra, nhân khẩu của huyện Hoàng Cương chúng ta sẽ ít đi, quy mô huyện sẽ thu nhỏ lại, chỉ tiêu về kinh tế và các vấn đề khác đều sẽ bị tụt xuống. Đến lúc đó, chỉ sợ thị trấn của chúng ta sẽ đứng trong top 3 từ dưới lên. Hơn nữa, mấy vị bên kia có ý định đưa núi Thiên Thông thành một khu du lịch sinh thái. Nghe nói chủ tịch Trương chuẩn bị đầu tư 200 triệu. Thị trấn này bị cướp đi, những thứ tốt nhất có thể đều được rơi vào trong tay tập đoàn Hoành không? Tôi nghĩ Diệp Phàm cũng đã nghe được tin tức này mới giật mình, trước kia hắn chưa từng để ý tới người đầu tư như thế. Hiện tại có người đầu tư bọn họ liền đoạt lấy, căn bản chính là muốn đến tập đoàn Chính Hà đấy. Vẻ mặt phó chủ tịch huyện phụ trách quản lý du lịch Vạn Tùng Kiểm cũng như màu xì dầu. Nhìn vẻ mặt như là món mì trộn, thực ra cũng không đến mức tệ lắm. Không phải là vẫn chưa tuyên bố sao? Đột nhiên Lưu Tiêu Thành hừ lạnh một tiếng, phun điếu thuốc đã bị nhai mục nát trong miệng vào cái gạt tàn thuốc. Lưu Tiêu Thành thường xuyên như vậy nên điếu thuốc đó sẽ không bị dập ra ngoài gạt tàn thuốc lá. Chu Nhất Đán đã đặt cho Lưu Nhất Tiêu Thành biệt danh là thần khói thuốc. Đối với việc này, Chu Nhất Đán còn cho rằng mình rất thiên tài, không ngờ có thể lấy biệt danh chuẩn xác như vậy. Cho nên, đôi khi ở hội nghị thường ủy bị Lưu Tiêu Thành chèn ép chặt chẽ, Chu Nhất Đán sẽ đem biệt danh này nói ra để an ủi bản thân mình một chút. Thông báo này có tuyên bố hay không cũng đều giống nhau, nhiều nhất trong một tuần nữa, phỏng chừng ban tổ chức tỉnh ủy sẽ cử một người xuống. Chúng ta còn có thể làm cái gì chứ? Sắc mặt Vạn Tùng Kiểm tương đối uể oải. Đúng vậy bí thư Lưu, ngoài việc ngồi nhìn chúng ta còn có thể làm được những gì chứ? Chu Nhất Đán bực tức nói. Mọi người không chịu suy nghĩ lấy một chút hả? Lưu Tiêu Thành có vẻ hơi trách cứ, hừ nói. Chúng tôi không nghĩ ra được gì cả. Mặt Chu Nhất Đán trầm xuống hừ nói. Thật sự là không có sao. Lưu Tiêu Thành hừ ra từ trong lỗ mũi. Thấy vẻ mặt Chu Nhất Đán và Vạn Tùng Kiểm mất mát và phẫn nộ. Đột nhiên Lưu Tiêu Thành ha ha phá lên cười, quay người hỏi. Hai người không có can đảm để đọ sức sao? Bí thư Lưu nói gì vậy? Vạn Tùng Kiểm cắn răng một cái. Rất đơn giản, không phải tỉnh ủy còn chưa có tuyên bố sao? Lưu Tiêu Thành nói. Cái này thì có liên quan gì đến chứ? Chu Nhất Đán hỏi. Đương nhiên là có tác dụng, chỉ cần tỉnh ủy chưa tuyên bố, chúng ta có biết chuyện đó không? Lưu Tiêu Thành nói. Ông nói là chưa nói ra thì có thể làm như thế nào?
Chu Nhất Đán cũng không ngu, lập tức kịp phản ứng. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Lưu Tiêu Thành cắn răng một cái. Việc này, có phải là có chút không thỏa đáng không? Chu Nhất Đán sửng sốt, có chút do dự. Chúng ta chỉ cần làm cho tập đoàn Hoành Không không dám ức hiếp chúng ta là được. Đến lúc đó tôi và anh khiêm tốn cư xử như cũ có phải không? Lưu Tiêu Thành thể hiện thái độ khinh thường, để cho Chu Nhất Đán nhìn thấy. Chương 2947, hả lòng hả dạ quá. Bí thư Lưu, ông nói như vậy, tôi hiểu rồi. Đồng chí Vạn Tùng Kiểm cho rằng cơ hội khoe thành tích đã đến. Anh thì sao? Lưu Tiêu Thành nhìn chằm chằm Chu Nhất Đán, thực tế là đang bức cung. Làm đi. Chu Nhất Đán cắn răng một cái. Tổng giám đốc Trương của tập đoàn Tinh Đại không phải đang ở thành phố Hạng Nam sao? Làm như thế nào tốt mọi người tự biết. Cho dù là nhượng bộ một chút cũng không sao, hiện tại chúng ta không phải là làm vì lợi ích. Chính là vì bộ mặt của chúng ta. Hơn nữa, không phải tỉnh ủy còn chưa có tuyên bố sao? Chúng ta không biết, bây giờ thị trấn Hoành Không vẫn là do huyện Hoàng Cương chúng ta quản lý. Anh muốn ai góp vốn là việc của anh, lúc sau tuyên bố ra sao? Chúng ta không biết. Vẻ mặt Lưu Tiêu Thành bình tĩnh ngồi ở trên ghế. Làm như vậy về sau tập đoàn Hoành Không đến làm chúng ta sẽ kiếm được một chút, muốn nuốt một mình là không thể. Trên mặt Vạn Tùng Kiểm tươi cười, nói. Bí thư Lưu vẫn lợi hại, có thể nghĩ ra được cách đó. Hừ, Lưu Tiêu Thành hiển nhiên không vui, Vạn Tùng Kiểm sửng sốt, trong lòng nhất thời tỉnh ngộ, anh nói biện pháp này là Lưu Tiêu Thành nghĩ ra được, nếu sau này nếu phải chịu trách nhiệm chẳng phải bí thư Lưu phải chịu sao. Vạn Tùng Kiểm lập tức toát mồ hôi, không thể tưởng được việc nịnh bợ này lại vỗ vào đúng vết thương của vó ngựa. Vạn Tùng Kiểm mở miệng đã muốn cứu, tuy nhiên, Chu Nhất Đán nhanh hơn, cười nói. Đồng chí Vạn Tùng Kiểm nói cũng đúng, bí thư Lưu thật là có con mắt nhìn xa trông rộng. Yên tâm, chúng tôi nhất định làm theo chỉ thị của bí thư Lưu. Lưu Tiêu Thành nghe xong, bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười, nói. Tôi chỉ múa mép khua môi thôi, còn việc thực hiện vẫn phải nhờ đến hai đồng chí đấy. Chu Nhất Đán vừa nghe, lập tức cười xấu hổ, biết tâm tư trong lòng mình đã bị Lưu Tiêu Thành nhìn ra. Đơn giản chỉ là đến lúc xảy ra chuyện ai là người chịu trách nhiệm thôi. Lưu Tiêu Thành nói như thế, đơn giản là nói ba người chúng ta như một cùng ngồi trên một chiếc thuyền thôi. Đến lúc có chuyện đừng ai nghĩ có thể thoát thân. Chập tối vào lúc ăn cơm, Diệp Phàm lại nhận được điện thoại của Đồng Oanh Oanh. Cười nói, Chủ tịch Diệp, tôi cho công ty xây dựng Thiên Mã thời gian không còn nhiều nữa. Đến lúc đó nếu mọi người vẫn không thể lấy được đủ hai điều kiện, cũng đừng trách tôi giao công trình này cho người khác. Yên tâm, không phải là thời gian vẫn chưa hết sao. Diệp Phàm hừ nói, trong lòng mắng một câu mẹ kiếp. Biết hiện tại cổ phần của Đồng Oanh Oanh khống chế xưởng đóng tàu lại có sự biến đổi. Phỏng chừng, là muốn thay đổi rồi. Suy nghĩ của cô gái này thật đúng là kim dưới đáy biển. Nhưng tôi nghe nói mọi người đang bị mắc kẹt việc phê duyệt các thủ tục văn bản ở sở xây dựng. Thời gian cũng phải mất nửa năm. Tôi không nghĩ rằng bí thư Diệp lại không có biện pháp nào giải quyết chuyện này. Nếu thật sự không được, hay là mọi người sớm rút lui đi. Chúng ta cũng tìm công ty khác để hợp tác. Phỏng chừng bề ngoài Đồng Oanh Oanh đang cười trong điện thoại nhưng trong lòng thì không cười nổi. Chủ tịch Đồng hoài nghi năng lực của Diệp Phàm tôi sao? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Anh nói gì vậy? Đồng Oanh Oanh nói lời trách móc. Yên tâm. Đầu tháng 5 nếu không thể nắm được hai giấy phép trong tay. Diệp Phàm tôi không nói hai lời sẽ đem công trình này trả lại cho mọi người. Hơn nữa, tôi sẽ nhớ món nợ ân tình này với Đồng Oanh Oanh cô. Là chúng ta không có tư cách chứ không phải do chủ tịch Đồng cô không chiếu cố cho chúng tôi. Diệp Phàm hừ lạnh nói, cảm thấy cô gái này cũng làm quá chặt, tưởng như là muốn lấy mạng. Thực ra nợ ân tình cũng không sao cả, coi như tôi trả nợ ân tình cho bí thư Diệp đi. Tuy nhiên, từ nay về sau, hai chúng ta không ai còn nợ ai cả. Bằng không, tôi không thể cõng mãi trên lưng được. Có một số việc, một chỉ duy nhất là một, anh có thấy đúng không hả Diệp Tổng? Đồng Oanh Oanh hừ nói. Tất nhiên rồi, sau này chúng ta vẫn là bằng hữu có phải không? Diệp Phàm nói. Đương nhiên là như vậy, chẳng những chúng ta là bạn bè, còn là bạn bè hợp tác quan trọng. Tuy nhiên, chẳng lẽ bí thư Diệp còn muốn phát triển cái gì khác hay sao? Đương nhiên. Nếu bí thư Diệp có ý định gì, Đồng Oanh Oanh tôi cũng sẽ suy nghĩ nghiêm túc phải không? Dù sao, trước kia, ha ha ha. Phỏng chừng Đồng Oanh Oanh đang cười đều.
những lời nói này lấp lửng như này khiến cho người ta bị hấp dẫn hiểm nghi. Này, có ý gì vậy, Diệp Phàm tôi vẫn chưa rõ. Diệp Phàm giả bộ ngu nói. Không hiểu thì thôi vậy. Đồng Oanh Oanh hừ nói. Chuyện trước kia đều quên rồi sao? Đàn ông, cũng chẳng có cái gì tốt cả. Nhắc đến chuyện gì đều không nhớ rõ. Cũng đã lâu lắm rồi, thực sự tôi không nhớ rõ. Đương nhiên, Chủ tịch Đồng cô cũng không cần người đàn ông bẩn thỉu như tôi. Người đàn ông có lương tâm nhiều lắm, những người mục nát chỉ khoảng vài người thôi. Nếu là Diệp Phàm tôi thực không phải là người thế thì chắc chắn việc của Chủ tịch Đồng sẽ giải quyết phải không? Gọi là Chủ tịch Đồng quá đúng rồi phải không? Có lẽ, bây giờ cô còn đang ở nước Mỹ làm gì đó. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Những chuyện kia anh nhớ rõ ràng như vậy, có thể là có việc anh không nhớ rõ. Đầu óc của đồng chí Diệp đâu có phải là không có chuyện để nghĩ. Đồng Oanh Oanh hừ nói. Ha ha, tôi chỉ nhớ chuyện nên nhớ, không nên nhớ những chuyện không nên nhớ. Diệp Phàm cười nói. Được được được, họ Diệp kia, anh chờ đấy. Đồng Oanh Oanh tôi sẽ làm anh nhớ lại những chuyện không nên nhớ đấy. Đồng Oanh Oanh tức giận đến mức cúp mạnh điện thoại xuống. Mẹ kiếp, tất cả mọi người bức bố mày, Diệp Phàm tức giận ném điện thoại xuống bàn. Chuyện này phải nắm chặt lấy, nếu như cần sẽ đi tìm Chủ tịch tỉnh Khúc nói chuyện. Tuy nhiên, Diệp Phàm nhận thức rằng nếu chuyện gì cũng đi tìm Chủ tịch tỉnh hóa ra năng lực của mình kém à. Sẽ khiến cho Chủ tịch tỉnh Khúc nghĩ là mình không có chủ kiến, bất cứ chuyện gì cũng phải lãnh đạo ra tay giải quyết. Càng không thể tìm Lão Ninh, mình đã làm phiền ông ấy quá nhiều rồi. Việc nhỏ mọn này cũng phải tìm ông ta, bản thân Diệp Phàm còn không bằng một khối đậu hũ mua ở ngoài. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng muốn mượn việc này chị, Lý ra, bên kia sông tỉnh Vân Nam một chút, nếu không đến một miếng, lương khô, hoành không cũng không lấy được. Sau khi ăn cơm xong Diệp Phàm không lái xe, cứ lững thững đi đến Sơn Trang Chu Tước. Trên đường đi thưởng thức cảnh đẹp hai bên bờ sông Thông Thiên. Đoạn đường này quanh co, khá thoải mái. Những cặp nam nữ thường núp dưới tán cây. Trẻ tuổi thật hay. Diệp Phàm thở dài một hơi. Không lâu vào Sơn Trang Chu Tước. Không hiểu được tối nay cô kia có tới hay không, Diệp Phàm đi bộ trên bãi cỏ trong sơn trang trong lòng suy nghĩ miên man. Thấy rõ ràng chiếc ghế nhựa nằm xuống, ánh mắt buồn chán nhìn xung quanh. Thật ra là hắn ta đang tìm cô gái thần bí có phải được giấu trong này hay không. Không lâu sau, tiếng bước chân dồn dập có vẻ hơi dầu dĩ truyền đến. Là Bao Nghị, ngồi đi, chúng ta uống vài chén trà nói chuyện tào lao một chút. Cũng lâu rồi chưa được thư giãn, cần phải thư giãn một chút. Diệp Phàm híp nửa mắt nhìn nhìn, đúng là Bao Nghị, vì thế cười nói. Thư giãn. Vẻ mặt Bao Nghị cười tủm tỉm, chạy vào đại sảnh chuyển bộ pha trà ra vừa pha trà vừa cười nói. Thư giãn, chuyện gì khiến anh cao hứng như vậy? Diệp Phàm sững sờ, mở mắt ra. Còn nhớ khi ở Tấn Lĩnh, Khổng Đông Phong Khổng Đại Công Tử, một trong năm người Khổng gia, còn được gọi là Ngọa Long bạn bè của Trương gia. Bao Nghị cười nói. Đương nhiên là nhớ rõ rồi. Tên Đại Đông Thiên rõ ràng còn lắc lư một cái quạt lông. Thật ra là anh ta muốn kiếm tiền, cũng không hiểu được anh ta mở lầu Phong Vân, tàn sát một số động vật hoang dã, kéo bao nhiêu cán bộ mất chức vì chơi gái. Diệp Phàm cười nói. Lúc đó Diệp Phàm không nghĩ tới canh chừng lầu Phong Vân, anh còn là bí thư thành ủy Đồng Lĩnh, một câu là giải quyết xong đúng không? Bao Nghị hỏi. Sau đó, tôi nói mục tiêu chính của Đồng Lĩnh là phát triển kinh tế. Tôi không là công an. Không thể quản được nhiều như vậy. Hơn nữa, thực ra người đứng sau lầu Phong Vân là nhà họ Khổng ở thủ đô, còn hơn cấp tôi, sau khi chơi đọ sức với đồng chí Khổng Chính Húc, rõ ràng chuyện gì tôi cũng đều không làm. Diệp Phàm hừ nói. Thật ra trong lòng Diệp Phàm cậu cũng muốn vì dân trừ hại có phải không? Bao Nghị ha hả cười khan nói. Có phần đúng với suy nghĩ, nhưng Diệp Phàm tôi không phải lúc nào cũng quản làm chuyện của người tốt được. Tôi có phong cách sống của mình. Và có nguyên tắc xử sự của bản thân. Tôi có mục tiêu phát triển của mình. Nếu bởi vì lầu Phong Vân mà mục tiêu của tôi không thể đạt được, tạm thời tôi sẽ mở một mắt nhắm một mắt vậy. Đương nhiên, tôi cũng không phải là vì chính mình. Chỉ cần có thể làm cho cuộc sống của mọi người dân đều tốt, tôi nhịn một chút cũng không sao cả. Tuy nhiên, tôi tin rằng, con mắt của người dân rất sắc bén, một ngày nào đó lầu Phong Vân sẽ gặp xui xẻo. Diệp Phàm nói, rồi uống một ngụm trà. Việc này không cần Diệp Phàm ra tay, có người làm thay chúng ta rồi, cậu nói xem có đúng là hả lòng hả dạ không?
Năm đó khi ở Tấn Lĩnh tôi đã nghĩ sẽ làm, chỉ có điều vẫn bị cản tay không làm được. Dù sao, công an tỉnh ở Tấn Lĩnh, tôi cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không thể nắm bắt hết được đại cục. Bao Nghị có chút buồn bực. Ai làm gì vậy? Diệp Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Là Vương Triều làm. Bao Nghị cười nói. Anh ta làm sao có thể? Việc này chỉ cần sở công an tỉnh Tấn Lĩnh ra tay là được. Không cần làm phiền đến Phó Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự Bộ Công an. Vẻ mặt Diệp Phàm kinh ngạc. Cũng không phải là anh Vương muốn xen vào chuyện Lầu Phong Vân, mà là do một chuyện khác. Lúc ấy anh Vương đang dẫn người truy đuổi 5 người phạm trọng tội giết người bỏ trốn. Không ngờ được tên Âm Xoa Dương Thác trốn vào Lầu Phong Vân. Bởi vì tên kia nghe người ta nói rằng Lầu Phong Vân ở Tấn Lĩnh cơ bản là nơi tương đối an toàn. Ở Tấn Lĩnh này, không có người nào dám động vào Lầu Phong Vân. Tên tội phạm bỏ trốn nghĩ đây là nơi an toàn. Mà tính tình anh Vương cũng nóng nảy, trực tiếp dẫn người bao vây toàn bộ Lầu Phong Vân. Đương nhiên, nhà họ Khổng lập tức cho người ra mặt không đồng ý để anh Vương cho người vào điều tra. Kết quả là Cục trưởng Vương tức giận, không nể mặt người của tỉnh Tấn Lĩnh. Trực tiếp dẫn người tiến vào, kết quả đương nhiên là gặt hái thành công rồi. Chẳng những giết chết được tên tội phạm bỏ trốn, mà còn làm hỗn loạn Lầu Phong Vân. Mà lúc đó Khổng Đông Phong rõ ràng còn đang ôm hai người đàn bà chơi 3B trên lầu. Người này thật là có khí phách của Gia Cát Khổng Minh, bên ngoài có rất nhiều binh lính áp sát không ngờ anh ta không hề thay đổi sắc mặt vẫn tiếp tục chơi. Kết quả là bắt quả tang tại chỗ, việc trước đây che đậy đã bị vạch trần. Khổng Đông Phong bị Vương Triều cho người bắt lại, đương nhiên nhà họ Khổng đều luống cuống. Vị họ Khổng ở thủ đô kia lập tức bị nhốt lại, mấy ngày ở trong đó tìm đủ các mối quan hệ để ra ngoài. Tuy nhiên, lúc cục phó Vương đi vào Khổng Đông Phong quá kiêu ngạo. Cười lạnh nói anh dám bắt tôi vào, sau này sẽ phải trải thảm đỏ đốt pháo mời tôi đi ra. Chương 2948, nhà họ Khổng đến cửa cầu xin. Kết quả sở trưởng Thiết nghe xong cũng tức giận, tự nhiên, người tài ba như vị họ Khổng kia cũng không qua được cửa ải cuối cùng. Sở trưởng Thiết cùng anh Vương ra quyết định phải làm giảm bớt sự hung hăng và uy phong của nhà họ Khổng. Bởi vì, bọn họ nghe nói lúc trước anh ở Tấn Lĩnh đã từng bị nhà họ Khổng làm khó dễ. Cho nên, cái thứ nhất là vì dân trừ hại, thứ hai cũng là vì nhà họ Khổng quá kiêu ngạo, lý do thứ ba và là lý do chính là để Diệp Phàm anh hết giận. Bao Nghị cười nói, vẻ mặt vui mừng. Không ngờ hai người này, chuyện lớn như vậy cũng không để lộ một chút ý tứ. Diệp Phàm nói, lộ làm sao được, cục phó Vương có ý để sau khi xong chuyện mới để anh biết, để anh vui mừng một chút. Bao Nghị cười nói, anh nghĩ Khổng Đông Phong sẽ phải chịu sự trừng phạt như thế nào? Diệp Phàm giật mình, hỏi. Nếu tội danh là thật, Thứ trưởng Thiết sẽ không tha, Khổng Đông Phong vào ngồi bóc lịch vài năm là không có vấn đề. Về Lầu Phong Vân, phỏng chừng sẽ trở thành lịch sử trong Tấn Lĩnh. Bao Nghị cười nói. Lập tức gọi điện thoại cho anh Thiết, tôi muốn nói chuyện với anh ta. Diệp Phàm nói, Bao Nghị lập tức gọi điện thoại, một lúc sau chuyển cho Diệp Phàm. Anh Thiết có khỏe không? Đầu tiên Diệp Phàm lên tiếng chào hỏi. Khỏe gì, hàng ngày bận rộn còn chẳng được đặt mông ngồi. Cuộc sống vất vả quá. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Vất vả gì, nghe nói chẳng bao lâu nữa là anh Thiết có cơ hội thăng tiến thêm một bước nữa đúng không? Diệp Phàm hỏi. Có gì đâu, tôi được thăng thêm một cấp từ phó lên trưởng thôi. Đó là chức vị cấp giám đốc sở thôi. Một vị cấp trên đã giúp, cậu nói xem tôi có lên nhanh như vậy sao? Và lại nói. Vị trí kia, không có 50 tuổi cũng chẳng dám nghĩ tới. Thiết Chiêm Hùng nói. Cũng thế thôi, anh Thiết còn thiếu có mấy năm thôi. Tuy nhiên, trong cuộc họp gần đây phỏng chừng anh đang được đề nghị thăng chức. Diệp Phàm nói. Điều đó là tất nhiên, tôi cũng chật vật rất nhiều năm. Thật vất vả nếu người họ Lâm kia muốn đảo ngược. Tuy nhiên, hiện tại ban lãnh đạo vẫn sắp xếp tôi xuống thứ hai. Việc này lão nhị nghe được đúng là phiền. Cho nên... có thể mau chóng đảo ngược tình thế cũng không tệ mà. Đến lúc đó cậu em nên nghĩ trước một chút. Việc này anh phải làm phiền, lão nhị, rồi. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Cái đó không cần phải nói, chúng ta là anh em trong nhà. Đến lúc đó anh em ta lấy tay áo cũng sẽ đi cùng anh. Diệp Phàm cười nói. Cậu em cậu có lòng như vậy là đủ rồi, có được hay không không sao. Có một số việc, không phải chúng ta muốn là có thể được đúng không? Thiết Chiêm Hùng nói, nhất định phải thành công, không thể thương lượng được. Giọng điệu của Diệp Phàm rất kiên quyết,
Thiết Chiêm Hùng nghe xong có chút cảm động. Đúng rồi anh Thiết, chuyện nhà họ Khổng ở lầu Phong Vân tỉnh Tấn Lĩnh xử lý thế nào? Diệp Phàm hỏi. Cậu cũng biết rồi à? Đoán chừng là Vương Triều nói cho cậu biết. Thiết Chiêm Hùng cười nói. Cứ coi là như vậy đi, tuy nhiên, hôm nay tôi gọi điện thoại cho anh là muốn xin anh bỏ qua cho nhà họ Khổng một lần. Diệp Phàm nói. Không phải cậu hồ đồ chứ, trước kia cậu ở Tấn Lĩnh nhà họ Khổng đã lấy của cậu một nửa tài khoản. Hiện tại có cơ hội báo thù, nhưng cậu lại muốn giúp bọn họ. Trong chuyện này, nhất định là có nguyên nhân có phải không? Mau nói cho tôi nghe một chút đi, là vì chuyện gì? Thiết Chiêm Hùng cũng không ngu, nghe thấy vậy liền nghĩ ra ngay có vấn đề, vì thế Diệp Phàm đem chuyện Tỉnh Vân Điền nói ra. Người này còn có thể giúp đỡ tôi. Sau khi nghe xong Thiết Chiêm Hùng cười nói, quay người nói. Tuy nhiên, lần này bỏ qua cho bọn họ trong lòng tôi cảm thấy có chút không cam lòng. Hơn nữa, việc này cũng ảnh hưởng không nhỏ, chỉ sợ là có người chú ý đến lúc đó lấy việc này ra nói cũng có chút phiền phức. Tuy nhiên, nếu cậu đã nói, tôi sẽ mở một con đường. Chỉ có điều, ít nhất cũng phải có một sự trừng phạt nhỏ. Nếu mà ảnh hưởng anh Thiết cũng không cần để ý đến làm gì, tôi sẽ nghĩ cách khác. Không phải là một phó giám đốc sở, chẳng lẽ còn không có biện pháp hay sao? Hơn nữa, trong việc này nhà họ Lý cũng thiếu chỉnh đốn. Không giải quyết hết vấn đề này, Khương Quân sẽ không giải quyết được, lúc này là lúc bọn họ bắt tay làm rồi. Diệp Phàm hừ nói, chỉnh đốn nhà họ Lý có khi là một biện pháp, chẳng qua thời gian của cậu không đủ, tôi nghĩ hay là bắt tay với Khổng Chính Húc, tìm cách làm thích hợp để cho Khổng Chính Húc hiểu được quan hệ của tôi và cậu. Cứ như vậy, bản thân anh ta sẽ phải tìm tới đây. Thiết Chiêm Hùng cười nói, về phần Khổng Đông Phong. Chúng ta sẽ cho anh ta được hoãn thi hành hình phạt đã xem như là một đặc ân. Tuy nhiên, người này cũng bị Vương Triều trừng trị, cũng không xê xích được gì nhiều. Trong lúc này, cứ làm như vậy đi. Diệp Phàm cười nói, ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy anh Trương Vệ Thanh ở văn phòng Trung ương là người trung gian thích hợp nhất rồi. Vì thế Diệp Phàm gọi điện thoại cho Trương Vệ Thanh, anh ta vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ này. Lúc buổi tối Diệp Phàm lại cảm thấy một chút kỳ lạ, mắt sói kia như mở rất lớn. Mà con rơi cũng bị ép đi ra dò xét trong phạm vi trăm mét ở Sơn Trang. Cảm giác phía đông núi dường như hơi có động tĩnh, tuy nhiên, công lực của Diệp Phàm không đủ, con rơi chỉ có phạm vi trong 100 mét. Mà Diệp Phàm cũng không nghĩ mình tự đi ra ngoài. Cứ như vậy, cả đêm vẫn bình an vô sự. Buổi chiều ngày hôm sau, cũng không hiểu được Trương Vệ Thanh ám chỉ cho Khổng Chính Húc thế nào, nhưng hiệu quả vô cùng rõ ràng. 3 giờ chiều, vẻ mặt Bao Nghị tủm tỉm cười gõ cửa tiến vào. Báo cáo là có khách nhân bên kia Tấn Lĩnh đến. Âu, là ai vậy? Diệp Phàm hỏi, trong lòng đã hiểu rõ, đoán chừng là Khổng Chính Húc phái người đến dò xét rồi. Đúng quần của cậu đến đây. Bao Nghị cười nói. Chủ tịch thành phố Khổng Đoan đấy à? Diệp Phàm vui vẻ, đứng lên đi ra ngoài tiếp đón. Đến đây có hai vị, một vị chính là Khổng Đoan, còn vị kia Diệp Phàm không biết, chỉ biết là một người trung niên, bụng to. Cũng không hiểu tham ô nhiều hay ít, chỉ số tham ô hoàn toàn không nhỏ. Không biết hôm nay thế nào là chủ tịch thành phố Khổng lại đến hoành không chúng tôi, thật sự là hiếm có ạ. À. Vẻ mặt Diệp Phàm tủm tỉm cười bắt tay Khổng Đoan. Ha ha, bí thư Diệp ở Đồng Lĩnh là một con rồng vừa bay lên cao. Cậu đã từng là cấp dưới của tôi rất ấn tượng với cậu. Vẻ mặt Khổng Đoan cũng tỏ ra niềm nở cười nói. Trong lòng Diệp Phàm cười nhạt. Trong lòng tự nhủ nếu không phải là vì chuyện của Khổng Đông Phong, con chó Nhật như ông lại đến đây mới là lạ chứ. Tôi cũng rất nhớ các đồng nghiệp ở Đồng Lĩnh. Diệp Phàm cười, mời hai người đi vào phòng. Bí thư Diệp, tôi giới thiệu với cậu một chút, vị này chính là Giám đốc Sở Thủy Điện tỉnh Tấn Lĩnh Dương Trường Phú. Nghe nói bí thư Diệp ở Tấn Lĩnh đã tạo nên một kỳ tích, cho nên cũng muốn đến đây một chút, để nhìn, người thần, ngày xưa của Tấn Lĩnh. Khổng Đoan cười nói giới thiệu. Xin chào Giám đốc Sở Dương, có thể coi tôi như là, người thần, trông cửa cũng được. Diệp Phàm bắt tay Giám đốc Sở Dương Trường Phú. Hắn ta giật mình, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là đồng chí, Tống Tài, đến rồi. Bằng không, kêu lãnh đạo Thủy Điện Tấn Lĩnh đến đây làm gì. Nhà họ Khổng muốn nhờ mình, nhất định sẽ phải thể hiện thiện ý. Bí thư Diệp, cậu đã trở thành danh nhân Tấn Lĩnh. Hiện tại, cậu đã đi được mấy tháng rồi. Các đồng chí ở tỉnh Tấn Lĩnh vẫn còn say sưa khen ngợi chuyện của cậu. Hiện giờ, đường quốc lộ Phong Châu làm xong rồi, mà nhà máy nhiệt điện đang trong giai đoạn nhanh chóng lắp đặt trang thiết bị.
Giám đốc Sở Dương vừa bắt tay Diệp Phàm vừa nói. Đang trong giai đoạn lắp đặt, thật ra tôi cũng đã quên. Diệp Phàm gật gật đầu. Nói không biết có phải không, nhưng chúng tôi nghe nói công ty bí thư Diệp dự kiến sẽ sản xuất kinh doanh thiết bị điện của Trung Quốc. Giám đốc Sở Dương đã lặn lội đường xa tới, nói là muốn biết rõ một chút tình hình. Đồng thời, anh ta cũng mang một số chuyên gia đến nhân tiện khảo sát một chút. Nếu như có thể thành công, không riêng gì nhà máy nhiệt điện phát điện bên kia Đồng Lĩnh, mà cả hai trạm phát điện hạng trung đang xây dựng từ năm ngoái ở trong tỉnh. Hai trạm phát điện này cũng đang trong giai đoạn trang bị thiết bị. Khổng Đoan cười nói, cho một chút ưu đãi, sau đó gợi ý một chút, trong lòng Diệp Phàm hiểu rõ. Đương nhiên, miếng ngon đã đưa tới mồm Diệp Phàm sẽ không ngốc đến mức từ chối đâu. Vì thế cười nói, vâng, chúng ta sẽ là đối tác tốt, tuy tôi đã rời đi, nhưng vẫn nghĩ đến công ty của chúng tôi. Cảm ơn rất nhiều. Nên thế, nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài. Mọi người cùng nhau làm giàu có phải không? Khổng Đoan cười cười, nói. Nếu không có vấn đề, các chuyên gia đều đang chờ ở dưới lầu. Trước tiên dẫn bọn họ đi thăm nhà máy thiết bị điện lực chính của anh. Nếu phù hợp trên cơ bản là có thể quyết định rồi. Hơn nữa, người phụ trách mấy trạm phát điện cùng với người phụ trách nhà máy nhiệt điện phát điện đều đến đây. Bọn họ đều ở dưới lầu. Được rồi. Diệp Phàm cười nói, lập tức giao cho người phụ trách nhà máy thiết bị điện lực chính Khổng Ý Hùng cùng với nhóm trưởng Chu Hưng Liệt chào hỏi. Tự nhiên, xưởng trưởng Chu vui mừng thiếu chút nữa nhảy lên. Thời gian trước anh ta còn có chút oán hận, cảm thấy Diệp Phàm là coi trọng bên này coi nhẹ bên kia. Kéo đơn đặt hàng tới cho nhà máy cơ giới rồi biến mất, lần này không thể ngờ được đơn đặt hàng lập tức sẽ tới tay, trưởng xưởng Chu lập tức chuẩn bị không cần phải nói gì. Căn bản việc này cũng không thể hiện ra bên ngoài, tự nhiên, lại rất thuận lợi. Vốn nhà máy thiết bị điện lực chủ hành không chính là xí nghiệp lớn sản xuất đồng bộ thiết bị điện lực. Tuy nói những năm gần đây đơn đặt hàng cùng kế hoạch kinh tế bị giảm đi so với những năm trước, nhưng ngành này cũng không có bị giảm sút nhiều. Giám đốc Sở Dương đem các chuyên gia đến khảo sát một chút, cảm thấy điều kiện trang bị phù hợp, cũng liền quyết định. Đương nhiên, một trong những nguyên nhân chính là cổ phần nhà máy phát điện nhiệt điện Đồng Lĩnh do tập đoàn phó đồng người của nhà họ Kiều khống chế. Về phần hai trạm thủy điện thật ra là Khổng Đoan đưa thêm vào, lễ vật cho Diệp Phàm. Ít nhất, đây là một đơn đặt hàng lớn có thể khiến cho nhà máy thiết bị điện lực bận rộn trong vòng hơn 2 tháng rồi. Buổi tối ngày hôm sau, Diệp Phàm tổ chức chiêu đãi Khổng Đoan ở nhà khách Hoành Không. Sau khi ăn cơm xong, Khổng Đoan nói là muốn nhìn một chút phong cảnh ở Thông Thiên Hà, Diệp Phàm liền cùng anh ta đi dạo mát. Đoán chừng là Khổng Đoan muốn nói điều gì, cho nên, hai người đi trước tiên, những đồng chí khác đi chậm theo phía sau hơn 100 mét. Ôi! Khổng Đoan thở dài, cau mày. Chủ tịch thành phố Khổng có tâm sự phải không? Hôm nay chúng ta ký hợp đồng, lẽ ra phải vui vẻ chứ? Diệp Phàm ra vẻ có chút quan tâm nói. Không thể vui nổi. Khổng Đoan thở dài, dừng lại liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Bí thư Diệp còn nhớ lầu Phong Vân ở Đồng Lĩnh chúng ta không? Chương 2949, bọn họ đang làm việc nguy hiểm. Đã đến lúc rồi, trong lòng Diệp Phàm nói một tiếng, miệng cũng cười nói. Cũng không nhớ rõ lắm, có phải đồ ăn ở lầu Phong Vân rất ngon? Không phải trí nhớ của tôi tốt đâu. Chủ tịch thành phố Khổng chắc cũng không nhớ đâu, lúc trước thiếu chút nữa tôi có xung đột với lầu Phong Vân. Nói thật, cái tên Khổng Đông Phong chủ lầu Phong Vân kia tương đối kiểu bì. Đông Phong không hiểu chuyện, còn trẻ tuổi, nên tính tình bướng bỉnh. Tâm cao khí ngạo đấy, vì vậy cũng đắc tội với không ít người. Tôi thay mặt Đông Phong xin lỗi đã không phải với bí thư Diệp. Trên mặt Khổng Đoan hiện vẻ xấu hổ, nói. Không có gì, đều là chuyện cũ năm xưa rồi. Tôi sớm đã quên. Diệp Phàm cười nói. Vừa rồi anh vừa mới còn nhắc lại, vậy mà giờ đánh rắm rõ to, trong lòng Khổng Đoan thầm mắng một câu, miệng nói. Ngày xưa làm nhiều chuyện không tốt giờ phải nhận hậu quả. Chính là bởi vì Đông Phong không hiểu chuyện, cho nên đắc tội với nhiều người. Bây giờ có chuyện lớn rồi. Chuyện như thế nào, có phải là Khổng công tử gặp phiền toái hay không? Diệp Phàm làm bộ sửng sốt, hỏi. Còn không phải sao? Một tội phạm bỏ trốn chạy đến lầu Phong Vân. Kết quả là tất cả lầu Phong Vân đều bị lục soát. Mà tính tình thằng bé Đông Phong lại ngang bướng, lúc ấy còn cùng đuổi bắt tội phạm bỏ trốn đấy, cùng với một vị kêu là Phó Cục trưởng Vương Triều được Bộ Công an cử xuống. Thằng nhỏ này không hiểu chuyện,
chỉ cần chào hỏi phối hợp với người ta là được. Phải lục soát thì để người ta lục soát, phối hợp với cơ quan công an bắt giữ tội phạm là nghĩa vụ công dân của mỗi người dân Trung Quốc có phải hay không? Thằng nhỏ này không phải là không ý thức được điều đấy, chỉ có điều là tính tình không tốt. Cho rằng người nào cũng phải theo mình mới đúng. Khiến cho đồng chí công an không vui, kết quả là thêm một chút chuyện vào. Hiện tại mọi người đều ở trong cục cảnh sát. Thật sự phiền toái. Khổng Đoan bắt đầu thử. Vương Triều, có phải là đồng chí phó cục trưởng cục điều tra hình sự Bộ Công an không? Diệp Phàm tỏ vẻ sửng sốt, hỏi. Chính là anh ta, người ta là phó cục trưởng Vương đang thực thi mệnh lệnh cấp trên. Chỉ trách lòng dạ Đông Phong quá kiêu ngạo, mấy năm ở dưới này, người trong nhà cũng chiều chuộng nhiều quá. Khổng Đoan nói. Âu, tôi cũng biết phó cục trưởng Vương. Trước kia chúng tôi đã từng cộng tác khi ở Việt Đông. Đã rất lâu rồi không liên lạc, người ta được điều sang bộ khác rồi, chúng ta là những kẻ bên dưới, cũng rất khó gặp được. Tuy nhiên, việc này, ôi! Diệp Phàm nói nửa câu, mày nhíu lại, thở dài. Thế là tốt rồi, nếu bí thư Diệp và phó cục trưởng Vương biết nhau thì tốt rồi. Tuy nhiên, tôi nghe giọng điệu của bí thư Diệp có phải gần đây cũng gặp phải chuyện không hài lòng phải không? Khổng Đoan là người thông minh. Sau khi sững sờ cũng hiểu ra, đoán chừng là thằng này còn muốn nói điều kiện gì rồi. Cũng không phải, đáng lẽ chuyện này chủ tịch thành phố Khổng nên ra mặt đi tìm phó cục trưởng Vương, để nói chuyện thẳng thắn có phải không? Diệp Phàm hỏi. Việc này, tôi phải cảm ơn bí thư Diệp còn nhớ rõ tôi là bạn đồng nghiệp. Khổng Đoan dường như còn muốn ra vẻ nhã nhặn. Cũng không nhớ rõ cho lắm, nghe nói Khổng Đông Phong còn là người thân thích của anh đúng không? Diệp Phàm quyết định làm mất mặt, anh đã đến đây cầu xin, cũng phải chịu một chút sỉ nhục mới được. Ừ, nó là cháu của tôi. Khổng Đoan gật gật đầu, trên mặt có chút xấu hổ, những chuyện như này, đương nhiên không phải là chuyện gì tốt cả. Là người thân của Khổng Đông Phong cũng không vinh quang gì. Ái chà, là cháu họ của anh, dạo này đúng thật là tôi cũng không rảnh, gần đây gặp phải một việc rất khó. Chờ tôi xử lý xong xuôi nhất định sẽ đi thủ đô tìm cục phó Vương. Việc này, bộ dạng Diệp Phàm ấp a ấp úng, khiến Khổng Đoan nhanh truy hỏi. Chuyện gì vậy, có thể nói với tôi không, nếu bí thư Diệp tin tưởng chúng ta hãy suy nghĩ đến chuyện cùng nhau hợp tác, chỉ là chuyện kinh doanh không được tốt mà. Diệp Phàm cũng thành thật không khách khí đem chuyện xin giấy cấp phép xây dựng của công ty đang bị kẹt ở sở xây dựng nói ra. Là chuyện này hả, như vậy đi, việc này tôi có thể nói với anh tôi một tiếng. Nếu cần gấp, trong vòng một tuần có thể xong. Khổng Đoan nói. Vậy cảm ơn anh, chúng ta là bạn bè tốt, biết giúp đỡ lẫn nhau. Diệp Phàm cười nói. Tuy nhiên, đồng chí Lý Hùng kia cũng có chút khí phách rồi. Rõ ràng biết được tập đoàn Hoành Không chúng ta là xí nghiệp lớn đến Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng phải giúp đỡ. Anh ta chẳng những không vì Ủy ban Nhân dân tỉnh sắp xếp giải quyết, mà lại còn kéo dài làm khó dễ. Đúng là có chút khí phách, tôi vốn định ngày mai sẽ đi tới sở xây dựng một chuyến. Xem ra bây giờ không cần nữa rồi. Khổng Đoan nghe xong, thiếu chút nữa muốn nổ lên, đương nhiên nhà họ Khổng muốn anh ta nhanh chóng phê duyệt, hơn nữa còn muốn nhằm vào vị trí của đồng chí Lý Hùng phó giám đốc sở. Người này, thật đúng là muốn ngoạm một miếng thật lớn rồi. Việc này do tính tình của đồng chí ở sở xây dựng. Lề mà lề mề, vốn nửa tháng là có thể phê duyệt xong dự án nhưng lại kéo dài trên 2 tháng. Việc này đúng thật là một thói quan liêu, thật không tốt. Tuy nhiên, tất cả môi trường đều như thế, muốn thay đổi ngay cũng khó. Đương nhiên, khi quốc gia đang phát triển, rất nhiều việc đang tiến hành cải cách, ví dụ như có tỉnh thành còn có quy định thời gian để làm một việc gì đó, hết thời gian đó phải trả lời, kéo dài ra sẽ bị xử lý. Khổng Đoan không nghĩ muốn kết thúc mọi thứ với Lý Hùng vì chuyện của Diệp Phàm, chỉ muốn ra mặt để cho xong chuyện. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng sẽ không buông tay, cười nói. Đúng vậy, cải cách. Mong rằng lần này thay đổi tốt hơn. Như vậy đi, ngày mai tôi đi một chuyến trước đến nhờ cục phó Vương chiếu cố. Chỉ là có chuyện cũng không nên nói. Tuy nói tôi với anh ta có chút giao tình, tuy nhiên, chuyện Lầu Phong Vân mọi người đã chú ý rồi, phỏng chừng việc này vẫn tương đối gặp phiền toái. Sợ bọn họ cũng kéo, dài, đến lúc kéo dài mấy tháng thậm chí hơn một năm, tôi lo sợ cậu Khổng sẽ không chịu nổi thì gay gâu. Diệp Phàm dùng chữ kéo, này rất trong sáng. Tự nhiên Khổng Đoan nghĩ ra ngay. Có vẻ như thằng này ra điều kiện, ý là anh, kéo dài, tôi cũng kéo. Anh không xử lý Lý Hùng tôi sẽ kéo ơ thêm. Việc này,
tôi sẽ nói chuyện một chút với anh tôi. Đối với một số đồng chí không làm đúng chức trách phải phê bình nhất định sẽ phê bình, nên xử lý nhất định sẽ phải xử lý đúng không Bí thư Diệp? Khổng Đoan không có cách nào khác, bị buộc phải đồng ý chuyện này. Tự nhiên trong lòng đổ đầy khí. Đúng vậy, có một số đồng chí nên xử lý một chút mới được. Bằng không, nếu cứ để mặc cho bọn họ thích làm gì cũng được, hiệu suất làm việc của cán bộ chúng ta còn gì để nói chứ? Tuy nhiên, Chủ tịch thành phố Khổng, anh yên tâm. Sau khi nói chuyện với Cục Phó Vương, tôi sẽ thúc giục anh ta mau chóng xử lý việc đó. Cố gắng hết sức để điều chỉnh xuống phạm vi nhỏ nhất. Đương nhiên, chuyện lớn như vậy nếu như muốn một lần có thể xóa hết là không có khả năng. Chắc, Khổng công tử còn phải chịu đựng chút đau đớn rồi. Hơn nữa, quá trình xử lý việc này cũng tương đối phức tạp, để việc xử lý của chúng ta được một số đồng chí chấp thuận cần có thời gian. Diệp Phàm nói, Khổng Đoan nghe rất rõ. Cảm thấy thằng này còn có thêm điều kiện, đem việc phê duyệt dự án buộc chặt lại với việc xử lý phó giám đốc Sở Lý Hùng. Anh xử lý tốt, tôi cũng giúp anh xử lý tốt. Anh muốn kéo, dài tôi cũng có thể kéo. Việc này đương nhiên là Diệp Phàm tự quyết để ép. Khiến cho nhà họ Khổng cần phải đẩy nhanh tốc độ, không thể không xuống nặng tay. Bởi vì, nếu Diệp Phàm kéo, dài thời gian, tin chắc rằng Khổng gia cũng không muốn cho đại công tử Khổng Đông Phong bị giam ở bên trong lâu hơn. Diệp Phàm đã gấp, nhà họ Khổng còn gấp hơn. Khổng Đoan không thể ngồi yên, ngay trong đêm đã cáo từ rời đi. Diệp Phàm biết, khẳng định anh ta đi tới thủ đô báo cáo cho Khổng Chính Húc biết. Buổi chiều ngày hôm sau, Khổng Ý Hùng vội vã đi vào. Có chuyện xảy ra có đúng không? Diệp Phàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn Khổng Ý Hùng một cái, hỏi. Việc không hay rồi. Khổng Ý Hùng thuận tay đưa lên lau mặt, mồ hôi ướt cả bàn tay. Đừng nóng vội. Cứ từ từ nói. Vẻ mặt Diệp Phàm vẫn điềm tĩnh. Nghe nói hôm trước tập đoàn Tinh Đại cùng Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Cương có làm việc qua với nhau, cả hai bên muốn hợp tác khai thác, phát triển núi Thông Thiên, lấy núi Thông Thiên là cơ sở, tạo ra khu danh lam thắng cảnh Thông Thiên Hà. Khổng Ý Hùng nói. Con mắt của tập đoàn Tinh Đại cũng không hề kém, lại có ý như thế này. Diệp Phàm gật gật đầu, đứng lên rót trà cho Khổng Ý Hùng. Bọn họ đã đẩy nhanh tiến độ trong hai ngày. Đã bước vào giai đoạn hiệp đàm. Vừa rồi tôi cũng nghe một người thân đang công tác ở huyện Hoàng Cương, nghe nói huyện Hoàng Cương phân công đồng chí phó chủ tịch huyện Vạn Tùng kiểm phụ trách quản lý khu du lịch Hoàng Cương, mà chủ tịch huyện Chu Nhất Đán tự mình mặc giáp trụ ra trận. Nếu việc hiệp đàm này xuống dưới có thể chúng ta sẽ bị phiền toái. Khổng Ý Hùng nói. Bọn họ đang làm việc nguy hiểm. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Còn không phải sao, hội nghị thường vụ tỉnh cũng chưa quyết định đồng chí Vạn Tùng kiểm. Nhưng khẳng định Chu Nhất Đán lấy được tin tức. Bọn họ còn dám làm như thế, điều này thể hiện điều gì, chứng tỏ bọn họ căn bản không coi trọng quyết định của tỉnh ủy. Khổng Ý Hùng nói, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, tạo ra một thực tế trước. Việc này chắc là đồng chí bí thư huyện ủy Lưu Tiêu Thành ký. Chu Nhất Đán không có can đảm để ra tay, tuy nhiên, có Lưu Tiêu Thành chống đỡ, Chu Nhất Đán cũng là bị ép đến đường cùng rồi. Diệp Phàm nói, bí thư Diệp, hay là chúng ta cũng cho người nói lộ chuyện này ra. Tin rằng tập đoàn Tinh Đại sẽ thận trọng suy xét việc này. Chẳng có người làm ăn nào lại mong muốn gặp phải một chuyện phiền toái như vậy đúng không? Khổng Ý Hùng nói. Ha ha, không có việc gì, cứ để cho bọn họ gây sức ép đi. Diệp Phàm khoát tay áo, mỉm cười. Như vậy sao được, nếu điều đó thành sự thật, sau này chúng ta muốn phát triển phương diện này sẽ gặp phiền toái. Hơn nữa. Bọn họ hoàn toàn có thể bày ra chuyện tôi không có nhận được thông báo của tỉnh ủy làm lý do có phải không? Đến lúc đó, chúng ta nói lý lẽ với địa phương cũng không được. Hơn nữa, nghe nói bên này huyện Hoàng Cương nhượng bộ rất lớn, chẳng những không thu thuế trong 3 năm, ngay cả điều kiện cổ phần cũng khó có thể khiến người ta nhượng bộ. Việc này rất rõ ràng, bọn họ muốn đoạt lấy quyền sở hữu Trấn Hoành không trước khi tỉnh ủy tuyên bố. Khổng Ý Hùng có chút nóng nảy. Không sao, đến lúc đó. Có lẽ bọn họ sẽ tự đem đá đập vào chân mình đấy. Diệp Phàm cay nghiệt khoát tay áo. Đúng rồi, hiện tại chủ tịch cha của tập đoàn Chính Hà đang làm gì? Đang đàm phán cùng tập đoàn cơ giới Trung Quốc, còn nói những chuyện gì cũng không rõ ràng lắm. Khổng Ý Hùng nói. Đúng lúc này, Bao Nghị gọi điện thoại tới, nói là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô ở tỉnh Việt Đông Đồng Oanh Oanh mang theo mười mấy người đến thăm. Diệp Phàm nghe xong. Trong lòng tự nhủ tới thật đúng lúc, lập tức đi ra ngoài nghênh đón thôi.
Việc đón tiếp tổ chức khá long trọng, mục đích chính là muốn để cho tập đoàn Chính Hà hiểu được. Trụ sở của tập đoàn do Bí Thư Diệp đứng đầu khí thế cũng rất lớn nhé. Hôm nay Đồng Oanh Oanh trang điểm như đi một nhân viên văn phòng, có vẻ rất trang nhã. Hai mắt cô liếc nhìn qua tổng thể tòa nhà của tập đoàn Hoành Không. Nhìn mọi thứ khác xa với suy nghĩ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2950, ngồi không yên. Bởi vì tòa nhà trụ sở của công ty khí thế vậy mà kinh tế lại bị đình trệ, tự nhiên thấy thật là đối lập. Sau khi thành lập, tập đoàn chúng tôi có hơn 10.000 cán bộ công nhân viên chức. Đó chỉ là nhìn bề ngoài thôi. Trong kinh doanh, nếu tòa nhà trụ sở trông giống như ổ của tên ăn mày, trên phương diện làm ăn người ta cũng không dám đến đầu tư có đúng không? Diệp Phàm cười nói. Hôm nay tôi có đưa đến một đoàn khảo sát, anh điều nhân viên của nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không cùng tiến hành khảo sát. Đồng Oanh Oanh cười nói. Sau khi hai bên uống vài chén trà, người phụ trách nhà máy dẫn các chuyên gia khảo sát đi xuống khảo sát nhà máy. Chủ tịch Đồng rất quyết đoán, nghe nói ngay sau khi vừa tiếp xúc với nhà máy đóng thuyền đã lập tức chỉnh đốn ngay. Tuy nhiên, tôi muốn xin chủ tịch Đồng cũng nên để lại chút ân tình cho cấp dưới. Cũng đừng đem hơn 2.000 cán bộ công nhân viên chức đuổi đi. Dù sao cũng phải cho bọn họ một bát cơm có phải không? Diệp Phàm cười nói. Tôi cũng không có đuổi người lung tung đâu, theo như hợp đồng phân lưu nhân viên chúng ta đã ký kết đấy. Đồng Oanh Oanh tôi làm việc đều có nguyên tắc đấy, sẽ không làm cản đâu. Vẻ mặt Đồng Oanh Oanh bình tĩnh mỉm cười. Lúc trước trong hợp đồng có quy định có thể phân lưu mấy trăm người ở độ giả Sơn Trang Bãi Yến Nguyệt, đây chính là một điều kiện tiên quyết, phải chờ tới khi xây dựng xong Sơn Trang Bãi Yến Nguyệt mới có thể phân lưu. Hiện tại mà cô muốn phân lưu, có thể sẽ làm cho lòng người có chút hoang mang đấy. Tôi đã nhận được nhiều khiếu nại của cán bộ công nhân viên chức rồi. Cho nên, tôi hy vọng chủ tịch Đồng nhịn một chút, để xây dựng xong Bãi Yến Nguyệt rồi phân lưu nhân viên cũng không có muộn phải không? Diệp Phàm nói. Tôi cũng không có lập tức đuổi bọn họ đi có phải không, hiện tại chỉ là giai đoạn lựa chọn nhân viên. Hay là chuẩn bị sớm để làm cho thỏa đáng, những người này nếu sau này phải đến Bãi Yến Nguyệt. Đương nhiên phải báo trước thời gian cho bọn họ chuẩn bị để thích ứng một chút. Và chủ tịch Diệp cũng có thể sử dụng thời gian rảnh rỗi lúc xây dựng Bãi Yến Nguyệt để tiến hành tổ chức đào tạo đối với nhóm người này. Sơn Trang Bãi Yến Nguyệt và nhà máy cơ giới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, một là ngành dịch vụ, một là ngành chế tạo máy móc. Nếu anh không sớm huấn luyện người của mình, đến lúc Bãi Yến Nguyệt xây dựng xong, bọn họ làm việc lúng túng có thể sẽ khiến cho công ty của các anh bị tổn thất lớn. Ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng quan trọng, tôi là vì suy nghĩ cho Diệp Tổng đúng không? Bề ngoài Đồng Oanh Oanh cười nhưng trong lòng không cười. Việc này không cần Đồng Tổng phải lo lắng, đó là việc của tôi. Tuy nhiên, cô cũng không thể đá bọn họ ra trước để bảo tôi huấn luyện. Tuy nhiên, nếu trong khoảng thời gian này chủ tịch Đồng bằng lòng chi trả tiền lương và chi phí đào tạo thì là chuyện khác. Còn việc chọn người như thế nào cô cũng không thể lựa chọn tùy ý được. Đem tất cả người già yếu nhét vào Bãi Yến Nguyệt được. Đến lúc đó, cô bảo tôi mang theo nhóm người già yếu để bưng bê cà phê rửa chén có phải không? Diệp Phàm hừ nói. Tuy nói xưởng đóng tàu là do chúng tôi khống chế cổ phần, nhưng tập đoàn Hoành Không các anh cũng giữ không ít cổ phần. Cũng chọn một người trong công ty các anh là Nghiêm Phương Long làm phó tổng giám đốc phải không? Đồng Oanh Oanh thật sự tức lên. Ha ha, cô có nghe nói qua về phó tổng giám đốc Nghiêm sao? Nghe nói phó tổng Nghiêm nhắc tới mấy đề nghị gì đó, cô lập tức chau mày phê bình quá nghiêm khắc. Nói gì thì nói Hoàng Triều Đế Đô các cô mới là cổ đông lớn của xưởng đóng tàu. Đã có cổ đông lớn thì phải làm như thế nào cứ làm, chẳng lẽ là cổ đông lớn còn phải nghe ý kiến của hai cổ đông nhỏ hơn ư? Như vậy là cổ đông lớn còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Tôi hiểu suy nghĩ của Hoàng Triều Đế Đô các cô. Chỉ có điều, hy vọng cô có thể tạm hoãn lại một thời gian. Một khi Bãi Yến Nguyệt xây dựng xong và có sự phát triển thì lúc đó làm cũng chưa muộn. Hơn nữa, xưởng đóng tàu đang ở trong giai đoạn bắt đầu. Cũng không thích hợp để làm việc quá lớn có phải không? Diệp Phàm nói, việc chọn người làm việc là không thể dừng lại, đây chỉ chuẩn bị trước thôi. Còn chuyện đào tạo là chuyện của tập đoàn Hoành Không các anh, chúng tôi không thể chịu các chi phí được. Còn về chuyện tiền lương của bọn họ không có làm trong xưởng. Cũng không thể trả lương cho bọn họ được có phải không? Trong khoảng thời gian này bọn họ chỉ có thể lấy tiền lương cơ bản. Còn tiền thưởng phúc lợi thì một chút cũng không thể phát được. Nói cách khác,
người không làm việc cũng lấy tiền lương ngang với người làm việc, những người làm việc có thể phục sao? Hơn nữa, những người trong nhóm đó đã được báo trước để chuẩn bị. Nếu vẫn không chọn lựa ra tôi sợ sau này chọn sẽ có nhiều phiền toái hơn. Bởi vì trong lòng bất ổn thì sự nguy hiểm là tương đối lớn. Huống chi, việc này là ban lãnh đạo xưởng đóng tàu quyết định. Hy vọng Chủ tịch Diệp có thể hiểu được. Đồng Oanh Oanh vẫn vừa cười vừa nói chuyện. Tùy cô, tuy nhiên, nếu như gây sức ép mà xảy ra chuyện gì, Diệp Phàm tôi không đồng ý. Tình hình của tập đoàn Hoành Không chúng tôi đồng tổng hiểu rất rõ, nếu như có ai đâm từ sau lưng, cho dù là Chủ tịch Diệp Phàm tôi cũng muốn làm đến cùng. Giọng điệu Diệp Phàm tương đối lạnh. Nhìn anh kìa, lại tức giận rồi đúng không? Người ta thường nói tâm trí đàn ông rộng như biển lớn, tôi nghĩ tâm trí Diệp Tổng không bằng cả chiếc thuyền nhỏ. Dù thế nào Đồng Oanh Oanh tôi cũng không có khả năng làm mấy chuyện như thế phải không? Hơn nữa, chúng ta đã từng là bạn bè đúng không? Đồng Oanh Oanh nói. Bạn bè, hình như là vậy. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Hình như vậy. Đồng Oanh Oanh hừ nói. Buổi tối là đến bước hiệp đàm, đương nhiên là Diệp Phàm cố ý làm như vậy, chính là đang ép tập đoàn Chính Hà nhanh chóng quay lại. Tập đoàn Hoành Triều Đế Đô, bọn họ đang đóng kịch phải không? Trong phòng một nhà khách thành phố Dương Vân tỉnh Thiên Vân, cha Thái Lâm có chút nghi hoặc, nói. Ha ha, chỉ là tạo thanh thế thôi. Vẻ mặt cha Lôi Lạc Tư bình tĩnh xảo quyệt hút xì gà, cười nói. Chủ tịch hội đồng quản trị nói là bọn họ đang diễn trò, chính là diễn để chúng ta xem đấy. Thật ra Đồng Oanh Oanh tới đây cổ vũ khí thế một chút cho Hoành Không thôi. Mà trên thực tế cô ta không thể đầu tư đúng không? Cha Thái Lâm hỏi. Nhất định là vậy, Đồng Oanh Oanh là người phụ nữ không hề đơn giản. Một cô gái chưa đến 25 tuổi không ngờ lại quản lý khối tài sản tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô lên tới 2 tỷ, thật sự là một nữ nhân kiệt xuất. Mà nhà máy đóng tàu của cô ta đã hợp tác lâu dài với tập đoàn Hoành Không. Đồng Oanh Oanh rất coi trọng việc này. Tỉnh Thiên Vân cách xa tỉnh Việt Đông như thế, đúng ra chuyện này Đồng Oanh Oanh không có hứng thú. Nếu có chuyện hợp tác với nhà máy đóng tàu, Diệp Phàm mời cô ta tới đây diễn một vở kịch cũng là bình thường thôi. Có khả năng, tối ngày mai Đồng Oanh Oanh sẽ trở về. Còn việc nói ký kết cái gì đó, chắc cũng vẫn chỉ các ý trong hợp đồng thôi. Cha Đồng khá tự tin, vẻ mặt thản nhiên. Chủ tịch hội đồng quản trị, chẳng lẽ cứ rông dài như vậy? Cha Thái Lâm hỏi. Tôi làm sao có thời gian rông dài với hắn, qua một ngày nữa, nếu Hoành Không không có tin tức gì, chúng ta sẽ ký kết đơn đặt hàng với bên này. Sau đó quay về cảng. Tôi muốn xem là Diệp Phàm hắn ngồi yên được hay cha Lôi Lạc Tư tôi ngồi được lâu. Thái Lâm, tiền ở trong tay chúng ta không phải vội. Huống chi, ở Trung Quốc tập đoàn lớn như Hoành Không cũng không ít, ít nhất cũng có 5-6 tập đoàn như vậy. Mà ở nước ngoài càng nhiều, nếu không phải vì chuyện của Phi Lôi, căn bản cũng sẽ không đến đây. Nhà máy thiết bị điện tập đoàn Hoành Không cũng không có nhiều lực hấp dẫn chúng ta. Đương nhiên, để chữa khỏi bệnh cho Phi Lôi cơ bản vẫn có thể lựa chọn để hợp tác. Ít nhất, nếu như có thể bắt được đơn đặt hàng sang Canada, căn bản chúng ta cũng sẽ không bị lỗ vốn. Chủ tịch cha cười nói. Ôi, nghe nói Điền Nhất Đao bị trúng độc, ngày trước ở trong nhà chúng ta gây rối đám người đó sẽ thả độc. Có người nói cơ bản Điền Nhất Đao không điều trị được. Sau lại còn cầu xin mọi người rất nhiều biện pháp, cuối cùng vẫn là để cho Diệp Tổng giật dây, hình như là một cao thủ đã giải quyết. Nếu như có thể giải được hết độc trên người Điền Nhất Đao, tin rằng muốn giải quyết hết được phiền toái trên người Phi Lôi không phải là chuyện khó. Dù sao, để so sánh mà nói, Phi Lôi chỉ nghiện độc giới. Đương nhiên, Phi Lôi đã bị quá độ. Trên mặt cha Thái Lâm hiện lên vẻ ưu tư. Đều là đồ phá gia chi tử mà. Thiếu chút nữa cha Lôi Lạc Tư cắn răng. Thật sự không ngờ được, năm đó lại nuôi một con rắn độc, đã mang đến cho nhà họ cha chúng ta quá nhiều thương tổn như vậy. Hôm đó vẫn còn một chút may mắn, bằng không, thực sự cha ra đã xong rồi. Cho nên, Diệp Phàm rất quan trọng. Thái Lâm, cậu có hiểu không? Tôi hiểu, tuy nhiên, nếu chúng ta ký đơn đặt hàng với nhà máy cơ giới Trung Quốc, có thể chọc giận Diệp Phàm. Đến lúc đó chúng ta tiếp tục đánh trở lại, càng kích thích Diệp Phàm hơn. Một khi Diệp Phàm đã có thành kiến rất sâu trong lòng, có muốn bàn bạc lại cũng có chút khó khăn. Việc này, không bằng chúng ta nhượng bộ thỏa đáng. Hay là giải quyết hết độc cho Phi Lôi trước? Cha Thái Lâm nói. Yên tâm, Diệp Phàm sẽ không phiền muộn đâu. Đúng là tập đoàn Hoành Không cần 800 triệu này thật,
nhưng Diệp Phàm vẫn có thể đứng vững cho đến ngày hôm nay. Không hiểu được 800 triệu này sẽ mang lại cho tập đoàn Hoành Không cái gì. Tập đoàn Hoành Không phát triển, chiếc mũ của Diệp Phàm sẽ càng cao hơn đấy. Làm quan thì luôn thích chiếc mũ, giống như thương nhân chúng ta thích tiền, tiền càng nhiều càng thể hiện sự thành công. Quan viên triều nhà Thanh đều trang trí màu đỏ ở trên mũ, có thể thấy được ma lực của chiếc mũ thật sự vô hạn. Chủ tịch cha có vẻ rất bình tĩnh tự nhiên. Chỉ hy vọng như thế, tuy nhiên, tôi cho rằng chữa bệnh cho Phi Lôi là quan trọng. Chúng ta phải hy sinh một chút cũng không sao cả. Cha Thái Lâm nêu ý kiến. Không cần nói thêm nữa, việc này cứ quyết định như vậy đi. Cha Lôi Lạc Tư tôi lặn lộn trên thương trường đã vài chục năm, tôi tin tưởng vào cái nhìn của mình. Nếu như ngay cả điểm ấy cũng không khống chế được, tập đoàn Chính Hồng có thể phát triển được không? Khí phách chủ tịch cha thật lớn, cha Thái Lâm tát mấy cái vào mồm, cuối cùng không tiếp tục nữa. Tuy nhiên, cha Lôi Lạc Tư nhìn thấy đã 30 giờ qua đi. Tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô góp vốn vào dự án nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không của tập đoàn Hoành Không. Nghi thức ký kết tương đối long trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Cường tới tham dự buổi lễ này. Bọn họ làm cái gì vậy? Không ngờ Hoàng Triều Đế Đô bỏ ra 300 triệu để giữ lấy 18% cổ phần nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không. Mấy hôm trước chúng ta bỏ ra 800 triệu mà vẫn không thể khống chế cổ phần. Đúng là Diệp Phàm vừa hát vừa diễn trăng. Cha Thái Lâm tỏ vẻ phẫn nộ, hừ nói. Không khác nhau là mấy, coi như toàn bộ cổ phần nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không trị giá 1,7 tỷ. Mà chúng ta bỏ ra 800 triệu khống chế cổ phần, ít nhất phải giữ được 51% cổ phần. Thái độ của Diệp Phàm với Hoàng Triều Đế Đô là ít hơn một chút. Tuy nhiên, bọn họ chỉ đáp ứng cho chúng ta 40% cổ phần, như vậy là 800 triệu 40% cổ phần. Như vậy nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không cho không chúng ta 200 triệu rồi. Diệp Phàm cho chúng ta tổng giá cao hơn tổng giá cho Hoàng Triều Đế Đô rồi. Việc này, hoàn toàn là không công bằng. Cha Lôi Lạc Tư thật sự mất bình tĩnh. Tuy nhiên, cha Thái Lâm biết, chủ tịch cha không bình tĩnh. Bởi vì, ông ấy đã đi tới đi lui ở trong phòng rồi. Hành động này chứng tỏ là PPNG ấy đang có lo âu ở trong lòng. Bằng không ông lúc nào cũng vững chãi ngồi đó. Chương 2951, đã trở lại. Đã cùng sống với chủ tịch cha mấy chục năm nay, nên cố vấn cha Thái Lâm tổng công ty đã sớm hiểu rõ một số tính cách của ông ta. Có phải là hắn bụng đói ăn quàng rồi, thấy chúng ta đi rồi, đành phải nắm lấy Hoàng Triều Đế Đô để cứu lấy mạng sống. Bởi vậy, bán rẻ cổ phần hơn bán cho chúng ta. Việc này, cũng có điều khác thường không hề bình thường chút nào. Cha Thái Lâm có chút nghi hoặc. Việc này cũng có khả năng, tuy nhiên, chỉ trong mấy ngày mà có sự thay đổi lớn như vậy. Diệp Phàm là người không thể kiên nhẫn lâu như vậy sao? Việc này, tôi cảm thấy có chút vấn đề. Có thể ngồi vào vị trí chủ tịch Hoành Không, ngay cả sự bền bỉ cũng không có, ở trong thương trường biển đổi bất thường, làm sao có thể kiên trì. Không phải cha Lôi Lạc Tư dễ dàng mắc mưu như vậy đâu. Đúng vậy, không thể nào, đói khát, như vậy. Tuy nhiên, hắn kiên quyết với chúng ta như vậy, so với chúng ta hắn coi trọng Hoàng Triều Đế Đô hơn nhiều lắm. Việc này, có chút vấn đề, chắc chắn là có vấn đề. Cha Thái Lâm liếc mắt nhìn chủ tịch cha một cái, hỏi. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Cứ quay trở về hay tiếp tục ở lại đây thêm mấy ngày quan sát một chút. Tổng công ty bên kia không xong rồi. Qua nhiều khó khăn, hiện tại cũng có chút loạn. Chủ tịch hội đồng quản trị và Phi Lôi đều ở trong đấy, công ty không có người chủ trì đại cục. Không vội, cứ ở lại thêm một ngày để quan sát. Bên kia như vậy là xong rồi. Hơn nữa, việc chúng ta đi về cũng không dễ dàng gì. Cha Lôi Lạc Tư khoác tay áo, đúng lúc này, lão tam của nhà họ cha Bỉ Thử vội vàng đi vào, thấy vẻ mặt ông ta ưu tư, cha Lôi Lạc Tư hỏi. Làm sao vậy lão tam, đã xảy ra chuyện gì? Phi Lôi lại tái phát nghiện, lần này rất nghiêm trọng, kêu la đá lung tung trong phòng. Tôi định đè nó xuống, tuy nhiên, lần này không giống với lần trước. Cha Bỉ Thử nói. Làm sao mà không giống với? Mặt chủ tịch trơ trầm xuống, hỏi. Hay là anh khẩn trương đến đó xem, tôi sợ nó không chịu đựng nổi. Cha Bỉ Thư nói, chủ tịch Trang gây thấy, khẩn trương đứng dậy, mấy người vội vàng đi. Vừa mới mở cửa ra, thấy cha Phi Lôi giống như một người điên đang bị bốn vệ sĩ khỏe mạnh giữ chặt ở trên giường. Tuy nhiên, thằng nhãi này vẫn còn đá lung tung cắn loạn lên.
mấy người vệ sĩ cũng bị đá đái cả ra quần đấy. Cả nhà họ Chaco duy nhất một cậu con trai, không ai dám xuống nặng tay cả. Bị đá vài cái cũng có thể coi như là gặp phải xui xẻo. Không được rồi, sắc mặt lần này rất tái. Chủ tịch cho anh xem, đến nước bọt phun ra cũng có màu. Triệu chứng bệnh này, tôi nghĩ, có điểm giống với ai đó. Mắt cha Thái Lâm nheo lại một cái. Có điểm giống ai, cậu nói mau. Ông chủ tịch cha cũng có chút luống cuống, dù sao bây giờ cũng chỉ còn lại đứa con trai này thôi. Nếu nó lại có chuyện, nhà họ cha còn có thể tìm ai để kế thừa sản nghiệp và hương khói nhà họ cha đây. Đem cơ nghiệp nhà họ cho lớn như vậy cho con gái chủ trì. Chủ tịch cha không hề nghĩ tới. Nếu như nói là cho cháu họ, càng không thể có khả năng. Cháu họ làm sao bằng được con gái chứ? Giống như tình trạng bệnh của Điền Nhất Đao. Cuối cùng cha Thái Lâm cũng nghĩ tới, nói. Đúng vậy, chính là giống tình trạng bệnh của Điền Nhất Đao. Về này nghe Chi Thanh nói qua chuyện Điền Nhất Đao tôi liền phái cao thủ âm thầm theo dõi. Cái đồ chó kia, nhất định là nó hạ độc rồi. Cha Lôi Lạc Tư không nhịn được, vỗ mạnh một cái vào bàn, lúc này. Sắc mặt chủ tịch cha thật sự xanh mét. Ngày trước có chú lùn cha Thiết Nhĩ, nghe nói người này là một bậc thầy dùng độc. Cha Thái Lâm nói, hay là chúng ta đi tìm bọn họ đi, chúng ta sẽ đưa tiền, đưa rất nhiều tiền. Nói vậy tên cha Thiết Nhĩ kia làm ở đây cũng chỉ là vì tiền thôi. Cha Bỉ Thử ra vẻ quan tâm nói, thứ nhất rất khó có thể liên hệ được với bọn họ, thứ hai những người như thế chúng ta không nên tiếp xúc. Một khi đã có quan hệ với bọn họ sau này muốn thoát thân cũng rất khó khăn. Những người là giống như một loại sâu hút máu, hôm nay có thể loại chất độc trên người Phi Lôi, không chừng ngày mai lại có thể hạ độc lại trên người nó. Cho đến khi hút sạch tất cả tài sản của nhà họ cha chúng ta mới thôi. Hơn nữa, cho dù có thể liên hệ với họ cũng chưa chắc có kết quả. Nếu như có kết quả Điền Nhất Đao đã không cần tới để cầu xin Diệp Phàm. Chủ tịch cha phân tích rất sâu sắc. Cha Bỉ Thử nghe thấy vậy, không dám rông dài nói thêm lầm nữa. Việc này, dính đến thằng con trai duy nhất đương nhiên càng phải thận trọng. Vậy chỉ có thể tìm Diệp Phàm, chủ tịch cha tôi nghĩ không thể kéo dài được nữa rồi. Anh xem, miệng Phi Lôi phun ra nước miếng có màu máu tím đen rồi. Vẻ mặt cha Thái Lâm lo lắng. Quay lại tập đoàn Hoành Không. Chủ tịch cha không hề do dự, vung tay lên nói. Quay lại Hoành Không à. Trên mặt bí thư đảng ủy tập đoàn cơ giới Trung Quốc Nạp Mãi Lâm hiện lên một chút sững sờ. A hát, vừa mới đi rồi. Chán thật, lại múc nước không công rồi. Chủ tịch Ngô Trung Bảo giận dữ nói. Không phải anh nói đêm qua chủ tịch cha đã đồng ý đầu tư 100 triệu vào thiết bị điện lực sao? Chuyện gì đã xảy ra vào sáng hôm nay, một lời chào không có mà đã biến mất. Nạp Mãi Đề Lâm hừ nói. Tai nạn này xảy ra ngay đêm qua, đoán chừng là Diệp Phàm Hoành Không đã động tay chân. Con mẹ nó, người này 5 lần 7 lượt đối đầu với chúng ta, một lần còn có thể nhẫn lại chứ lần thứ hai thì không thể nhịn được. Chúng ta phải gây sức ép lại, tập đoàn chúng ta không thể mất hết sĩ diện được. Tổng Giám Đốc Ngô nói. Anh lập tức gọi điện cho chủ tịch cha, nói là chúng ta sẽ nhường lại 15% lợi nhuận, không 30% lợi nhuận. Nạp Mãi Đề Lâm cầm chiếc bật lửa đập mạnh một cái xuống bàn. Trong lòng Ngô Trung Bảo chấn động, may mà cái bật lửa làm bằng đồng, bằng không nổ một cái thì phiền toái. 30%, như vậy sao được? Như vậy chúng ta bị thâm hụt lỗ vốn to rồi. Lợi nhuận chúng ta có được, nhiều nhất cũng chỉ là 25%. 100 triệu chúng ta chỉ có thể kiếm được hơn 20 triệu. Lần này vì có thể tranh thủ đến tập đoàn chính Hà, chúng ta đã có lợi rồi. Nếu lại nhường 30%, chúng ta chẳng những không được một xu, mà còn phải bù lỗ hơn 10 triệu. Tổng Giám Đốc Ngô tức giận nói. Anh nói cũng đúng, thâm hụt vốn thì phải kiếm lợi nhuận lớn. Người có tên cây có bóng, chúng ta không thể để mất một lần nữa dưới tay Hoành Không được. Chúng ta nhất định phải kéo khách hàng lớn như tập đoàn chính Hà lại. Sau này lại hợp tác, cho dù là làm không công không kiếm được tiền cũng phải đọ sức với Hoành Không. Trung Bảo, cậu phải nhìn xa hơn một chút, một khi tập đoàn chính Hà ổn định lại, còn sợ sau này không kiếm được tiền sao? Hơn nữa, không có 800 triệu của tập đoàn chính Hà, tôi xem hai nhà máy của Hoành Không làm như thế nào để sinh tồn. Một khi bọn họ không thể sinh tồn được, ngày phá sản sẽ không còn xa. Muốn cạnh tranh trong kinh doanh, chúng ta phải hạ mình và tàn nhẫn mới được. Cho dù chúng ta có thể bị tổn thất 100 triệu cũng có thể hơn,
nhưng Hoành không có thể lỗ nổi sao? Trong thời đại này, người cuối cùng chiến thắng mới là hào kiệt. Nạp Mãi Đề Lâm thật là có khí phách. Vậy thì làm đi. Dường như Ngô Trung Bảo hạ quyết tâm. Đối với việc trở lại của tập đoàn Chính Hà, đương nhiên là Diệp Phàm hoan nghênh nhiệt tình. Chủ tịch Diệp, tôi muốn nói chuyện với một mình anh. Chủ tịch Cha vừa bắt tay vừa vội vàng nói. Vậy được, chúng ta vào phòng làm việc của tôi nói chuyện. Diệp Phàm đưa tay mời, hai người đi vào bên trong, một lúc sau vào tới phòng làm việc của Diệp Phàm, còn Cha Thái Lâm, Dương Chấn Đông và mọi người ngồi ở ngoài phòng khách. Chủ tịch Diệp, lần này tôi quay lại, chính là thực hiện lời hứa lần trước của cậu. Cha Lôi Lạc Tư tôi là một người trọng lời hứa, nhất định sẽ làm chuyện đã đồng ý với Chủ tịch Diệp. Vừa rồi Tổng Giám Đốc Ngô của Tập đoàn Cơ giới Trung Quốc vừa gọi điện thoại tới, nói là sẽ giảm 30% giá của sản phẩm cơ điện, gọi chúng tôi quay lại để ký kết. Đó là đơn hàng 200 triệu đấy. Tuy nhiên, tôi đã nghĩ đến lời hứa với anh, cho nên, tôi tạm thời vẫn chưa đồng ý. Lần trước chúng ta nói chuyện, cậu có ý cho chúng ta 49% cổ phần. Tôi về đã thông qua với một số cổ đông lớn. Cảm thấy điều kiện này có thể chấp nhận được. Chúng tôi chịu thua thiệt một chút, chính là muốn kết giao với anh. Chịu thiệt một chút cũng không sao. Chủ tịch Cha nói rất nghiêm túc. Ha ha, lúc trước có nói việc này. Tuy nhiên, các anh vẫn chưa trả lời, chúng tôi cũng đợi các anh mấy ngày. Đúng là mấy ngày qua đối với chúng tôi là một khoảng thời gian rất khó khăn. Tuy nhiên, bây giờ tình hình đã có chút thay đổi. Vẻ mặt Diệp Phàm bình tĩnh, vừa pha cà phê cho Chủ tịch Cha, vừa cười nói. Anh nói vậy là có ý gì? Tôi có chút không hiểu. Cha Lôi Lạc Tư hỏi. Ha ha, mấy ngày hôm nay công ty của Chủ tịch Cha cũng chú ý đến tình hình mới của chúng tôi. Chẳng lẽ Chủ tịch Cha không biết chúng tôi đã ký hợp đồng với Tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô ở Việt Đông? Diệp Phàm tỏ vẻ hơi kinh ngạc nhìn Cha Lôi Lạc Tư. Âu, cậu nói là Hoàng Triều Đế Đô à? Nghe nói bọn họ đầu tư 300 triệu phải không? Chủ tịch Cha tỏ ra tỉnh táo nói. Đúng vậy, bọn họ đầu tư 300 triệu. Chúng tôi cho họ 18% cổ phần. Vẫn còn 80% nữa. Diệp Phàm cười nói. Việc này tôi cũng không hiểu, chẳng lẽ Diệp Phàm và Đồng Oanh Oanh của Hoàng Triều Đế Đô có quen biết sao? Trong lòng Cha Lôi Lạc Tư hơi bốc lửa, cảm thấy người này phỏng chừng muốn ngoạm một miếng thật to rồi. Hôm nay muốn ký kết, phỏng chừng còn có xuất hiện chút vấn đề khác nữa, bởi vì, giọng điệu người này có vẻ rất cường ngạnh. Chẳng lẽ chuyện của con trai mình thằng này cũng biết, chẳng biết trong đầu tên này nghĩ cái rắm gì nữa. Trong lòng Chủ tịch Cha lập tức dâng lên một cảm giác bất lực. Thật ra không có thân thích, đó là bởi vì Tập đoàn Hoành Không chúng tôi có hợp tác xây dựng một nhà máy đóng tàu với Tập đoàn Hoàng Triều Đế Đô ở Việt Đông. Cho nên, thường xuyên qua lại, chúng tôi chỉ là quan hệ bạn bè làm ăn thôi, cho nên, lần này cô ta tới đây, chúng tôi giảm giá 80% đấy. Tổng giá trị nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không chúng tôi trên thực tế là hơn 22 tỷ đấy. Diệp Phàm nói. Cha Lôi Lạc Tư nghe thấy, tức giận đến mức muốn cầm ly cà phê nóng trên tay hất vào con sói này một cái. Như vậy tôi sẽ thỏa thuận với anh với tổng giá trị của nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không là 22 tỷ phải không? Nếu chúng tôi đầu tư 800 triệu, chỉ có thể chiếm, tôi tính. Chủ tịch Cha ngẫm nghĩ một chút, nói. Chỉ có thể nắm giữ 36% cổ phần phải không? Chủ tịch Cha có vẻ châm chọc nói. Chương 2952, sự khác biệt. Chủ tịch Cha cũng là bạn bè của Diệp Phàm tôi, không thể bên trọng bên khinh được. Tôi giảm cho 90%, được chứ? Đây là giá cả chỗ bạn bè với nhau. Các anh đầu tư vào có 800 triệu là đã có tới 40% cổ phần của Tổng Công ty Thiết bị Điện lực thuộc Tập đoàn Hoành Không chúng tôi rồi. Mà cổ phần của Hoàng Triều là 18%. Mấy người các anh gộp lại với nhau là 58% rồi, trong khi cổ phần của Tập đoàn Hoành Không chúng tôi chỉ có 42%. Dĩ nhiên về mặt luật pháp mà nói thì Tập đoàn Hoành Không của chúng tôi vẫn là cổ đông lớn nhất, chủ nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không này đương nhiên phải do chúng tôi nắm giữ cổ phần rồi, đúng không? Diệp Phàm nói. Ha ha, 800 triệu cổ phần chúng tôi nắm giữ kia, trong vòng 3 ngày đã hạ từ 49% xuống còn 40%. Chủ tịch Diệp vẫn còn nói rằng như vậy là giảm giá 90%, là giá bằng hữu, cha mỗ tôi đây thật không hiểu cái gọi là giá bằng hữu ấy nó ở chỗ nào. Chủ tịch Cha thiếu chút nữa đã phải phát tức lên, thế nhưng mọi người thì ai cũng mặt mày tươi cười hớn hở. Ôi dào, lúc trước chúng tôi hy vọng rằng Tập đoàn Chính Hà có thể đầu tư vào.
Nhưng vấn đề không phải là do chúng tôi không đồng ý mà là do các người không đồng ý, hơn nữa lại còn ngoảnh mặt làm ngơ. Bây giờ khi tập đoàn Hoàng Triều đã vào đây, nếu như các anh vẫn đầu tư có 49% cổ phần, thêm vào đó là 18% cổ phần của Hoàng Triều. Vậy thì số cổ phần còn lại của tập đoàn Hoành Không chúng tôi chỉ là 33% thôi. Điều này chẳng khác gì bảo tập đoàn Hoành Không chúng tôi bán nhà máy của chính mình đi. Anh cũng biết rằng công ty của chúng tôi là loại hình doanh nghiệp nhà nước, thuộc sự quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh mới chính là ông chủ của chúng tôi. Mà thành viên ban giám đốc phần lớn bao gồm các đồng chí thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vậy thì văn kiện này chúng tôi nhất định không được thông qua. Nếu đã không được thông qua thì chúng tôi nói nữa cũng không có tác dụng gì. Thế nên tập đoàn Hoành Không chúng tôi nhất định phải giữ cổ phần lớn nhất. Điều này rất quan trọng, tuyệt đối không ai được vượt quyền. Đây cũng là điều cơ bản trong đàm phán giữa hai bên. Diệp Phàm đứng lên bày tỏ thái độ cương quyết. Theo tôi biết thì phần lớn số cổ phần mà xưởng đóng tàu của các anh cùng tập đoàn Hoàng Triều hợp tác đầu tư là do tập đoàn Hoàng Triều khống chế. Mà tiền thân của cái xưởng đóng tàu này chính là xưởng chế tạo phi không của các anh. Nó cùng với hai xưởng chính của tập đoàn Hoành Không bên này chính là ba xưởng lớn trong thiên hạ đấy. Vậy thì việc các anh đem xưởng phi không của mình nhượng lại cho Hoàng Triều chẳng phải là bán xưởng sao? Thử hỏi ban giám đốc các anh sẽ phê chuẩn thế nào đây? Sự việc này rơi đúng vào tập đoàn chúng tôi tức là muốn chúng tôi phải bán xưởng rồi. Chủ tịch Diệp, tôi không hiểu nổi như vậy là có ý gì. Nếu đã là việc hợp tác buôn bán, thì phải có chữ tín. Anh phân biệt đối xử như vậy, cha mỗ tôi đây thấy rất nghi ngờ về sự thành tín của cậu đấy. Chủ tịch cha cũng không chịu ngồi im, cái miệng của ông ta cũng không phải chỉ để trang trí cho khuôn mặt. Ông ta lập tức phản đối lại Hoàng Triều. Ha ha, người tôi thường nói, sòng bạc vô phụ tử, thương trường như chiến trường. Chúng tôi quay trở lại chuyện làm ăn thôi, người làm ăn thì phải nói chuyện làm ăn chứ. Tôi cũng đã nói qua tình hình thực tế rồi, đối với số cổ phần của nhà máy thiết bị điện lực thì tập đoàn Hoành Không chúng tôi nắm giữ cổ nhiều nhất. Đây là một mắt xích quan trọng, cũng chính là một chính sách ủng hộ. Còn về phần xưởng đóng tàu phi không ở bên Việt Đông, tạm thời cứ gọi như vậy, thì xem ra không lâu nữa Hoàng Triều sẽ phải đặt tên lại lần nữa đấy. Họ sao có thể để cho Hoàng Triều nắm giữ cổ phần được chứ, nguyên nhân chủ yếu là do xưởng này nằm ở Việt Đông chứ không phải Thiên Vân. Chỉ là một phần thêm vào của tổng công ty chúng tôi mà thôi, lại càng không phải như những gì chủ tịch cha nói là có sự đối xử khác biệt. Diệp Phàm cười nhạt. Việc này tôi thật không hiểu nổi, Việt Đông và Thiên Vân đều thuộc Trung Quốc, lẽ nào còn có sự khác biệt nào? Chủ tịch cha hỏi. Đương nhiên là khác biệt rồi, tổng công ty của chúng tôi đặt tại tỉnh Thiên Vân, hơn nữa tập đoàn cơ điện Hoành Không cũng thuộc quản lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân. Nếu đều hướng về sự phát triển bên Việt Đông, vậy thì tỉnh Thiên Vân từ nay về sau sẽ thế nào đây? Hơn nữa, chắc chắn là chủ tịch cha biết được chuyện mờ ám gì đó bên trong. Cũng giống như những vấn đề liên quan đến thuế thu nhập, việc làm hay sự phát triển của thành thị đều có mối quan hệ với nhau. Xưởng Hoành Không ở Việt Đông thì phải nộp thuế cho tỉnh Việt Đông. Còn ở Thiên Vân thì một đồng thuế thu nhập cũng đừng nghĩ tới việc nó được phân chia ra. Nếu như xưởng phi không làm ăn phát đạt thì tổng công ty có thể trích ra phần trăm của một khoản thu nhập nhất định. Chẳng hạn như phí quản lý nào đó, hay lợi nhuận từ cổ phần nào đó, vân vân. Thực tế thì cũng chẳng khác nào sự đạt lợi của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân cả. Nếu như xưởng đóng tàu này không thu được nhiều lợi nhuận thì tiền thuế này lại phải nộp hết cho Việt Đông rồi. Nhưng tỉnh Thiên Vân lại vẫn muốn gây khó dễ cho phi không. Tôi nghĩ, với tư cách là một vị lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thiên Vân liệu họ có suy nghĩ như thế nào đây? Diệp Phàm nói. Ý của anh là coi thường tỉnh Việt Đông mà lại đề cao tổng bộ, đúng không? Chủ tịch cha gật gật đầu ra vẻ đã hiểu ra vấn đề. Chỉ có thể là như vậy rồi, thế nên khi xưởng phi không bị Hoàng Triều khống chế Ủy ban Nhân dân tỉnh mới không có ý kiến gì. Họ yêu cầu thu toàn bộ tiền vốn về bên Thiên Vân. Coi bên Thiên Vân là nơi phát triển trọng yếu mới là việc cần làm. Nếu như mà đã giao nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không cho các anh thì bọn họ tuyệt đối sẽ không đáp ứng đâu. Điều này chẳng khác gì là bán nhà máy cả. Xưởng phi không bị Hoàng Triều khống chế cổ phần rồi, vốn là chia cắt ba xưởng lớn, cũng là do tổng bộ chúng tôi không có đủ tiền nên không thể không làm như vậy được. Nếu như xưởng thiết bị điện lực Hoành Không cũng bị các anh khống chế, vậy thì chúng tôi đành phải tiễn biệt cả ba nhà máy ấy rồi. Vậy thì tập đoàn Hoành Không chỉ còn lại có một chiếc máy chế tạo của cả xưởng thôi,
như vậy tập đoàn Hoành Không vẫn còn là tập đoàn Hoành Không sao? Với lại, năm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh rất tin tưởng vào sự khôi phục của tập đoàn Hoành Không. Lần trước, chúng tôi yêu cầu đặt thị trấn nơi xây dựng tập đoàn Hoành Không vào một trong những kế hoạch lớn của chiến lược khôi phục tập đoàn Hoành Không. Hội nghị thường vụ thông qua thảo luận kỹ lưỡng đã thông qua đề nghị của chúng tôi rồi, Chủ tịch Cha hãy nghĩ xem, một xí nghiệp lại có thể quản lý một thị trấn, tuy chỉ là một thị trấn nhưng nó có ý nghĩa vô cùng kỳ lạ. Điều này là chứng cứ chứng minh thái độ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, lúc này họ đang để tôi tới Hoành Không, đang ủng hộ sự phát triển của tập đoàn Hoành Không. Mặc dù các ông đã đầu tư vào 800 triệu nhưng vẫn không thể nắm giữ cổ phần. Thế nhưng rồi các ông sẽ thấy ngạc nhiên vì nó kiếm ra tiền đấy. Diệp Phàm nói có chút hơi hùng hồn. Chúng tôi thật sự không thể chỉ nhận được có 40% cổ phần từ các anh. Chủ tịch Cha vẫn lắc đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Nếu như chúng tôi đưa ra con số nhiều hơn 300 triệu, liệu các anh có thể để cho chúng tôi nắm giữ 51% cổ phần của nhà máy thiết bị điện lực không? Điều này là không thể nào. Vừa rồi tôi đã phân tích với ông khá rõ ràng rồi. Nhà máy này chính là sợi chỉ đỏ, là thành phần quốc nội. Điều này quá rõ ràng, sợi chỉ đỏ này tuyệt đối không được dẫm đạp lên. Nói cách khác chúng tôi chẳng những không được làm những việc vô ích mà còn rất có thể sẽ gây ra hàng loạt những ảnh hưởng tiêu cực. Diệp Phàm rất kiên quyết, nhất định không để Cha Đồng lợi dụng bất cứ thời cơ nào. Chủ tịch Cha đang im lặng. Diệp Phàm nhìn thoáng qua cảm thấy có chút giả dối, đưa cho Chủ tịch Cha cốc cà phê rồi nói. Chủ tịch Cha này, tôi sẽ cho ông thấy rằng có được người bạn là tôi đây, thật là điều đáng giá đấy. Nhưng tôi không nhìn thấy chỗ nào đáng giá cả, ngược lại chỉ nhìn thấy quyền lợi của công ty chúng tôi đang bị tổn thất rất lớn. Chủ tịch Cha châm chọc. Chủ tịch Cha này, Diệp Phàm tôi chuẩn bị tặng cho ông một món quà lớn đấy. Diệp Phàm đột nhiên nghiêm mặt lại, làm vẻ trang trọng. Món quà lớn ư, trừ phi là các anh nhường lại cho chúng tôi cổ phần của tập đoàn Chính Hà, còn những thứ khác đều là vô nghĩa. Chủ tịch Cha hừ lên một tiếng, nuốt chừng ngụm cà phê. Tôi vừa liếc qua hai vị công tử nhà ông, cảm thấy tình hình của bọn họ có gì đấy không ổn lắm. Diệp Phàm nói. Anh cũng thấy rồi, nó lại lên cơn nghiện rồi. Chuyện này tôi cũng không giấu được anh Diệp rồi, thật là có chút phiền lòng. Chủ tịch Cha nhớn mày nói. Không đơn giản chỉ là phiền lòng mà các ông còn có phiền phức lớn nữa ấy. Nếu lời tôi nói không sai thì có lẽ Cha ra các ông có thể sẽ sụp đổ nếu không giải quyết những chuyện này dứt điểm. Diệp Phàm thận trọng nói. Tổng giám đốc Diệp này, lời này của cậu khiến người nghe ghê sợ quá đấy. Lần trước chuyện của Cha Thiết Nhĩ là do cậu giúp đỡ chúng tôi, thế nhưng không cần thiết phải nói ra những lời khó nghe này. Chuyện này không có chứng cứ gì mong Tổng giám đốc Diệp đừng nói linh tinh. Chuyện này cũng chẳng có gì là hay ho cả. Chủ tịch Cha khá là tức giận, giọng nói nặng nề. Ông cho rằng tình hình của Phi Lôi N như hiện tại chỉ đơn giản là tiêm heroin vào là có thể làm bớt đau sao? Diệp Phàm không để ý tới ông ta, hỏi. Chuyện này, Tổng Giám đốc Diệp đã nhìn ra điều gì rồi sao? Chủ tịch Cha bị sốc, vội vàng hỏi. Chúng tôi nói thẳng vào vấn đề đi. Chuyện này vốn là của nhà họ Cha các ông, Diệp Phàm tôi đây không muốn nhúng tay vào. Nếu như ông không muốn nói thật ra thì tôi cũng không muốn quan tâm nữa. Các ông muốn thế nào thì để như thế đi. Trong lòng Diệp Phàm có chút tức giận, người này tới giờ phút này còn che giấu. Không mỉa mai một chút thì không được rồi. Tôi không rõ lời của Diệp Phàm anh là có ý gì. Ông ta vẫn còn ngoan cố. Tôi nhắc để ông biết một điều, trong lòng ông hẳn là đã rất rõ. Cha Phi Lôi không chỉ là nghiệt, đúng không? Diệp Phàm nói một câu kinh động lòng người rồi đi. Chủ tịch Cha cuối cùng không nén nổi, bất đắc dĩ cười khổ sở. Con mắt của Tổng Giám đốc Diệp thật là tinh tường, cậu đã nhìn ra rồi. Đúng vậy, Phi Lôi trúng độc rồi. Nhất định là do lần trước cùng cái thằng nghịch tử Cha Thiết Nhĩ làm chuyện này. Nghe nói giống loại độc của Điền Nhất Đao. Nghe nói là độc dược của Điền Nhất Đao thì chỉ tìm tới anh Diệp là có thể giải quyết. Vậy nên, chuyện này. Ông kêu Phi Lôi vào đây tôi xem. Diệp Phàm nói, nhìn thấy Cha Lôi Lạc Tư có chút ngạc nhiên nên cười nói. Từ nhỏ tôi đã học qua phương pháp của một vị đạo sĩ, đối với kiểm tra cái này có thể đoán ra được một chút gì đấy. Bất luận là như thế nào. Trước tiên là kiểm tra cho Phi Lôi cũng không có ảnh hưởng gì. Cũng không phải là kê đơn châm cứu cái gì cả, đúng không? Chủ tịch Cha gật đầu, kêu Cha Thái Lâm trói Cha Phi Lôi lại. Không cần phải như thế. Diệp Phàm cười,
bước tới trước mặt cha Phi Lôi, nói với hai tên vệ sĩ cao to. Buông cậu ta ra. Hai tên vệ sĩ không dám buông tay ra, nhìn sang Trác Tịch cha. Tổng giám đốc Diệp à, cơn nghiện của cha Phi Lôi lại phát tác rồi, khi đó hắn sẽ mất hết tính người. Hãy buông hắn ra, nếu không anh sẽ bị thương đấy. Lúc này nó rất khỏe đấy, hãy để hai người vệ sĩ tài năng giữ nó. Cha Thái Lâm có vẻ lo lắng. Yên tâm đi, buông cậu ta ra, cậu ta sẽ nghe lời. Diệp Phàm hừ một tiếng, khí thế đầy mãnh liệt. Hai tên vệ sĩ sửng sốt, nhưng vẫn buông tay. A! À, cha Phi Lôi sau khi thoát khỏi áp lực, lập tức kêu lên điên cuồng rồi ngã gục đầu vào Diệp Phàm. Chỉ có điều là chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Cha Phi Lôi vừa chạm vào người Diệp Phàm liền mềm nhũn ra. Đừng nóng vội, nghe lời một chút, lại đây, ngồi xuống nào, ngoan ngoãn nghe lời. Diệp Phàm giống như một bà sói đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ vậy, vỗ nhẹ vào người cha Phi Lôi, giống như là đang an ủi vậy. Điều khiến mọi người hôm nay thấy kinh ngạc chính là lúc này đây cha Phi Lôi thật ngoan ngoãn. Không ngờ nghe được những lời đó lại ngồi trên ghế sofa ngoan ngoãn như một con cừu. Diệp Phàm nói điều gì, cậu ta liền làm theo. Chương 2953, chân tướng. Đưa tay đây. Diệp Phàm nói, cha Phi Lôi ngoan ngoãn đưa tay ra, Diệp Phàm lấy hai ngón tay kẹp vào và bắt đầu kiểm tra. Hai tên vệ sĩ mà cha Lôi Lạc Tư gọi tới đã đi ra ngoài rồi. Diệp Phàm kiểm tra cẩn thận rồi đứng lên, không lâu sau hắn mở mắt ra, nói. Chủ tịch cha à, có thể gọi cha tam đệ nhà ông tới đây không? Anh gọi cậu ta đến làm gì? Chủ tịch cha có vẻ không vui, chuyện này càng ít người biết càng tốt, hắn làm lớn chuyện như vậy chẳng phải là muốn nhà họ cha chúng tôi càng mất mặt sao? Với lại, tên ấy chủ tịch cha cũng không hoàn toàn yên tâm. Không riêng gì anh ta mà tất cả con cháu nhà họ cha đều ham muốn có được tài sản của nhà họ cha. Nội bộ gia tộc này cũng không hề hòa thuận chút nào. Hơn nữa, cha Thiết Nhĩ lại đang trong viện tâm thần. Cha Phi Lôi thì lại như vậy, chủ tịch cha đúng là không gánh vác nổi rồi. Hỏi nhiều những cái này làm gì chứ, dù sao thì cũng có lợi cho việc chữa trị bệnh cho cậu ta đấy. Trong chuyện này là các ông phải nghe lời tôi đấy, bằng không tôi sẽ không quan tâm nữa. Diệp Phàm hừ một cái, lớn tiếng quát. Cha Thái Lâm vừa muốn nghe theo, vừa muốn chống lại. Thế nhưng bị chủ tịch cha ngăn lại. Gọi anh ta tới đây. Không lâu sau cha bỉ thử bước vào. Không ngờ là lại xảy ra sự cố. Diệp Phàm bỗng nhiên cất bước, nháy mắt liền đứng trước mặt bỉ thử. Đưa tay ra ôm một cái, điều khiến cho chủ tịch cha kinh ngạc thiếu chút nữa đã thốt lên thành lời chính là em của ông ta không ngờ lại né tránh. Diệp Phàm lại tóm lấy cằm của bỉ thử. Có điều là cha bỉ thử cũng khá là nhanh nhẹn, không ngờ anh ta lại trượt qua sườn. Ha ha ha, cha bỉ thử đột nhiên cười lớn, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, hỏi. Làm thế nào anh phát hiện ra tôi? Tôi đoán được đấy. Diệp Phàm cười nói. Đoán được, sao có thể chứ, trên người tôi lại không có gì mùi lạ gì cả. Cha bỉ thử sửng sốt, nhìn Diệp Phàm chằm chằm. Ha ha, trên người cậu đúng là không có mùi lạ gì cả, có điều trên người cậu chỉ có mùi thuốc đông y thôi. Diệp Phàm cười đùa, rồi ngồi xuống ghế sofa. Không để ý tới cha bỉ thử. Anh còn rất bình tĩnh sao, xem ra anh là cao thủ rồi. Cha bỉ thử cảm thấy mình bị coi thường, cảm thấy không phục. Tôi đoán không sai thì cậu đúng là người của ngũ độc giáo. Hơn nữa lại là một cao thủ, không chừng cậu chính là thằng ngốc ở thị trấn Cảng Cửu rồi. Người ban đầu kia chỉ là giả mạo rồi. Còn làm sao cậu lại là cha bỉ thử thì hy vọng cậu hãy thành thật nói ra, không chừng Diệp Phàm tôi đây lại cao hứng tha tội cho cậu. Diệp Phàm cười nói, không thể tha được Tổng Giám Đốc Diệp ạ, loại người xấu xa này phải diệt tận gốc mới được. Cha Thái Lâm kêu lên, ngươi không phải là cha bỉ thử, vậy tam đệ tôi đâu? Lúc này chủ tịch cha cắn răng hỏi, cha bỉ thử á, ông cho rằng anh ta vẫn là một con chim ngoan đúng không? Hôm nay nói cho ông biết cũng không sao, người đứng sau điều khiển chuyện này chính là tam đệ cha bỉ thử. Mà cha Thiết Nhĩ chỉ là một con rối mà thôi. Người hợp tác chân chính với chúng tôi lại là cha bỉ thử. Người này cười nói, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Con mắt của Tổng Giám Đốc Diệp quả là tinh tường, không ngờ lại nhận ra, thằng ngốc tôi ở đây. Không tồi chút nào, nghe nói anh còn có tài nữa. Một cao thủ như anh trốn ở tập đoàn Hoành không làm gì, chủ tịch của cái xí nghiệp lụi bại này khó mà đứng dậy được. Anh xem chúng tôi ăn sung mặc sướng, tiền tiêu thì bó lớn bó nhỏ.
đàn bà cũng có, sung sướng vô cùng. Làm người phải sống như vậy mới đáng. Bằng không sẽ lãng phí bản lĩnh của bản thân. Bởi vì khi nói chuyện tới cảng cửu tên ngốc lại không chịu, nói cách khác, tên này sớm đã sợ tới mức tè ra quần rồi, đâu còn dám bình tĩnh ngồi ở đây. Ha ha, cậu còn ở đây giáo huấn tôi đấy. Vẫn còn có chuyện như vậy sao? Về sự yêu thích của tôi, không phiền cậu phải quan tâm, trước tiên cậu hãy nghĩ xem làm thế nào để thoát thân khỏi chỗ đấy đi mới phải. Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh nói. Vào đi. Thằng ngốc, vỗ tay một cái, cánh cửa phát ra tiếng thình thịch, có người bước vào. Các ngươi mau bắt lấy người này. Vừa thấy người đi vào là vệ sĩ của mình, chủ tịch cha liền hét lớn và chỉ tay vào thằng ngốc. Ha ha ha. Toàn bộ đám vệ sĩ cười lớn. Các người làm gì vậy? Cha Thái Lâm nghiến răng quát. Làm cái gì, đơn giản như này mà ông cũng không biết à? Những người này đều là thuộc hạ của hắn, không phải là vệ sĩ của nhà họ cha các người. Diệp Phàm hừ một tiếng. Các người tìm đủ mọi cách chỉ là muốn nuốt chửng tài sản của nhà họ cha đúng không? Tên khốn cha bị thử đâu rồi, gọi hắn vào đây. Chủ tịch cha tức giận tới nỗi hai môi đều run rẩy. Hắn, ha ha ha. Thằng ngốc cười gượng. Xem ra hắn cũng là kẻ dẫn sói vào nhà đúng không? Diệp Phàm bình tĩnh hỏi. Ồ, thông minh, vẫn là tổng giám đốc Diệp thông minh nhất. Lẽ nào anh trẻ tuổi như vậy đã ngồi vào vị trí tổng giám đốc rồi? Tuy là xí nghiệp lụi tàn nhưng dù sao cũng là một xí nghiệp lớn. Thằng ngốc giơ ngón tay cái lên. Các người đã làm gì nó rồi? Chủ tịch cha giọng run rẩy, trong mắt muốn phun ra lửa. Chúng tôi chẳng thế nào với ông ta cả, chỉ là mượn khuôn mặt của ông ta dùng tạm thôi. Thằng ngốc nói ra một câu khiến Diệp Phàm thấy lạnh sống lưng. Chẳng trách, thằng ngốc, giống cha bị thử thế. Người sống sờ sờ ra lại đi lột da mặt của cha bị thử. Theo truyền thuyết thì phép lột da người sống vẫn là một bí thuật ở thời cổ đại, phép thuật này cần một người luyện công tài năng mới hoàn thành được. Đầu tiên bọn họ dùng nội công để luyện con dao lột da người. Sau đó, người có nội công lạnh nhất lại dùng nội công để luyện lại con dao này. Người cao thủ nhất sẽ ra một đao trước ở phần đầu để mở ra một cái miệng rộng khoảng 4-5 tấc. Sau đó dùng nội công để truyền một loại hỗn hợp thủy ngân đặc biệt chảy dần dần vào trong qua cái miệng này. Do trọng lượng của hỗn hợp thủy ngân đặc biệt này nặng hơn nhiều so với lượng máu có trong cơ thể người. Mà dưới nội công của cao thủ đang đẩy vào một cách từ từ như vậy thì trong lúc đó da thịt của người bị lột ra đã tách rời nhau rồi. Bởi vì là lột da người sống, mà thủy ngân bị ép đi vào cơ thể thì nhất định là rất đau đớn rồi, người sống không chịu nổi đau đớn này nên đành phải sống chui lủi rồi. Đương nhiên, trước tiên phải tìm cho người này vào một cái bình đá được đặc chế vừa khít với cơ thể của người đó. Người đang đau đớn sẽ liều mình chạy trốn. Khi mà cơ thể chia lìa da và thịt thì sẽ tiết ra một chất đặc thù, tạm thời sẽ dính vào cái bình đá đó. Người tiếp xúc với bình đá đó, lúc này cái thứ chảy ra là một đống thịt và xương cốt đầy máu. Mà toàn bộ tấm da người đó thì dính lại trên chiếc bình đá kia. Thằng ngốc, có phải các ngươi cũng dùng cách này không? Diệp Phàm hừ nói, người nhà họ cha nghe thấy đều muốn ói. Chủ tịch cha và cha Thái Lâm toàn thân đang run lẩy bẩy. Chính đám người vệ sĩ của ngũ độc giáo cũng đang run sợ, đôi chân đều muốn chạy trốn khỏi chỗ này. Thật là kiến thức sâu rộng, không ngờ Tổng Giám Đốc Diệp lại hiểu về thứ đồ vật này nhiều như vậy. Tuy nhiên, lời anh nói chỉ đúng một nửa, còn một nửa anh không hề biết, đương nhiên là chúng tôi không thể nói cho anh biết. Điều này là bí mật của chúng tôi. Thằng ngốc, cười nói, không ngờ lại đập tay nắm được. Đúng lúc này, một cơn gió thổi qua cửa sổ, một bóng người xông vào. Là ngươi. Diệp Phàm vừa thấy, hừ nói. Là ta, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đệ nhất độc của ngũ độc giáo trăm năm qua Đàm Tiếu Tiếu cười với vẻ mặt quyến rũ, hướng về phía Diệp Phàm, bình tĩnh ngồi xuống cạnh hắn. Kỳ lạ là Diệp Phàm lại không hề từ chối, lại để cho kẻ nữ nhân quỷ quái này ngồi bên cạnh. Dường như hai người là bằng hữu của nhau vậy. Có muốn thêm cà phê không? Đàm Tiếu Tiếu quay đầu hỏi Diệp Phàm. Thêm vào đi, tôi khát nước rồi. Diệp Phàm cười nói, Đàm Tiếu Tiếu rất dịu dàng, giống như một người vợ thêm cà phê vào cho Diệp Phàm. Chủ tịch cha ngươi thì sao? Đàm Tiếu Tiếu cười hỏi. Hừ. Chủ tịch cha hừ một cái làm ra vẻ không để ý tối cô ta, Diệp Phàm không kìm được chống ngực. Nhìn thấy Đàm Tiếu Tiếu cười tít mắt lại, đột nhiên đưa tay ra, Diệp Phàm cũng không ngăn cản, phải làm cho chủ tịch cha nếm chút đau khổ mới được.
Quả nhiên, chủ tịch Cha giống như một người điên, nhảy cả người lên, vừa cao vừa cắn quần áo của mình, chẳng khác gì tình trạng của Cha Thái Lâm, nước mũi nước dãi đều chảy ra rồi. Sợ quá, Cha Thái Lâm vội tiến lên kéo ông ta lại, nhưng sức lực của chủ tịch Cha lúc này thật là mạnh, Cha Thái Lâm cho ông ta một cước ngã ra đất. Ngươi cũng muốn thử sao? Đàm Tiếu Tiếu cười như ma quỷ, nhìn Cha Thái Lâm đang nằm dưới đất một cái, Cha Thái Lâm sợ quá hét lên. Tổng Giám Đốc Diệp, chúng tôi thật sự tới cùng hợp tác làm ăn với tập đoàn Hoành không các anh? Lẽ nào ngay cả năng lực bảo vệ cho khách hàng, tập đoàn các anh cũng không có sao? Đủ rồi, mau giải độc đi. Diệp Phàm vừa nghe đã không thấy vui. Tức giận sao, không phải là trừng phạt một chút sao? Ta chỉ là muốn tới để giúp chàng chút giận thôi. Bọn người này có ít tiền, nhưng rất cao quý, chúng ta phải khiến cho những người cao quý này mất mặt, ha ha ha. Đàm Tiếu Tiếu nói câu này rồi rất có thể gây hiểu lầm, Diệp Phàm nhướn lông mày, chỉ tay vào đám người, thằng ngốc. Khoan đã, để tôi giải độc không được sao? Nhìn thấy động tác của Diệp Phàm vừa ra tay, Đàm Tiếu Tiếu vội nói, lại đưa ngón tay ra, chủ tịch Cha lập tức yên tĩnh trở lại. Hắn phát hiện ra mình đang cởi trần, sắc mặt rất khó coi. Cha Thái Lâm vội vàng bò từ dưới đất lên đưa cho chủ tịch Cha chiếc áo, lúc đó mới phát hiện ra mình chỉ mặc có một chiếc áo. Nếu cởi áo ra thì chính anh ta cũng phải ở trần rồi, nhất thời cảm thấy xấu hổ chẳng biết phải làm sao. Ý Hùng, mang cho chủ tịch Cha một chiếc áo. Diệp Phàm hướng ra cửa hô lớn, hắn đoán rằng Khổng Ý Hùng nhất định là bị người của Ngũ Độc Giáo khống chế rồi. Quả nhiên là không có âm thanh gì. Đàm Tiếu Tiếu, người muốn ta tức giận đúng không? Diệp Phàm đột nhiên thể hiện khí phách. Để anh ta vào. Đàm Tiếu Tiếu ra hiệu, Khổng Ý Hùng sợ hãi bước vào. Nhìn thấy Diệp Phàm vẫn bình tĩnh ngồi đó, cũng thấy yên tâm hơn. Nhưng mà đúng lúc đó anh ta cũng nhìn thấy tình trạng thê thảm của chủ tịch Cha, cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Diệp Phàm ra hiệu cho Khổng Ý Hùng ở phía sau vào trong phòng lấy ra chiếc áo khoác đưa cho chủ tịch Cha khoác vào. Công chúa, làm thế nào để trừng trị bọn người kia ạ? Thằng ngốc, xin chỉ thị. Một tiếng huỵch vang giòn, thằng ngốc bị ăn một cái tát, cả người hắn văng ra đập vào vách tường rồi lại rơi xuống đất. Ta đang cùng Tổng Giám Đốc Diệp nói chuyện và uống trà, ngươi dám xen vào sao? Một chút quy tắc cũng không hiểu. Lúc Đàm Tiếu Tiếu nói những lời này bộ dạng vẫn đang cười tít cả mắt lại. Đàm Tiếu Tiếu cũng biết được, thằng ngốc kia cũng có vẻ không phục chính mình. Vậy nên nhân cơ hội này phải cho hắn một bài học mới được. Rất xin lỗi công chúa. Thằng ngốc, mặt đỏ bừng, vẫn còn dương cây cung hướng về phía Đàm Tiếu Tiếu. Tốt lắm Đàm Tiếu Tiếu. Ta còn muốn bàn chuyện làm ăn cùng Cha Đồng, các người đem Cha bị thử cút hết cả đi. Diệp Phàm nói. Chương 2954, uy danh của Diệp Phàm. Anh dám bảo tôi cút đi sao? Tiếng cút vừa rời khỏi miệng thằng ngốc, lại còn là một tiếng giòn vang, thằng ngốc ngập tức bị đá văng xuống đất, thật có chút thảm hại. Đàm Thiếu Thiếu xuống tay, thằng ngốc máu mũi phun tứ tung. Đã nói với anh là cần phải hiểu quy củ. Có bản cô nương ở đây thì còn chưa tới phiên anh phát biểu, về sau nhớ kỹ cho tôi. Đàm Tiếu Tiếu thật giống một con quỷ, khuôn mặt ngay lập tức đổi sắc, quay người lại cười ha ha. Cút thì cút đi. Đàm Tiếu Tiếu cười thật gian xảo, sau đó đứng dậy và đi khỏi. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng xảy ra chuyện này, tính nhẫn nại của tôi cũng chỉ có hạn thôi, nếu không. Diệp Phàm hướng về phía bóng của Đàm Tiếu Tiếu hừ lạnh một tiếng. Đã nghe thấy chưa? Đàm Tiếu Tiếu quay đầu lại, hung hăng trợn mắt liếc nhìn thằng ngốc một cái. Thuộc hạ nghe lệnh, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Cha nữa. Còn về Cha bị thử, hiện tại đang ở bệnh viện số 1 Cảng Cửu. Phòng 308, tuy nhiên, mặt của y bị bỏng, lớp da đen bị lộ ra, liệu có thể ra hình người được hay không thì rất khó nói. Thằng ngốc khoanh tay, mang theo vài người nữa đi theo Đàm Tiếu Tiếu. Tuy nhiên, Diệp Phàm lại nói. Nhưng độc của Cha Phi Lôi rất khó giải. Thằng ngốc cười khan một tiếng, tiện tay sờ trong túi quần lôi ra một viên thuốc màu đỏ đưa cho Diệp Phàm. Uống thứ này vào đi, nửa giờ sau độc sẽ được giải hoàn toàn. Hơn nữa, đến cả heroin cũng có thể giải được. Tuy nhiên, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian thì mới có thể hoàn toàn khôi phục được. Đừng xem thường viên thuốc nhỏ này, trên thị trường dù có mấy chục vạn cũng không thể mua nổi. Ồ! Vậy thì tôi phải cảm ơn anh rồi phải không? Diệp Phàm vuốt vuốt viên thuốc kia và nói. Cảm ơn thì không cần, coi như là chúng tôi tạ lỗi với chủ tịch Diệp.
đột nhiên thằng ngốc quay lại và khom người nói, sau đó mới quay người đi. Sau khi đám người của Đàm Tiếu Tiếu đi khỏi, cha Lôi Lạc Tư cảm thấy tổn thọ không ít, ngơ ngác ngồi trên ghế sofa cả nửa ngày mà vẫn chưa tỉnh táo lại được. Thật lâu sau, cha Lôi Lạc Tư mới nói. Bí thư Diệp, chuyện hôm nay cha mỗ phải thành thật cảm ơn cậu. Chủ tịch cha nói, mặc dù chủ tịch cha có chút ngu ngốc, nhưng đương nhiên cũng nghe thấy chút ý vị. Vị chủ tịch Diệp này, tuyệt đối là một cao thủ thâm sâu không thể lường trước được. Là người mà ngay cả ngũ độc giáo cũng phải nể sợ. Từ nay về sau, sự bình an của nhà họ cha, dứt khoát là phải nịnh bợ hắn mới được. Nếu không, quả thực sẽ gặp chút nguy hiểm rồi. Không lâu sau thì cha Phi Lôi cũng vào, Diệp Phàm đưa thuốc cho anh ta uống, Diệp Phàm tin rằng, thằng ngốc và Đàm Tiếu Tiếu sẽ không dám đùa giỡn thêm lần nữa. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sau nửa giờ thì cha Phi Lôi đã khôi phục được. Công chúa, hôm nay chúng ta như vậy có chút. Thằng ngốc nhanh chân đi tới sau Đàm Tiếu Tiếu nói, theo phản xạ liền sờ sờ hai má đang bị thâm tím. Đàm Tiếu Tiếu vui buồn thất thường. Ngay cả đến người của mình mà động đến có thì cũng có thể ra tay ngay tức khắc. Có chút gì, có phải là cảm thấy mất mặt không? Đàm Tiết Tiếu nghiêng đầu liếc nhìn thằng ngốc một cái, y bị dọa tới mức này rồi, căng thẳng nói. Không phải vậy, nếu như chỉ có mấy người chúng tôi thì đã bị mất mặt rồi, tuy nhiên, có công chúa ở đó thì sao có thể mất mặt được, đúng không? Hôm nay là do công chúa nể mặt chủ tịch Diệp, nếu không, hôm nay có lẽ là ngày họ phải lên chầu trời rồi. Đồ đầu đất. Đàm Tiếu Tiếu giơ ngón tay lên định gõ gõ lên trán thằng ngốc mấy cái, y không dám tránh, chỉ có thể nhắm mắt chịu phạt thôi. Tuy nhiên, không ngờ lần này cô không phạt. Công chúa, chuyện này. Thằng ngốc thở phào nhẹ nhõm. Sau này phải nhớ, làm chuyện gì cũng phải dùng cái đầu. Chuyện của Điền Nhất Đao lần trước ngươi không nhớ sao? Đàm Tiếu Tiếu hừ lạnh nói. Chuyện đó thì có liên quan gì đến chủ tịch Diệp? Đó chỉ là do người của tổ đặc nhiệm A cảnh cáo chúng ta thôi. Thằng ngốc nói. Nói ngươi là đầu đất mà còn không tin, nghĩ một chút đi. Điền Nhất Đao tìm chủ tịch Diệp, anh ta giúp hắn ta tìm người giải độc. Mà chúng ta muốn kiếm tiền thì phải giải độc cho Điền Nhất Đao, nhưng lập tức lại có người của tổ đặc nhiệm A xuất hiện cảnh cáo chúng ta đừng nhúng tay vào việc này. Ngươi phải động não chút đi, chẳng lẽ chuyện này lại không có chút liên quan gì đến Diệp Phàm sao? Đàm Tiếu Tiếu khẽ cười. Bởi vì tổ đặc nhiệm A là cơ quan bí mật cao cấp của quốc gia, Đàm Tiếu Tiếu cũng không dám to tiếng nói linh tinh. Lẽ nào Diệp Tổng kia chính là người của tổ đặc nhiệm A? Thằng ngốc sốt cuộc cũng đã hiểu ra. Có phải là người của tổ đặc nhiệm A hay công chúng ta vẫn chưa dám chắc, nhưng ít ra, Diệp Phàm cũng có quan hệ với cán bộ cấp cao của tổ đặc nhiệm A. Người nghĩ mà xem, Diệp Phàm là ai, cao thủ dùng độc. Ngay cả Đàm Tiếu Tiếu ta cũng không dám chắc là có thể thuận lợi tóm được hắn. Người này có thể được xem như là kình địch của ngũ độc giáo chúng ta. Giáo chủ cũng muốn tới đây xem hắn ra sao, hãy chú ý đến hắn một chút. Tuy nhiên, sau đó có đổi ý, dù sao cũng phải nể mặt tổ đặc nhiệm A một chút. Nếu như làm tổn thương người này thì có lẽ tổ đặc nhiệm A sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta đâu. Tuy nói ngũ độc giáo ngàn năm của chúng ta không cần thiết phải sợ đội đặc nhiệm A, nhưng dù gì họ cũng là người của quốc gia. Dù chúng ta có là môn phái lớn đến đâu cũng không thể chống đỡ được. Hơn nữa, chúng ta chỉ cần ngậm miệng ăn tiền là được, can dự đến mấy chuyện của quốc gia làm gì. Nói đến tập đoàn họ Anh Không và tập đoàn Chính Hà, các người cũng can dự hơi nhiều rồi đó. Cảng Cửu là của Trung Quốc, tổ đặc nhiệm A có nhiệm vụ bảo vệ những thương nhân hợp pháp này. Các người kiếm thêm chút tiền lẻ cũng không sao, nhưng nếu các người có tham vọng nắm trong tay toàn bộ nền tài chính của Chính Hà thì không thể được. Nếu thực sự các người đã làm rồi, liệu tổ đặc nhiệm A sẽ đồng ý sao? Dù cho các người có làm liều đến mức nào, toàn bộ số thương nhân đó có thể bị các người khống chế, các nhân viên chính phủ cũng có thể bị các người khống chế, nhưng không có nghĩa là quốc gia sẽ bị loạn cả lên. Chuyện đó là không thể, cả một chính quyền, nhất định duy trì được sự ổn định của xã hội, đó mới là cơ sở. Các người muốn làm rối loạn trật tự này, sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Cho nên, tuyệt đối không thể làm vậy. Sau này phải chú ý một chút, không cần vọng tưởng khống chế tập đoàn lớn như Chính Hà như vậy. Kiếm tiền cũng phải xem xét cho kỹ, không phải tiền nào cũng có thể tùy tiện kiếm được. Hơn nữa, tập đoàn Chính Hà lại là của nước Anh. Người ta còn có tổ Lam Sơn, thực lực của nó cũng không kém gì tổ A. Mà quan hệ của đám người Anh với đám người Mỹ cũng không tệ, nếu như có gặp phải Hải Lang,
bọn họ rất có thể sẽ liên thủ với tổ đặc nhiệm A. Nếu vậy thì thời điểm diệt vong cu ả chúng ta tới thật rồi. Để đối phó với môn phái chúng ta, họ hoàn toàn có thể liên thủ lại. Giống như là đối phó với tổ chức khủng bố vậy, ngũ độc giáo chúng ta kinh doanh đứng đắn đấy chứ, cũng không phải tà giáo, càng không phải tổ chức khủng bố. Cho nên, hai người phải tách nhau ra. Đàm Thiếu Tiếu quả là có đầu óc. Chuyện này tôi hiểu rồi, từ nay về sau làm việc nhất định sẽ cẩn thận. Thằng ngốc gật đầu, nói. Tuy nhiên, buông tha Diệp Phàm như vậy, có chút không cam tâm. Ha ha, chúng ta không thể lấy mạng hắn, nhưng vẫn có thể khiến cho hắn thấy khó chịu. Tuy nhiên, việc này các ngươi không cần nhúng tay làm việc gì cả. Đàm Thiếu Tiếu ta sẽ đích thân xử lý. Diệp Phàm, chỉ cần xem nhẹ ngũ độc giáo của ta, đều phải trả một cái giá đau đớn thê thảm. Tuy nhiên, tạm thời ta vẫn chưa nghĩ ra cách nào để đọ sức với hắn một phen. Chờ khi khả năng dùng độc của ta tăng lên một cấp ta sẽ quay lại tìm hắn. Đàm Tiếu Tiếu ta muốn Diệp Phàm phải quỳ gối dưới chân ta muốn hắn phải bưng nước rửa chân cho ta, thậm chí, đấm bóp lưng cho ta. Đàm Tiếu Tiếu cười, khuôn mặt vui như hoa nở. Thằng ngốc sợ tới mức mất tự chủ lùi về sau 3-4 bước, càng là như vậy, càng đáng sợ. Thằng ngốc thậm chí đã mặc niệm trong lòng cho Diệp Phàm cả nửa phút. Gặp phải loại chất độc hoa hồng này của Đàm Tiếu Tiếu, một thứ độc dược rất đáng sợ thì coi như Diệp Phàm đáng thương xui xẻo rồi. Bí thư Diệp, cứ theo như những gì các anh đã nói đi. Chúng tôi chi ra 800 triệu để có được 40% cổ phần nhà máy thiết bị điện lực, chuyện này tôi đã thỉnh giáo chuyên gia rồi, bây giờ có thể lập tức ký hợp đồng chính thức được rồi. Chủ tịch cha đã hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào để có thể kết giao với Diệp Phàm. Trong lòng Diệp Phàm còn âm thầm cảm ơn ngũ độc giáo lần này đã mang đến một đại ân. Nếu không, bảo Diệp Phàm đi chỉnh đốn nhà họ cha, đó không phải là phong cách của Diệp Phàm. Buổi tối, nghi lễ ký kết chính thức của tập đoàn Hoành Không và tập đoàn Chính Hà được tổ chức tại trụ sở chính của Hoành Không. Sau khi đã dùng điểm tâm, chủ tịch cha một mình ngồi nói chuyện với Diệp Phàm. Bí thư Diệp, ngũ độc giáo này thực sự là quá tàn độc. Anh xem, liệu tôi có nên quay về nước nói với chính phủ về chuyện này không? Nếu không, đến khi họ ra tay, đám thương nhân chúng tôi đến cảng cửu buôn bán làm ăn đúng là không còn đường sống rồi. Chủ tịch cha nói, vẻ mặt ưu tư. Ha ha, đó là quyền của ông, tuy nhiên, việc các ông buôn bán ở cảng cửu, chính phủ Trung Quốc có nghĩa vụ bảo hộ quyền không bị xâm phạm hợp pháp của các ông. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách họ được, ông nghĩ mà xem, nếu như không phải người nhà các ông có vọng tưởng nắm toàn quyền trong tay, lại có cả cha Thiết Nhĩ có tham dự, ngũ độc giáo không thể nào đứng ngoài cuộc được. Người ta nói, chứng không có kẽ hở thì ruồi bọ không chui vào, các ông nên điều tra nội bộ xem sao. Việc cần làm tiếp theo là loại bỏ hết những người có ngoại tâm, thì ông mới có thể vững chắc trên cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị được. Trước tiên là những người trong gia đình, chắc chắn là trong gia đình có tranh đấu, nhưng nếu để xảy ra chuyện người sống kẻ chết thì cũng thật không có tình thân rồi. Dù sao các ông cũng là anh em ruột, làm sao có thể để huynh đệ tương tàn, trong chuyện này thì người Trung Quốc chúng tôi rất chú trọng đến tình anh em. Diệp Phàm nói, lần này nhất định sẽ thanh trừ sạch sẽ. Trên mặt chủ tịch cha hiện lên một tia tàn nhẫn. Chủ tịch cha giữ lại vài người, ngày hôm sau liền đi ngay. Những người ở lại do cha Thái Lâm làm chủ, nghe nói ý của ông ấy là muốn cha Thái Lâm tiếp nhận vị trí phó tổng giám đốc của nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không. Mà nhà máy thiết bị điện lực Hoành Không cũng đã được chuyển thành công ty thiết bị điện lực Hoành Không rồi. Giám đốc công ty đương nhiên phải do chủ tịch tập đoàn phân bổ, còn vị trí thứ hai chính là cha Thái Lâm của tập đoàn Chính Hà. Vị trí thứ ba là đồng chí Hoàng Triều Đế Đô. Hai ngày nữa lại trôi qua, nhà họ Khổng hành động khá nhanh chóng. Chỉ trong vòng một tuần, Sở Xây dựng tỉnh không ngờ đã cấp giấy chứng nhận cho công ty kiến trúc công trình Thiên Mã của tập đoàn Hoành Không. Đồng chí Khương Quân ngay lập tức báo cáo với Diệp Phàm chuyện này. Có thể nhận được giấy chứng nhận là tốt, các anh có thể nhanh chóng khởi công rồi. Diệp Phàm cười nói. Chủ tịch Diệp. Tôi nghe nói phó giám đốc Lý Hùng đó bây giờ khá xui xẻo. Vẻ mặt Khương Quân thay đổi nhanh chóng. Hả? Diệp Phàm lên tiếng. Đúng vậy, nghe nói trước đây khi ông ta nhận chức cục trưởng cục xây dựng, đã chấp nhận xây dựng một cây cầu có tổng trị giá lên đến hơn 30 triệu. Sau đó cây cầu bị sụp, đáng lẽ ra chuyện này phải quy trách nhiệm cho Lý Hùng nhưng sau đó lại có người đứng ra nhận tội thay. Tuy nhiên, chuyện này cũng nên xem xét lại một chút. Khương Quân cười khan nói. Không phải là bút tích của anh chứ?
Diệp Phàm biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Chương 2955, thương chiến bắt đầu. Tôi nào có bản lĩnh đó, đây đều là chuyện nội bộ của người ta, hơn nữa lại là chuyện xảy ra từ trước, tôi không thể biết được. Nghe nói là có người đã chỉnh sửa chuyện này. Khương Quân nói. Lý Hùng thì sao? Diệp Phàm hỏi. Tạm thời đang ở trại giam chờ điều tra, có lẽ sau này sẽ phải ngồi đó luôn, chắc cũng phải ngồi đến mấy năm. Cũng đáng. Khương Quân trừng mắt nói. Ha ha. Diệp Phàm cười cười, trong lòng nghĩ tranh đấu trốn quan trường này thật là đáng sợ, như Lý Hùng này, bình thường quyền cao chức trọng, đường làm quan rộng mở, một khi có người bới ra được lỗi lầm xưa thì chỉ có nước ngồi trong tù mà bóc lịch thôi. Nhà họ Khổng cũng thật tàn nhẫn, hơn nữa vừa ra tay đã đánh trúng mục tiêu, lại rất hợp ý Diệp Phàm. Nếu như mọi người ai cũng hành động nhanh chóng, Diệp Phàm đương nhiên cũng không thể bỏ lỡ được. Vì thế gọi điện cho Thiết Chiêm Hùng đến một chút. Về sau nhà họ Khổng đương nhiên sẽ sôi động hơn một chút, chuyện này, tự nhiên, giữ thì khó bỏ thì dễ. Kết cục cuối cùng của Khổng Đông Phong là hoãn thi hành án phạt lại 2 năm, chỉ có điều mang cái tội hư danh đó, có lẽ cũng sẽ gặp không ít chuyện. Đương nhiên, Phong Vân Lầu hoàn toàn sụp đổ. Thiết Chiêm Hùng nói, cũng phải có chút chính nghĩa mới được, nếu như mở lại Phong Vân Lầu, vậy thì hơi có lỗi với người dân Trung Quốc. Đương nhiên, Khổng Đông Phong cũng kiếm đủ rồi. Dù nói là sẽ mở lại những chưa chắc Khổng Chính Húc đã đồng ý. Cái gì, ký hợp đồng, làm sao có thể như thế được? Tổng Giám đốc Ngô Tổng của Tập đoàn Cơ khí Trung Quốc thật không tin nổi vào tai mình nữa, hai mắt mở trừng trừng như tượng, khiến cho Phó Giám đốc Triệu Ý Hùng không khỏi lùi một bước. Bị dọa cho phát hoảng rồi. Tin vừa mới nhận được, cực kỳ chính xác. Tập đoàn Chính Hà đã bỏ ra 800 triệu để có được 40% cổ phần công ty thiết bị điện lực Hoành Không. Phó Tổng Triệu nói, có thể thấy, Hoàng Triều Đế Đô giữ 18%, tập đoàn Hoành Không chỉ còn giữ 42% cổ phần, quyền khống chế cũng chỉ ngang với tập đoàn Hoành Không. Đây vẫn chưa phải điểm mấu chốt ở đây là tập đoàn Chính Hà đã gia nhập, chúng ta sau này sẽ phải gặp một đối thủ mạnh rồi. Ngô Tổng Hừ nói, đúng vậy, tập đoàn Chính Hà là một tập đoàn lớn. Sự gia nhập của họ vô hình chung lấp đầy phần còn lại của tập đoàn Hoành Không. Chúng ta muốn lấy lại danh tiếng, đánh dổ tập đoàn Hoành Không là chuyện quá khó khăn, hơn nữa, tập đoàn Chính Hà cũng góp mặt, nghe nói công ty họ còn có riêng một đội ngũ chuyên gia nghiên cứu thiết bị điện lực. Một khi họ mang kỹ thuật mới tiên tiến trang bị cho Hoành Không, đổi mới kỹ thuật của nhà máy thiết bị điện, năng lực của họ sẽ trở nên vô cùng lớn. Kỹ thuật và sản phẩm, cùng với thương hiệu luôn gắn với nhau. Hơn nữa, Chính Hà có đường dây tiêu thụ hoàn chỉnh ở nước ngoài. Đến lúc đó, tập đoàn Hoành Không nhất định cho họ một con đường lớn. Chuyện này vô hình chung cắt ngang con đường lớn rộng mở của tập đoàn Hoành Không. Triệu Ý Hùng vẻ mặt lo lắng. Đúng vậy, tuy rằng tập đoàn cơ khí Trung Quốc của chúng ta mỗi năm đạt được không ít chỉ tiêu quốc gia đề ra, nhưng ở những phương diện khác, ví dụ như việc góp vốn, nó cũng hạn chế không ít trong sự phát triển của chúng ta. Chúng ta chỉ có vốn đầu tư riêng mà không có hợp tác đầu tư. Chỉ có thể dương mắt nhìn những cơ hội lớn đi qua. Đương nhiên, chuyện này có lợi nhưng cũng có hại. Theo như thực tế mà nói, nằm trong sự bảo hộ của quốc gia thì cũng ấm áp đấy, dù có thế nào cũng vẫn đảm bảo được doanh thu. Tuy nhiên, cũng là hạn chế sự phát triển của công ty. Nếu như muốn xuất khẩu hàng ra nước ngoài thì sẽ bị hạn chế không ít. Đương nhiên, có nhiều lợi ích hơn. Ít nhất, lương tựa vào ngọn núi lớn là quốc gia thì sẽ không cần phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Tuy nhiên, đó là tập đoàn Chính Hà. Lại có thêm sự giúp sức của Hoàng Triều, chúng ta không thể coi thường. Tôi thực sự không hiểu, Diệp Phàm dựa vào cái gì mà lại có thể sát nhập hai tập đoàn lớn này lại với nhau. Hơn nữa họ lại đầu tư một khoản tiền lớn, lại cam tâm làm lão nhị lão tam. Không thể tin nổi, mẹ nó, đúng là dẫm lên cứt chó mà. Đúng là con cháu họ rùa. Ngô Trung Bảo không kìm nổi mắng lên. Chuyện này, chỉ bằng chúng ta bỏ qua đi. Mọi người cùng kiếm tiền, đừng ai nấy đi. Mặc dù có hai tập đoàn lớn gia nhập nhưng chưa chắc sẽ làm nên chuyện gì to tát. Chuyện sát nhập lúc nào cũng rối rắm, dù có cho họ bao nhiêu tiền đi nữa cũng chưa chắc sống sót. Cứ ở đây chờ họ đấu đá nhau, để xem kết cục sẽ ra sao. Triệu Ý Hùng có ý rút lui rồi. Anh nói cái gì, có phải anh muốn rút lui rồi không? Ngô Trung Bảo bị mất hứng. Tôi chỉ nói ra quan điểm của mình thôi, tuy nhiên, bất kể như thế nào, tôi cũng sẽ đi theo tập đoàn tới cùng. Triệu Ý Hùng nhanh chóng bổ sung một câu. Bởi vì,
Ngô Trung Bảo cũng là một người hống hách, nếu như để cho trong lòng ông ta có cái nhọt, thì có lẽ ông ta sẽ không nể nang mà cho người đó một đạp. Vậy mới phải chứ, chuyện này, đồng chí Ý Hùng, đó cũng không phải là ý của Ngô Trung Bảo tôi. Bí thư Nạp cũng có ý như vậy, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, nếu không sẽ trở thành một tập đoàn hoành không nữa. Chúng ta phải kiên quyết đánh ngã bọn họ mới được. Ngô Trung Bảo khí phách hơn người, quay người lại nhìn Triệu Ý Hùng một cái, nói. Phải rồi, chuyện nhà máy linh kiện Khánh Đông ở thành phố Liễu Tân sao rồi, ở tỉnh đã có công văn xuống chưa? Có rồi, quyết định đầu tư 500 triệu, nghe nói công trình đã được đấu thầu rồi, hai ngày trước đã được khởi công. Phó Chủ tịch Triệu Hướng Đông còn đi cắt băng khởi công nữa. Triệu Ý Hùng nói, nếu như đây là công trình được tỉnh phê duyệt, có lẽ là do chính phủ và tư nhân cùng góp vốn đầu tư. Như vậy có thể xem là hoàn thành mục tiêu rồi đúng không? Ngô Trung Bảo mỉm cười. Đương nhiên rồi, chuyện này tôi nghĩ nên tranh thủ lên tỉnh một chuyến, không nên để cho người ngoài chiếm nó được. Lần này đạt được mức đầu tư lên tới 500 triệu, đến lúc khánh thành cũng cần không ít máy móc thiết bị. Nghe nói dự toán thấp nhất cũng đến 200-300 triệu tiền máy móc thiết bị. Mà chuyện đó thì công ty chúng ta có thể sản xuất ra được. Triệu Ý Hùng nói. Người ngoài mà anh nói đến chính là người của tập đoàn Hoành không sao? Hừ, cái nhà máy chế tạo máy móc rách nát đó của họ thì sản xuất ra được gì chứ? Về thực lực thì họ không thể làm được, nói về kỹ thuật thì lại càng không. Ngô Trung Bảo khinh thường hừ một tiếng. Nhưng nếu nói về nhân lực thì họ hơn chúng ta rất nhiều. Triệu Ý Hùng cười nói. Anh nói xem họ đã bắt đầu hành động chưa? Ngô Trung Bảo cười như không, nhìn Triệu Ý Hùng. Còn phải nói, chắc chắn đã sớm có chuẩn bị rồi. Nếu so sánh với chúng ta, bọn họ còn có tham vọng hơn đó. Chúng ta thì có thể hoãn lại một chút, bọn họ cũng đang chờ đợi. Đến lúc đó, có lẽ hai tập đoàn chúng ta cùng nhau ganh đua một chút. Triệu Ý Hùng nói. Ganh đua sao, bọn họ đâu có đủ tư cách. Ngô Trung Bảo khá tự tin. Trong lúc đó, Diệp Phàm cũng đang triệu tập các lãnh đạo của tập đoàn Hoành không để bàn bạc chuyện này. Đối thủ lớn nhất của chúng ta chính là tập đoàn cơ khí Trung Quốc của thành phố Dương Vân. Nếu nói về thực lực thì chúng ta không thể bằng họ. Phó Tổng Ngô Hồng Sơn nói. Đây là sự thật, chúng ta không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, không thể vì thực lực của chúng ta không bằng họ mà buông tha cho họ được. Nếu như đơn hàng đặt trước mặt mà chúng ta còn bỏ qua, thì có lẽ tập đoàn của chúng ta đến lúc sụp đổ rồi. Diệp Phàm thản nhiên ngồi hút thuốc. Bí thư Diệp. Mấu chốt là chúng ta phải loại bỏ được tập đoàn Trung Quốc, dù vậy cũng phải bàn tới chuyện thực lực đấy. Nếu nói về sản phẩm cũng như các phương diện khác thì chúng ta đều không bằng họ, về kỹ thuật thì cũng không hơn nhau là mấy. Nhưng nhân lực của chúng ta lại hơn họ rất nhiều, việc này liệu có hữu dụng không? Đây không phải cách đánh nhau dựa vào lực lượng như thời Nguyên Thủy đúng không? Nhận lực nhiều thì có tác dụng gì chứ? Cung Trường Hỷ cũng có chút lo lắng. Sao có thể nói mặt nào cũng không thể bằng cơ chứ? Chúng ta cũng có sở trường của chúng ta chứ? Tập đoàn Trung Quốc có thể sản xuất, chúng ta cũng có thể. Tôi thấy yêu cầu thiết bị của công ty linh kiện Khánh Đông cũng không cao lắm, mấy loại máy ép sức nước hay máy giặt gì đó chúng ta cũng có thể sản xuất được. Chúng ta vẫn có ưu thế, ít nhất là về giá cả chúng ta cũng có thể rẻ hơn họ không ít, về chất lượng sản phẩm thì có thể chúng ta kém hơn họ một chút. Nhưng chúng ta còn có thời gian. Từ giờ chúng ta cần phải nắm được nhà máy cơ khí, còn nhà máy thiết bị điện chính thì không có gì cần phải lo lắng cả. Bước tiếp theo chính là nhà máy chính, nhưng đáng tiếc là đến hiện tại vẫn chưa có công ty nào ghi nhận nhà máy của chúng ta. Nói cách khác, có thể kéo đầu tư đến, hơn nữa nếu nói đến công nghệ cao thì chắc hẳn chúng ta sẽ thua đứt họ rồi. Diệp Phàm hừ nói, việc này, nên giao cho đồng chí Hồng Sơn phụ trách đi. Được. Sáng mai tôi sẽ chạy lên tỉnh một chuyến. Ngô Hồng Sơn gật gật đầu. Không phải là chạy, mà nhất định phải giành được. Còn nữa, chuyện bên thành phố Liễu Tân thì sao? Diệp Phàm hỏi. Bí thư Diệp, công ty Khánh Đông của thành phố Liễu Vân thực sự không phải là một công ty hoàn toàn mới, mà được xây dựng trên cơ sở một nhà máy cũ đấy. Liễu Tân là điểm dừng của tập đoàn luyện thép lớn nhất nước ta, tập đoàn Hồng Cương. Nguồn tài nguyên khoáng sản của Liễu Tân rất phong phú. Tập đoàn Hồng Cương đó không chỉ luyện thép, mà còn rất có thành tựu trong việc luyện kim loại. Bởi vì nguồn nguyên liệu sẵn có, cho nên, Liễu Tân mới hạ quyết tâm đầu tư xây dựng thêm nhà máy mới công ty Khánh Đông. Đây chỉ là hình thức ban đầu,
sau này phát triển tiếp rất có thể sẽ thành một tập đoàn công ty. Mà lần này Ủy ban Kinh tế Thương mại thành phố làm đội trưởng, Cục Tài chính và một vài doanh nghiệp nhà nước khác cũng tham gia. Chủ yếu là tiền vay ngân hàng, doanh nghiệp tư nhân chỉ chiếm 49% cổ phần, chủ yếu là do tập đoàn Đông Hà giữ. Ngô Hồng Sơn nói, xem ra, chúng ta không những phải được tỉnh thông qua, mà quan trọng nhất là ở thành phố Liễu Tân. Mà cũng không thể xem thường tập đoàn Đông Hà, bọn họ chiếm tới 49% cổ phần, muốn có được đơn đặt hàng này, đầu tiên phải có được tập đoàn Đông Hà. Còn các lãnh đạo cao cấp của Liễu Tân cũng phải thông qua mới được, tôi đoán, mấy người ở tập đoàn Trung Quốc cũng đã có hành động rồi. Mà bọn họ nhất định sẽ truyền đạt mệnh lệnh chỉ tiêu quốc gia gì đó. Chuyện này, bọn họ có ưu thế hơn chúng ta. Tuy nhiên, Khánh Đông cũng không liên quan đến cơ mật quốc gia, còn chưa tới phiên họ khua chân múa tay đâu. Đương nhiên, về mặt này, trên tỉnh nhất định sẽ có lãnh đạo ra mặt truyền chỉ thị đấy. Cho nên, trận chiến của chúng ta với tập đoàn Trung Quốc thật đáng trông đợi đấy. Chúng ta phải tấn công toàn diện, lần này bất kể như thế nào, đều phải làm hết sức mình. Nếu như, không cần nói nhiều, có thể lấy được đơn hàng 100 triệu thì cũng giúp nhà máy của chúng ta hoạt động cả tháng đấy. Nếu như có thể giành được tất cả, vậy thì càng tốt hơn. Diệp Phàm tin tưởng nói. Chương 2956, điều chỉnh nhân sự. Việc này xem ra là Ủy ban Quản lý Tài sản của nhà nước sẽ can thiệp vào, tuy nói nhà máy là của thành phố Liễu Tân đấy, nhưng còn nhiều vấn đề phải trải qua sự giám sát của Ủy ban Quản lý. Dù sao thì cũng còn nhiều trạm kiểm soát của nhà máy vẫn phải nằm trong tay bọn họ. Quan trọng hơn chính là, từ Ủy ban Quản lý Tài sản nhà nước đến tỉnh thì vẫn luôn đối đãi với tập đoàn hàng không của chúng ta như một đứa trẻ vậy. Một khi chúng ta tuyên chiến với tập đoàn cơ khí Trung Quốc thì cán cân của bọn họ sẽ nghiêng về phía tập đoàn cơ khí Trung Quốc đó. Về vấn đề này chúng ta cũng không chiếm ưu thế. Hơn nữa danh tiếng của tập đoàn chúng ta mấy năm gần đây càng ngày càng đi xuống. Muốn chiếm được vị thế trên thị trường Liễu Thị tương đối khó. Chúng ta chỉ có một lợi thế, chính là giá cả. Nhưng, tôi nghe nói nhà máy cơ khí Trung Quốc lần này cũng miễn thuế rồi. Bọn họ cũng lên tiếng trả giá với chúng ta rồi. Thậm chí có người còn đồn đại rằng chính bọn họ thâm hụt vốn cũng muốn kiếm lợi nhuận. Bọn họ có thể bị tổn hại, nhưng chúng ta lại liên tiếp gặp nạn. Ngô Hồng Sơn nói có chút lo lắng. Ai cũng có thể mạnh miệng nói, thực chất khi liên quan đến bản thân thì bọn họ có dám như thế không? Đây chính là đang tạo thanh thế, muốn lật đổ tập đoàn chúng ta, không có khả năng đâu. Diệp Phàm hừ một tiếng. Ngô Hồng Sơn cùng với vài nhân viên vội vàng đi lên thành phố. Buổi tối, Diệp Phàm và Bao Nghị thay nhau đi ngủ một lát. Ban đầu bình an vô sự, tuy nhiên, sau nửa đêm, Diệp Phàm đột nhiên bị cái gì đó đánh thức. Hắn giật bắn người lên trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tiếng động gì, giống như tiếng ong đại hoàng kêu ong ong, trong lòng Diệp Phàm buồn bực nghĩ. Đúng lúc này, âm thanh kia càng ngày càng gần. Ngay sau đó, Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện, một đàn ong đại hoàng như thiên quân vạn mã chen chúc nhau bay vào nhà. Hắn sợ hãi, nhanh chóng đóng cửa sổ lại, tuy nhiên, bên này đóng nhưng phòng vệ sinh bên kia lại quên chưa đóng. Mà đàn ong lạ bị nhốt bên ngoài đâm vào cửa kính kêu tinh tang, ầm ĩ. Diệp Phàm phát hiện ra không phải là ong mật mà là ong đại hoàng. Vòi châm độc ở đít nó dài 1 cm. Tất cả ong đại hoàng đều hung hãn hướng về phía Diệp Phàm tấn công, Diệp Phàm cười lạnh một tiếng. Giơ tay đánh một chưởng, mấy trăm con ong đại hoàng như gặp phải trận gió lớn rơi hết xuống đất. Tuy nhiên, ong đại hoàng nhiều lắm, không ngừng bay vào. Diệp Phàm nhanh tay nắm lấy cái chăn quét một lượt và đóng tất cả các cửa sổ lại. Không hề khó để đánh mấy nghìn con ong trong phòng, rất thành thạo, Diệp Phàm quét một lượt phía dưới cửa, một lúc sau hết sạch. Diệp Phàm nhanh chóng gọi cho Bao Nghị, nghe nói buổi tối anh ta không mở cửa sổ, trong lòng như chút được gánh nặng. Nói rõ anh ta đừng có mở cửa rồi. Cứ như vậy mất một đêm, đàn ong đại hoàng không ngừng đụng vào cửa sổ. Ầm ĩ chết người đi được. Sáng ngày thứ hai vừa mới mở cửa sổ, phòng bên cạnh rơi xuống một tổ ong. Anh Diệp, xem ra sau này chúng ta ngay cả cửa cũng không dám mở nữa rồi, người này thật sự rất khó đối phó. Cũng không ra tay độc ác, hình như là chuẩn bị đánh lâu dài với chúng ta rồi. Thời gian lâu như vậy là không ổn rồi. Vẻ mặt Bao Nghị cười khổ sở. Mục đích chính của cô ta là đuổi chúng ta đi, thật ra là không có mục đích nào khác. Tuy nhiên, chúng ta cứ đi như thế này thì còn mặt mũi nào mà đi đâu được nữa. Vậy nên,
chúng ta phải đánh bại cô ta mới được. Diệp Phàm cười nói. Vâng, đàn ong đại hoàng này cũng không biết đến từ đâu. Dường như đã được trải qua chuyên môn huấn luyện rồi ý. Bao Nghị gật gật đầu. Chắc chắn là đã qua huấn luyện rồi, tuy nhiên, lực tấn công không có gì đặc biệt. Mục đích chủ yếu chính là làm phiền chúng ta mà thôi. Chỉ có điều không mở cửa sổ thì cô ta cũng không làm được gì. Xong, bộ dạng như vậy cũng không phải là một chuyện hay, chúng ta cũng không muốn làm con rùa đen rụt cổ. Hơn nữa, cho dù cô ta có cố ý chỉnh cửa sổ thì cũng không thể làm phiền chúng ta được. Diệp Phàm tức giận nói. Chỉ sợ sau này chúng ta vào phòng toàn là ong thôi, nếu như bọn chúng lại bay tới đầy sơn trang của chúng ta, cuộc sống của chúng ta sẽ không được yên ổn nữa. Việc này, còn đáng sợ hơn ngồi tù. Trên mặt Bao Nghị hiện rõ vẻ ưu tư. Đúng vậy, toàn bộ cuộc sống êm đềm của chúng ta đã bị cô ta quấy rầy rồi. Không được, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết mới được. Ban ngày chúng ta không có việc gì làm sẽ đi giải quyết việc này, chỉ cần có cách giải quyết đúng không? Diệp Phàm nói. Hai người vội vàng ăn sáng rồi đi thẳng lên lầu. Hừ, xem các ngươi có thể đến lúc nào. Một bóng trắng cách xa 2 mét hừ lạnh một tiếng, nhoáng một cái nhẹ nhàng như đám mây rồi bay đi. Em gái, cách này của em rất tốt, tuy nhiên, hai người đó có vẻ rất lợi hại đấy. Không ngờ cũng có thể thoát được rồi. Mộc Chu Lệ cười nói. Qua được hôm nay nhưng chưa chắc qua được ngày mai, chúng ta vẫn còn có thể mượn được đàn ong đại hoàng nữa. Tuy nhiên, phải chuẩn bị để đánh lâu dài. Hai người này đều có chút kỳ lạ, Bao Nghị là cục trưởng cục công an, là một người giỏi võ, tuy nhiên bản lĩnh cũng không cao lắm. Nhưng, chính người tên Diệp Phàm kia mới không thể nhìn ra. Chủ tịch của một xí nghiệp, dường như còn có rất nhiều biện pháp vậy. Ngày hôm qua là chúng ta chuyên đi công kích hắn đấy, không ngờ hắn lại giết chết mấy nghìn con ong đại hoàng của chúng ta. Nuôi những con ong đại hoàng lớn này cũng không phải dễ dàng gì. Nếu mỗi ngày đều giết ong như vậy thì chúng ta cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Cần phải nghĩ cách khác mới được. Mục Nguyệt Hừ nói. Đúng vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì được một tuần. Nếu như bọn họ đều có thể qua được hết thì chúng ta phải làm sao đây? Mộc Chu Lệ hỏi. Không sao, em sẽ đi mượn rắn về. Sau khi ong đại hoàng chết em sẽ đi lấy rắn về. Mộc Nguyệt cười nói. Anh lại quên mất là em có một người chị em tốt ở ngũ độc giáo. Mộc Chu Lệ cười nói. Nghe nói các cô bên đấy độc trùng nào cũng có. Ví dụ như rắn độc, bọ cạp độc, rết độc. Tuy nhiên, nếu như không thể mượn được mọi người cũng đau đầu về chuyện này. Nghe nói ngũ độc giáo nuôi dưỡng những con rắn này cũng không dễ dàng gì. Vâng, cô ấy cũng cho em mượn một vài con. Nếu như lần trước chết vài con thì lần sau mượn sẽ rất khó. Những con này đều là bảo bối của cô ta, còn quan trọng hơn cả tính mạng của cô ấy. Hơn nữa, chúng ta không thể sử dụng những con rắn này được, phải nhờ cô ấy giúp đỡ mới được. Tuy nhiên, dựa vào mối thâm tình của chúng tôi, thế nào cô ấy cũng phải giúp em vài lần. Nếu như thật sự không được thì phải nghĩ cách khác thôi. Em vẫn không tin bọn họ có thể thoát được. Hơn nữa, chỉ cần có cơ hội em sẽ ra tay. Không đánh cho cái mặt hắn bầm dập thì em tức không thể chịu nổi. Chỉ có thể đi từng bước một. Mộc Chu Lệ thở dài, cảm thấy kỳ lạ, đứa em gái này độc ác hơn trước đây. Diệp Phàm vừa mới vào phòng, Khổng Ý Hùng vội vàng lại gần. Nói là nhận được thông báo của ban tổ chức tỉnh ủy, bọn họ đang trên đường tới rồi. Do đồng chí phó bộ trưởng Chu Vân đưa các đội đến đây. Gọi mọi người chuẩn bị sẵn sàng, xem ra họ xuống để khảo sát rồi. Diệp Phàm cười nói, liếc nhìn Khổng Ý Hùng một cái. Khảo sát. Khổng Ý Hùng thì thầm hai tiếng này, giọng điệu có vẻ như muốn tránh né. Ha ha ha, Ý Hùng, đừng kích động như thế. Lần này, chắc chắn cũng có phần của anh. Diệp Phàm cười nói. Thật sao? Khổng Ý Hùng có chút không tự tin, xúc động đến nỗi môi rung lên. Thật ra, còn có một đồng chí khác bí đại hoàng quan sát tập đoàn Hoành Không, ông ta chính là con cọp cái Thiệu Trung. Tập đoàn Hoành Không thay đổi điều chỉnh nhân sự từ cấp cao đến cấp thấp, đều liên quan đến lão già đấy. Cái Thiệu Trung cũng hiểu được, thời gian của Diệp Phàm cũng không còn nhiều nữa. Đoán chừng, trong 10 ngày cuối cùng này sẽ có biến đổi lớn. Phải tranh thủ thời cơ để nắm trong tay điều chỉnh nhân sự. Đến lúc đó chính ông ta đến đảm nhiệm, xem ra vị trí này để ông ta điều chỉnh cũng không có khác biệt gì lắm. Đương nhiên, vị trí trong tập đoàn Hoành Không nhiều như thế. Mỗi người đều có người ngồi cạnh,
Diệp Phàm Anh tự nhiên cho chuyển người như thế cũng không dễ đâu. Hơn nữa, cái Thiệu Trung tin rằng, chỉ cần sau khi lên vị trí này phải mạnh mẽ lên, Diệp Phàm, cơ bản chính là không chịu nổi đả kích. 3 giờ chiều trưởng Ban Chu mới vội vàng tới Tổng Công ty Tập đoàn Hoành Không. Hai bên sau khi hỏi han đi vào phòng họp. Đồng chí Diệp Phàm, anh lập tức triệu tập toàn bộ cán bộ, tập trung đến phòng họp. Ban tổ chức tỉnh ủy chúng tôi tuyên bố điều chỉnh nhân sự. Đương nhiên, ai ở đây đến luôn, không ở đây thì thôi. Bộ trưởng Chu cười nói. Điều này, Bộ trưởng Chu không phải xuống đây khảo sát sao? Diệp Phàm sửng sốt, có chút không dám tin. Có vẻ như Bộ trưởng Chu trực tiếp xuống đây điều chỉnh nhân sự vậy. Cũng thật kỳ lạ, việc này, khảo sát thì không khảo sát không ngờ lại trực tiếp tuyên bố, điều này thật khác so với quy định. Ha ha ha, thật ra thì các anh đã thay chúng tôi khảo sát rồi. Bộ trưởng Chu cười nói. Diệp Phàm có chút không hiểu rõ ông ta. Đúng vậy, đồng chí Diệp Phàm, không phải lần trước các anh đã đề cử một số nhân tài rồi sao? Ban tổ chức tỉnh ủy chúng tôi rất tôn trọng sự đề cử của bộ máy đảng ủy tập đoàn Hoành Không các anh. Về cơ bản là do các anh trực tiếp đề cử từ phó giám đốc sở đến các cán bộ cấp dưới. Bình thường nếu như không có thay đổi lớn chúng tôi sẽ không xuống dưới khảo sát. Việc này là do ban tổ chức tỉnh ủy hưởng ứng kêu gọi của tỉnh ủy quyền tất cả cho tập đoàn Hoành Không các anh, cho các anh toàn quyền tự chủ và có không gian điều chỉnh nhân sự nhất định. Hơn nữa, tổ chức tỉnh ủy cũng có quyết định mới. Sau này nếu như khảo sát bổ nhiệm từ cấp cục trưởng trở xuống và điều chỉnh nhân sự do bộ máy đảng ủy của tập đoàn các anh trực tiếp quyết định. Sau khi sắp xếp xong nộp lại cho chúng tôi là xong, ban tổ chức tỉnh ủy chúng tôi chỉ quan tâm đến việc điều chỉnh cán bộ từ cấp sở trở lên. Hơn nữa, tình hình khảo sát bổ nhiệm đặc biệt nghe từ ban lãnh đạo tập đoàn các anh đề nghị. Lấy đề nghị của các anh làm việc chính. Vẻ mặt trưởng ban Chu thận trọng nói. Tuy nhiên, sau khi tuyên bố cũng làm người ta mở rộng tầm mắt. Ngũ Vân Lượng thay mặt ủy viên đảng ủy tập đoàn Hoành Không, chủ tịch công đoàn, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, trở thành thành viên cao nhất trong bộ máy đảng ủy của tập đoàn Hoành Không. Tất cả đều chỉ là tạm thời, chỉ kiêm nhiệm chủ tịch công đoàn. Điều này rõ ràng là sau khi anh ta chính thức về hưu thì chức chủ tịch công đoàn sẽ do đồng chí Ngũ Vân Lượng kiêm nhiệm. Mà việc của Chu Đồng vẫn chưa hoàn toàn xử lý xong, cho nên, việc cách chức tạm thời còn đang điều tra. Tuy nhiên, chức vụ của anh ta trước mắt không có. Do đồng chí Trần Nguyên Kiều tiếp nhận chức phó tổng giám đốc ủy viên thường vụ tập đoàn Hoành Không. Mà chức thư ký tập đoàn Hoành Không vẫn còn bỏ trống, vẫn do bí thư Diệp Phàm kiêm chủ tịch đảm nhận. Chương 2957, người con gái tức giận. Tuy nhiên, vốn chỉ có mấy ủy viên thường vụ thôi, hiện tại tăng thêm 2 đồng chí, thành ra có 11 ủy viên thường vụ. Tăng thêm 2 đồng chí trợ lý chủ tịch là Hậu Bân và Dương Quý Phương. Một trong 2 đồng chí này thì đồng chí Dương Quý Phương là do doanh nghiệp nhà nước đề bạt. Mà Hậu Bân cũng là do văn phòng tỉnh ủy trực tiếp cử sang bên này. Về việc đồng chí Trần Nguyên Kiều tiếp nhận công việc của Chu Đống cũng là do chủ nhiệm cấp bộ công nghiệp tỉnh, ông Kim đề bạt sang bên này đấy. Lần này tăng thêm 2 ủy viên thường vụ rồi, lão cái còn chưa đến vị trí cao đã có 10 ủy viên thường vụ rồi. Còn làm theo đồng chí phó giám đốc sở, đồng chí chủ nhiệm văn phòng đảng ủy Tào Khải Hùng sẽ điều chỉnh nhân lực của cục trưởng cục tài nguyên, cấp bậc không thay đổi, chỉ có điều chuyển ngang vị trí. Nhưng quyền lực tăng thêm không đáng kể. Mà đồng chí Khổng Ý Hùng do phó chủ nhiệm văn phòng đảng đề bạt làm chủ nhiệm văn phòng đảng, thay đồng chí Tào Khải Hùng. Coi như là một bước tiến lớn. Vừa là thiên tử vừa là thần, Diệp Phàm làm công tác chủ trì tập đoàn Hoành Không, chắc chắn cũng là tay phải đắc lực của chánh văn phòng mới được. Bổ nhiệm đồng chí Khương Quân làm chủ nhiệm khu công nghiệp tập đoàn Hoành Không kiêm cấp dưới tổng giám đốc công trình xây dựng Thiên Mã, được đãi ngộ như chức phó giám đốc. Nhưng còn có một chút điều chỉnh bộ máy cấp cục trưởng. Điều chỉnh nhân sự lần này lại có thay đổi lớn. Biến động lớn ở tập đoàn Hoành Không, thật là kỳ lạ. Tăng Vân Nhàn uống trà, liếc nhìn lão cái đứng đối diện một cái. Không có gì kỳ lạ cả, loạn thế tạo anh hùng. Bộ máy tập đoàn Hoành Không sớm hay muộn cũng sẽ biến đổi. Lão cái hừ lạnh một tiếng, trên mặt rõ ràng không hài lòng. Nghĩ thầm trong lòng nhìn Tăng Vân Nhàn và Trịnh Nhất Thiên, lão cái tức giận với sự thay đổi bộ máy Hoành Không này. Điều này không phải là tự đi tìm phiền phức hay sao? Đáng tiếc là Diệp Phàm chưa được điều chỉnh, còn để hắn làm thư ký đảng ủy. Con mẹ nó thật là xui, bằng không, bà gia tổng cũng có thể điều chỉnh được hắn.
Bộ dạng như vậy khiến hắn trở thành nhà độc tài, cũng quá sáng chói rồi. Trịnh Nhất Thiên hừ nói. Nhanh lên. Lão cái ra lệnh hai tiếng, Tăng Vân Nhàn và Trịnh Nhất Thiên đều im lặng, ngơ ngác nhìn lão cái. Rõ chưa, trước tiên điều chỉnh một chút, về sau mới có thể chuyển theo hướng kim tự tháp được. Mà chức quan trọng trong tập đoàn Hoành Không là thư ký đảng ủy. Diệp Phàm không thể thăng chức được, vì hắn không đủ tư cách. Lão cái nói đến đây đột nhiên tràn đầy năng lượng. Khiến hai người cả Tăng Vân Nhàn càng mơ hồ. Trong lòng nói người ta không đủ tư cách chẳng lẽ anh ta đủ chắc. Nói nhảm rồi. Có phải cảm thấy tôi có một chút tự đại không? Lão cái đột nhiên cười nhạt một tiếng. Không, không có, chúng tôi tin tưởng năng lực phán đoán và con mắt của bí thư cái. Diệp Phàm không đủ tư cách, chức bí thư đảng ủy này do bí thư chúng tôi ngồi bàn mới có đủ tư cách đúng không? Tăng Vân Nhàn nói vuốt theo, điều khiến Tăng Vân Nhàn mở rộng tầm mắt chính là tài chém gió của hắn đúng là điểm yếu rồi. Ha ha ha, tôi bảo Tăng Vân Nhàn này, anh sẽ nhanh chóng trở thành gia cát thần thôi, có điều, dường như là rất thỏa mãn. Tăng Vân Nhàn lẩm bẩm trong lòng, bản lĩnh của anh đây sao? Ngay cả lời nói nịnh bợ cũng không nghe rõ, điều này, không thể thế được. Chu Đống thất vọng chào cảm ơn, tuy nhiên, tôi có chút không hiểu lắm ba đồng chí vừa mới tiến cử. Không hiểu được bọn họ là người như thế nào. Trịnh Nhất Thiên lắc lắc đầu. Việc này, chỉ cần có người xuống đó, cũng có chút cách giải quyết. Ví dụ như lấy trợ lý chủ tịch Hậu Bân mà nói, các anh nghĩ mà xem, anh ta căn bản là nhận chức ở ngay đất của mình mà. Cái lão hổ lại bắt đầu khoe khoang tin đồn. Nghe nói Hậu Bân từ văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh xuống, vốn là chủ nhiệm cấp cục trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Tăng Vân Nhàn nói. Điều này thì đúng, anh ta là người như thế nào không phải rõ ràng rồi hay sao? Cái Triệu Trung cười nói. Ý của bí thư cái là anh ta là người do tỉnh đề bạt sao? Tăng Vân Nhàn không hổ danh là tiểu lý phi đao, có chút tài năng. Cũng không nhất định, đồng chí của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh rất hiếm khi đi biển. Xem ra là cán bộ cấp cục trưởng có thêm sự sắp xếp. Trong lúc này vàng thao lẫn lộn, các bên quan chức đều có người bên trong nhận chức. Không thể cho rằng Hậu Bân từ văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh xuống là kết luận anh ta là người của chủ tịch tỉnh được. Theo như tôi được biết, chẳng lẽ lại không sắp xếp đồng chí ở bên trong nhận chức hay sao? Còn có chủ tịch tỉnh bố, người này cũng không muốn phân chia chén canh đâu. Cũng đúng, văn phòng tỉnh ủy cũng gần giống. Nhiều nhất cũng là lãnh đạo chủ chốt là do bí thư Ninh sắp xếp. Đồng chí cấp dưới cũng nói không chắc chắn. Trịnh Nhất Thiên đưa ra ý kiến khác. Chỉ đợi Hậu Bân từ ủy ban nhân dân tỉnh xuống đương nhiên không thể có quyết định đích đáng được nên không thể kết luận anh ta là người của chủ tịch tỉnh được. Nhưng, có điều cũng không biết rõ ràng về hai người đó lắm. Hậu Bân trước đây ở đâu đó cũng đã từng nhận chức chánh văn phòng là do chủ tịch tỉnh đề cử. Đương nhiên, lúc đó chủ tịch tỉnh chỉ là chủ tịch thành phố. Mà Hậu Bân lại giữ chức chủ nhiệm quản lý thành phố. Anh nói, hai vị tướng này cùng ở một chỗ, chẳng lẽ còn có thể giải thích hợp lý đến thế sao? Cái Thiệu Trung nói, điều này xem ra có khả năng. Trịnh Nhất Thiên mạnh miệng, không chịu khuất phục. Không phải là khả năng, mà là tuyệt đối đấy. Hai mắt của cái Thiệu Trung tôi không bị hoa. Cái Thiệu Trung cười Trịnh Nhất Thiên một cái rõ ràng tỏ ý không hài lòng, sau đó anh ta liền hừ một tiếng chạy ra ngoài. Tuyệt đối đấy. Tăng Vân Nhàn gật gật đầu. Vâng, chắc chắn, nhưng, vị Trần Nguyên Kiều kia khiến người ta không thể nhìn rõ được. Vụ án Chu Đống đến bây giờ vẫn còn chưa kết thúc. Cô ta cướp đoạt vị trí của Chu Đống, người này không bị oán hận sao? Trịnh Nhất Thiên lập tức nói sang chuyện khác, trong lòng thằng này cũng có chút không thoải mái. Ha ha, Tiểu Trịnh, việc này anh hoàn toàn sai rồi. Cái Thiệu Trung mỉm cười. Sai à? Bộ dạng Trịnh Nhất Thiên không rõ chuyện gì xảy ra. Đương nhiên là sai rồi, việc này đoán chừng có nguyên nhân khác. Tăng Vân Nhàn cũng chen vào nói, tức giận đến nỗi liếc nhìn Trịnh Nhất Thiên một cái. Cái Thiệu Trung không dám tranh luận, nhưng Tăng Vân Nhàn anh cũng được coi như lưu đày ở Đại học Sư phạm đấy. Vâng, Tăng Vân Nhàn biết năng lực mạnh, không tệ, điều này đối với Chu Đống mà nói cũng là một cơ hội tốt. Trước mắt tập đoàn Hoành Không đối với anh ta mà nói xem ra cũng là đầu rồng hang hổ rồi. Một vũng bùn lớn, anh ta muốn rút người ra cũng không kịp. Nếu như chức này vẫn trống, anh ta chắc chắn không thoát thân được rồi. Nhưng vị kia ở tỉnh cũng rất thông minh, dùng cái gì, tráng sĩ tự chặt cổ tay. Rõ ràng là đã nhẫn tâm tước đi chức vị của Chu Đống. Cứ như vậy,
Chu Đống đã không còn chức gì ở tập đoàn Hoành Không nữa, nhất định theo thời gian sẽ nhạt dần thôi. Vị trí ở trên tỉnh kia chắc chắn có lúc như này. Chức vị này không có sao cả, trận cuồng phong này qua đi là có thể yên ổn rồi. Đổi chỗ làm không phải là dập khuôn đi làm quan, đoán chừng, vụ án lừa bịp cuối cùng có thể xem nhẹ đấy. Cái Thiệu Trung nói, Chu Đống ít nhất cũng phải bị hạ một cấp bậc. Trịnh Nhất Thiên nói, vâng, trốn không thoát rồi, bằng không, có người nói này nói nọ cũng có thể Chu Đống bị vào tù. Khai trừ anh ta xem như là xử phạt nhẹ lắm rồi. Tuy nhiên, vị kia ở trên tỉnh rất to. Ở trên tỉnh xem ra anh ta cũng mạnh tay, dù sao. Cũng là do xã hội tạo ra mà thôi, chế độ cũng là do con người tạo mà thành. Tóm lại là có tính khống chế và tính tương đối. Cái Thiệu Trung nói. Nói điều này, Chu Đống còn phải cảm ơn Trần Nguyên Kiều rồi. Người phụ nữ này nghe nói trước kia giữ chức trưởng phòng khu công nghiệp Chị Kim. Khu công nghiệp Chị Kim này đứng đầu danh sách nghe nói là do Chủ tịch Bố đề cử. Lẽ nào đồng chí Trần Nguyên Kiều cũng do Chủ tịch Bố đề cử sao? Tăng Vân Nhàn mạo muội nói. Không phải là người của Chủ tịch Bố, bởi vì Chủ tịch Bố hiện tại đang âm thầm bảo vệ Chu Đống. Đây mới là việc cấp bách, đối với việc sắp xếp nhân sự ở tập đoàn Hoành Không mà nói, Chủ tịch Bố chỉ có thể đau lòng dương mắt nhường cơ hội cho người khác mà thôi. Không nhường không được, đối thủ người ta chỉ cần lôi Chu Đống ra một chút, Chủ tịch Bố cũng không thể hé răng ra nói nửa lời đâu. Thời gian này, Chu Đống chính là điểm yếu của Chủ tịch Bố. Cái Thiệu Trung nói. Sau khi trưởng ban tổ chức Chu ăn cơm xong đi nghỉ ngơi, nói là mệt. Buổi tối, Diệp Phàm vốn muốn mời trưởng ban Chu, nhưng, trưởng ban Chu từ chối nói là cần nghỉ ngơi, Diệp Phàm cũng không tiện đòi hỏi gì nữa. Tan làm, sau khi Diệp Phàm ăn cơm xong cùng với Bao Nghị vội vã đến phòng Chu Tước Sơn. Lúc đến gần cửa, thấy ông bảo vệ sợ xanh mặt đứng cách cửa chính hơn 10 mét. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm đến, ông ta ngay lập tức kêu lên chạy lại chỗ Diệp Phàm. Đừng đến bí thư Diệp, nguy hiểm đấy. Sao lại thế này? Diệp Phàm hỏi, trong lòng có suy nghĩ khác, đoán chừng lại là cô kia đến gây sự đây mà. Bên trong toàn là ong đại hoàng lớn thôi, dọa người ta. Khóa cửa lại là xong thôi mà, hay là nhanh chóng nói với chủ nhiệm Khổng một tiếng, bảo người lại đây tiêu diệt hết lũ ong này. Bằng không, ai còn dám đi vào trong sơn trang này nữa? Ông già lắp bắp nói. Ha ha, không sao. Đàn ong đại hoàng này không cắn tôi. Diệp Phàm bình tĩnh cười bước qua, mặt mọi người biến sắc há miệng không dám ngăn cản. Tuy nhiên, điều khiến ông ấy khiếp sợ chính là, bí thư Diệp Phàm lững thững từ ngoài sân bước vào. Điều kỳ lạ nữa là, đàn ong đại hoàng vừa nhìn thấy y không ngờ tất cả đều bay ra xa cách y 2-3 mét. Giống như trên người bí thư Diệp Phàm được chụp bởi một cái lồng thủy tinh trong suốt rộng thùng thình, đàn ong đại hoàng căn bản là không động vào hắn. Một chút lợi hại này không thể coi như thế là được. Trong lòng Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng bảo Bao Nghị đi ra ngoài chờ trước. Trong này vận khí, lấy độc đan kết hợp với độc khí thổi ra bốn phía của bức tường. Chuyện kỳ lạ hơn vừa xảy ra. Đàn ong đại hoàng này vừa mới động vào không khí cách người Diệp Phàm một mét, đàn ong ngay lập tức bay lộn xộn như vừa uống rượu say kêu đau rơi hết xuống đất. Không ngờ bí thư Diệp Phàm từ trong sơn trang chạy đến. Hễ nơi nào hắn đi qua thì tất cả đàn ong đại hoàng ở đấy đều rơi xuống hết, hình như là chết rồi. Một giờ trôi qua, đàn ong đại hoàng về cơ bản là không nhìn thấy nữa rồi. Mọi người nhanh chóng cầm chổi ra sức quét. Thật đúng là dọa người ta mà, xác chết của đàn ong đại hoàng không ngờ quét được một thùng rác. Khốn kiếp! Mộc Nguyệt ở phía xa dùng kính viễn vọng nhìn, tức giận đá một cước lên cây đại thụ, làm chim nhỏ trên cây khiếp sợ, tất cả đều kêu thét vang trời bay mất. Sao lại không thấy đàn ong đại hoàng của chúng ta? Vẻ mặt Mộc Chu Lệ nghi hoặc đặt kính viễn vọng xuống. Chết rồi, toàn bộ chết hết rồi. Vẻ mặt Mộc Nhiệt xanh lét thở phì phì nói. Sao lại thế này, bay đi dễ dàng như thế làm sao có thể chết được? Mộc Chu Lệ tỏ vẻ khó hiểu. Tôi không thể hiểu được, để tôi tìm cơ hội đi lấy xác ong đại hoàng về điều tra thêm. Thật đáng giận mà, không thể tưởng tượng được người này có thể quỷ quyệt như vậy được. Mộc Nguyệt hừ nói. Chương 2958, làm tốt lắm. Lúc này điện thoại của Mộc Châu Lệ vang lên, sau một hồi ừ, à, cuối cùng cũng đã bỏ xuống. Sao, thấy sắc mặt thế kia, có phải là điện thoại của Khương Quân không? Mộc Nguyệt Nhi lại cười, rất đẹp. Đúng, anh ấy nói là nay được thăng chức rồi, lên làm chức chủ nhiệm khu công nghiệp.
lại còn nói khoác là lên chức phó giám đốc sở của bên sản xuất rồi. Hơn nữa còn kiêm luôn cả chức giám đốc công ty xây dựng Thiên Mã. Nói là những ngày tháng sung sướng đã đến rồi. Anh ấy phải cố gắng khiến cho ông bà cố chấp nhà ta phải nhận ra rằng Khương Quân không phải loại bất tài. Mộc Châu Lệ đỏ cả mặt nói. Ha ha ha. Mộc Nguyệt Nhi lại cười, rồi nhìn Mộc Châu Lệ đến nỗi cô ấy cũng xấu hổ, nói. Em không chấp nhận đâu. Rõ ràng là không bỏ được người ta lại còn cứng đầu. Để xem còn cứng đầu được đến bao giờ. Mộc Nguyệt Nhi nói rồi đờ đẫn nhìn ra sơn trang, cong rồi lại thảm thiết kêu lên. Ai, chị đã có người rồi, còn em thì sao? Lẽ nào lại cứ cô độc thế sao? Nhưng mặc kệ, cho dù thế nào đi nữa sơn trang Chu Tước này chỉ có chị là có tư cách làm chủ. Trừ chị ra không ai có tư cách cả. Quay lại đột nhiên thấy một bóng người lướt qua. Người này, chẳng lẽ lại ở trên núi sao? Diệp Phàm đứng lên chỗ cao nhất của sơn trang Chu Tước để quan sát. Nhưng lần này Mộc Nguyệt Nhi cách quá xa, lại trong rừng nên dù có dùng mắt ưng để quan sát cũng không thể nhìn ra. Sáng ngày thứ hai sau khi tiễn trưởng ban Chu đi, Khổng Ý Hùng cung kính bước vào phòng làm việc của Diệp Phàm. Bí thư Diệp, về chuyện tuyển chọn thư ký cho anh đã chuẩn bị vào vòng sơ tuyển rồi. Tất cả người ứng tuyển ở các nơi trong thành phố là 200 người, vốn là 500 người nhưng có những đồng chí không phù hợp nên chúng tôi đã loại rồi. Khổng Ý Hùng đưa ra một xấp tài liệu nói. Tài liệu này chắc chắn là tôi không xem được rồi, anh cứ chọn là được. Diệp Phàm xua tay nói, trong lòng Khổng Ý Hùng thầm nghĩ chắc chắn sếp đã tin tưởng mình rồi. Làm tốt lắm, ha ha. Chủ tịch Khúc vừa nghe báo cáo liền đập bàn. Tôi cũng không ngờ rằng đồng chí Diệp Phàm lại có sức hút như thế. Thái Cường lộ ra vẻ khâm phục. Anh xem, thời gian trước hai người đó còn như gà trọi, bây giờ thì đã ổn rồi phải không? Chủ tịch Khúc đùa nói. Trước khác giờ khác rồi, lúc đó đúng là nghĩ không thông, thấy đồng chí Diệp Phàm có dã tâm lớn quá. Chủ tịch của một doanh nghiệp lại muốn quản lý chính quyền địa phương, đúng là không có đạo lý. Nhưng sau khi trên tỉnh có quyết định thì tôi thấy cũng có chút đạo lý rồi. Tập đoàn Hoành Không không đơn thuần chỉ là một doanh nghiệp quốc doanh lớn bởi vì Thái Cường tôi cũng từng là chủ tịch của Hoành Không mà. Thái Cường tôi là phó chủ tịch tỉnh mà còn không quản lý được trấn Hoành Không nhỏ này. Không ngờ Thái Cường lại khí thế lên nói. Đúng thế, giờ Diệp Phàm lại kiêm thêm chức phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, lẽ nào lại không thể quản Trần Hoành Không sao? Chủ tịch Khúc cũng cười nói. Lần này ban tổ chức đã làm rất tốt, không những toàn lực ra làm. Mà ngay cả quyền về nhân sự của trấn cũng giao cho lãnh đạo đảng tập đoàn Hoành Không rồi. Từ nay về sau tập đoàn Hoành Không thật sự là thực hiện cơ chế doanh nghiệp quản lý chính quyền. Đây không những là trường hợp đặc biệt trên cả nước mà thậm chí là trên cả thế giới này, là một án, là một sáng kiến đặc biệt. Hôm nay tâm trạng đồng chí Thái Cường này chắc chắn không tồi. Một quốc gia, hai chế độ là tư tưởng vĩ đại của người vĩ đại. Không làm theo hiện thực, tỉnh chúng ta coi như có chút sáng tạo thì sao? Vĩ nhân nói chuyện nước, còn chúng ta nói là chuyện của trấn. Mà trấn Hoành Không chính là nhờ tập đoàn Hoành Không mà sống, giờ tập đoàn đã quật khởi lại rồi. Thì trấn sẽ phục tùng vô điều kiện. Lần này mới xem như là đúng chỗ rồi, mới xem như là giá trị thật của trấn rồi. Chủ tịch Khúc nói. Nghe nói bên Điền Nam ngồi không yên rồi. Thái Cường xoay sang chủ đề khác. Trước khi đồng chí Diệp Phàm còn chưa đến thì họ luôn cho Hoành Không như một đống rác, như một gánh nặng. Nhưng như anh đã nói, trước khác nay khác, tập đoàn Hoành Không hiện đang từ từ đứng dậy rồi. Hai mắt Khúc Chí Quốc này cũng không hoa. Dưới bàn tay lãnh đạo của Chủ tịch Diệp. Có lẽ cứ đà này thì Hoành Không sẽ phải khiến tất cả doanh nghiệp trong nước phải nhìn với ánh mắt khác. Một số đồng chí của Điền Nam chắc cũng không yên rồi, nhưng nhất thời không thể để mất mặt nên họ cũng vẫn còn xem chừng. Có thể đến một lúc nào đó sẽ ra tay, nhưng đúng là đến lúc đó thì chúng ta cũng đã yên ổn ngồi chắc rồi. Người lo lắng phải là họ, may mà chúng ta đến giờ vẫn ổn định đầu trận tuyến. Bằng không sớm đã bị bên ký cho ván bài lật ngửa rồi. Đó gọi là dán đến cửa rồi đấy. Chủ tịch Khúc nói. Ha ha, tôi muốn xem những đồng chí bên Điền Nam có thể ngồi yên đến lúc nào. Tôi tin rằng bước cuối cùng của Diệp Phàm chính là mời người hợp tác để quản lý tổng nhà máy chế tạo Hoành Không. Một khi có người góp cổ phần rồi, những đồng chí Điền Nam kia liệu có ngồi yên được không? Chỉ là một bãi yến nguyệt đã khiến những đồng chí ở tổng bộ đánh giá rồi, bãi yến nguyệt đó trị giá 700-800 triệu. Một khi trung tâm thương mại Hoành Đô được xây dựng ở Việt Đông,
giá trị của bãi yến nguyệt quả thực sẽ không thể lượng được. Nhưng đây rõ ràng là vấn đề thua thiệt, lãnh đạo bên quân khu Việt Châu sao lại có thể đổi đất? Tôi thật không hiểu chuyện này. Thái Cường nói, cái này tôi cũng không lý giải được, chuyện này chắc chắn Diệp Phàm đã có giao dịch gì với quân khu Việt Châu rồi. Việc trong hệ thống quân đội, vốn không phải là chuyện tôi có thể nhúng tay vào. Đương nhiên, chúng ta cũng không muốn quản việc đó, chỉ cần kết quả tốt là được rồi. Nhưng năng lực đồng chí Diệp Phàm có thể đổi được mảnh đất khiến cho người ta phải khâm phục, ngay cả Khúc Chí Quốc tôi cũng phải nói một tiếng đại khí. Khúc Chí Quốc cười nói, hay là để 20 triệu còn dư lại trong 40 triệu của chúng ta bên Điền Nam cho Diệp Phàm, chúng ta là bà già thì cũng phải tỏ thành ý chứ, bằng không đến lúc Hoành không vực dậy rồi, Diệp Phàm lại nghĩ bà già chúng ta một chút cũng không chịu bỏ ra. Thái Cường đề nghị. Được. Chủ tịch Khúc chẳng hề do dự gì, nghĩ rồi nói. Cho thêm 20 triệu nữa, cộng tất cả vào là 60 triệu. Cứ xem như là ý lớn đi. Việc này anh làm nhé, thông báo cho Diệp Phàm xem, bảo họ viết báo cáo lên, nhưng khoản tiền này là tiền nào dùng cho việc ấy, phải dùng cho nhà máy chế tạo Hoành Không. Diện mạo của Hoành Không đúng là đã khôi phục lại được khí thế rồi. Phó Chủ tịch Trương Tương Hòa bên Điền Nam quản lý tập đoàn Hoành Không có chút hối hận nói. Diệp Phàm làm mấy việc đúng là đẹp, nhưng nếu muốn vực Hoành Không dậy chắc chắn là còn dài mà. Chủ tịch tỉnh Dương Khai Thành nói. Dấu hiệu ban đầu như thế không tồi, có hướng đứng dậy. Sau khi hùng vốn, và điều chỉnh nhân sự xong, cộng thêm việc trấn Hoành Không lại quy về Hoành Không, tôi nghĩ không thể không nói, đồng chí Diệp Phàm đúng là giỏi. Mà quy hoạch này cũng có chút trái ngược. Trương Tương Hòa cũng tỏ vẻ khâm phục, cũng không khác gì Thái Cường. Đúng, thanh thế bên Việt Châu họ đúng là rất cao. Bên đó chắc chắn có thể đứng dậy được, một khi bãi Yến Nguyệt xây dựng xong cũng đến lúc Hoành Không đếm tiền mỏi tay luôn. Mà bên đó khi vực dậy thì tổng vốn mà nhà máy điện lực cùng tập đoàn Chính Hà và Hoàng Triều Đế Đô chắc chắn sẽ đạt đến 1,1 tỷ. Đúng là một khoản tiền lớn à, mà quyền quản lý cổ phần lại thuộc về bên tập đoàn Hoành Không. Dương Khải Thành tôi không thể không thừa nhận rằng đồng chí Diệp Phàm kia đúng là có đầu óc. Mà anh ta lại dùng thủ đoạn để hoàn thành việc mà chúng ta không thể làm được. Người này dùng thủ đoạn đúng là cao minh, Dương Khai Thành tôi không khỏi không phục. Chủ tịch Dương khen ngợi. Người này đúng là không hề đơn giản, tại sao anh ta không đến Điền Nam chúng ta nhỉ, tiếc là đã bỏ lỡ một tướng tài rồi. Trương Tương Hòa không ngờ lại nói ra như vậy. Không phải là tướng tài mà là soái tài. Diệp Phàm rất có khí phách, ngay từ khi anh ta ký hợp đồng với chúng ta đã có thể nhận ra rồi. Ban đầu tôi còn nghĩ anh ta là người qua loa, dễ dàng kích động, sẽ trúng kế của chúng ta. Nhưng giờ xem ra ai trúng kế của ai cũng khó mà nói được rồi. Lão Trương, anh nói xem, chúng ta ký hợp đồng đó có phải là một sai lầm không? Chủ tịch Dương cũng có chút hoài nghi. Vâng, ban đầu tôi cũng nghĩ đó là sự trừng phạt cho tính trẻ con của Diệp Phàm. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu rồi. Cứ như là chúng ta tự đem đá đập vào chân mình vậy. Chủ tịch, chúng ta có phải là ra tay rồi không? Bằng không một khi Hoành Không thực sự đứng dậy, chúng ta đứng đằng sau sẽ càng khó hơn. Đến lúc đó bên Thiên Vân kia lên giá, như vậy chúng ta khó khăn rồi. Trương Tương Hòa hỏi. Cứ chờ đã, đợi đến khi họ thật sự đứng dậy hãy nói cũng không muộn. Hơn nữa, dù sao cũng đã mất mặt rồi. Mất mặt nhiều hay ít còn có gì khác chứ? Với Hoành Không, chúng ta cần phải thận trọng chút, tuy là đang có xu thế để đứng lên, nhưng vạn sự khởi đầu nan mà. Sau khi bắt đầu còn có thể phát triển được không cũng là điều khó mà nói được. Chúng ta giờ đã bỏ nửa người rồi, không thể dễ dàng mà bị rơi vào lần nữa. Chủ tịch Dương xua tay, vẫn điềm tĩnh nói. Điện thoại của Diệp Phàm vang lên, vừa nhìn thì thấy là số lạ nhưng hắn ta vẫn nghe. Bên trong là tiếng của một người đàn ông nói. Bí thư Diệp, tôi có việc gấp muốn gặp anh. Ở phòng 506 nhà khách Hoành Không, anh phải đi một chuyến, việc này rất quan trọng. Mà xin anh giữ bí mật, không cho người thứ ba biết. Nói xong liền tắt điện thoại. Diệp Phàm cũng không hiểu là sao, nhưng tin là ban ngày ban mặt, lại ở nhà khách Hoành Không, là địa bàn của mình nên hắn ta cũng điềm tĩnh mà đi. Không lâu sau đã đến phòng 506. Diệp Phàm phát hiện ra có một người đàn ông trung niên, khoảng 4, 5, 60, ăn mặc rất bình thường. Anh là? Diệp Phàm hỏi. Bí thư Diệu còn nhờ quyền hội Tommy không? Người đàn ông hỏi. Anh rốt cuộc là ai? Diệp Phàm kinh ngạc, nét mặt nghiêm túc lại, hừ nói.
Sao anh biết quyền hội Tommy, quyền hội có liên quan gì đến tôi? Bí thư Diệp, anh đừng hiểu lầm, tôi đến đây là ý tốt, là nhận sự ủy thác của người khác. Người đàn ông nói. Chương 2959, bí mật quan trọng nhất về Dạ Đương. Ai? Diệp Phàm hừ nói, sắc mặt có chút âm trầm, nghĩ không ra tại sao trong tổ lại nói thân phận của hắn ra ngoài. Ngô Đại Thuận. Người này nói ra ba từ. Diệp Phàm đúng là kinh động, bước vội lên bóp chặt cổ người này hừ nói. Anh rốt cuộc là ai, sao lại biết anh ta? Bởi vì anh ấy là anh trai của tôi. Người kia nói, Diệp Phàm ngây người, liền bỏ tay ra, hay người ngồi lên hai chiếc ghế sofa cạnh giường. Ngô Đại Thuận chắc không phải tên thật đúng không? Diệp Phàm hỏi. Không, việc của anh tôi biết một chút, nhưng anh tôi chỉ cho tôi biết tí thôi, hình như anh ấy tham gia vào một tổ chức đặc biệt của một quốc gia để làm nhiệm vụ đặc biệt. Tên thật của anh là Đỗ Nhất Sinh, còn tôi là Đỗ Thành, đó mới là tên thật của chúng tôi. Nhưng anh tôi đã lâu rồi không dùng tên thật, cũng sắp quên rồi. Khi Mã Lệ Châu Nạp sắp bị chìm, anh có đưa tôi một vật nói là tôi phải đích thân đưa cho anh. Nét mặt của Đỗ Thành có chút đau thương. Anh của anh sao lại biết tôi? Diệp Phàm hừ nói, cảm thấy Đỗ Thành này rất lạ, không thể không đề phòng. Mà bản thân lại là thành viên đặc biệt nhất trong tổ, lẽ nào công khai hà lại lộ ra với Ngô Đại Thuận sao? Tôi không biết anh ấy và anh có quan hệ như thế nào nhưng anh nói với tôi như vậy. Tôi chỉ biết hoàn thành tâm nguyện của anh tôi thôi, những cái khác tôi đều không biết. Đỗ Thành nói, từ đằng sau đưa lại một hộp ra, có vẻ như một hộp trà đưa cho Diệp Phàm, nói. Đây là thứ mà anh tôi dặn đi dặn lại nhất định phải đưa tận tay cho anh. Diệp Phàm nhận lấy chiếc hộp, dùng mắt ưng nhìn, không có gì nguy hiểm. Yên tâm, tôi cũng chưa hề xem vật gì bên trong. Tuy anh tôi đã mất rồi nhưng thứ mà anh tôi để lại, anh ấy nói thế nào tôi sẽ làm như thế. Từ nhỏ tôi đã rất sùng bái anh trai, luôn như cái bóng của anh. Chỉ là từ sau khi anh gia nhập tổ chức nào đó chúng tôi đã không còn liên hệ. Anh nói là vì an toàn của nhà chúng tôi, anh ấy liên lạc với tôi rất kín, sau đó cũng lâu rồi hai anh em không liên lạc. Tôi biết có lẽ anh ấy cũng chết rồi, mà nhà nước cũng đã có người đến. Chỉ là nhà chúng tôi đều không thể tin chuyện này, đều trông ngóng anh hãy còn sống. Đỗ Thành nói xong nước mắt rơi xuống. Diệp Phàm vào nhà vệ sinh gọi điện cho Cung Khai Hà, ông ấy cho người đi điều tra đúng là Ngô Đại Thuận có em trai là Đỗ Thành. Diệp Phàm cũng yên tâm, nhưng Cung Khai Hà chắc chắn là không hề để lộ thân phận của Diệp Phàm cho Ngô Đại Thuận biết. Giờ gọi anh ta là Đỗ Nhất Sinh. Trong tổ không lộ ra thì sao Đỗ Nhất Sinh lại biết thân phận thật của tôi? Nếu biết, thân phận tôi bí mật, lần đó tôi cũng đã cải trang rồi mà. Nếu như trong tổ mà nói lung tung tôi chắc chắn sẽ rời khỏi tổ. Diệp Phàm nghi hoặc nói. Trong tổ thì anh không cần phải nói rồi, thân phận anh là bí mật quốc gia, anh nghĩ rời khỏi tổ tức là hồ đồ rồi đó. Nhưng Đỗ Nhất Sinh có một năng lực đặc biệt, có phải thế mà anh ta đã nhận ra anh không? Cung Khai Hà nói. Năng lực gì? Diệp Phàm nhanh chóng hỏi. Vấn đề này nếu không làm rõ thì quá nguy hiểm rồi. Nếu sau này mà sơ hở ra, thì hắn ta đúng là đen đủi rồi, để cho đội viên của tổ đặc nhiệm biết thân phận thật của tử thần như vậy hắn ta còn ngày được sống yên thân không? Cảm giác cực kỳ linh cảm, nghe nói đó là bẩm sinh anh ta đã thế rồi. Trong tổ ngay từ đầu đã đưa anh ta vào quyền hội Tommy cũng đã phát hiện ra năng lực này. Cái này anh có bảo tôi nói thì tôi cũng không nói ra được. Tóm lại là năng lực phản ứng đều hơn người bình thường, mà lại là bẩm sinh chứ không phải là luyện tập mà thành. Ví dụ như mũi của chó còn thính hơn cả người vậy. Có lẽ đó là năng lực siêu nhiên mà người ta vẫn gọi. Cung Khai Hà nói, rồi quay ra hỏi. Quái, anh tự nhiên hỏi chuyện này làm gì? Không có gì, Đỗ Nhất Sinh đã vì tôi mà chết, tôi thấy xấu hổ nên muốn tìm hiểu về nhà anh ấy. Nếu có thể chăm sóc được thì chăm sóc, dù gì anh ấy cũng đã chết rồi. Một cái chết rất bi tráng. Mà anh ấy còn cứu Diệp Phàm này. Diệp Phàm nửa thật nửa đùa nói. Ôi! Cung Khai Hà thở dài. Từ nhà vệ sinh đi ra, Diệp Phàm mở chiếc hộp, đúng là hộp còn nguyên xem ra Đỗ Thành đã không gạt hắn ta, nếu không chiếc hộp đã không thế này. Bên ngoài có một bức thư, nội dung như sau. Chấm móc lửng, tử thần, xin chào. Tôi là Ngô Đại Thuận, là người chủ trì của quyền hội Tommy. Tên thật tôi là Đỗ Nhất Sinh, là người thành phố Đồng Thương tỉnh Điền Nam Trung Quốc, vợ tôi là Mộc Thủy Hương. Có một đứa con trai, một đứa con gái, con trai là Đỗ Vệ Quốc,
con gái là một hình, trong nhà người mà tôi tin tưởng nhất là Đỗ Thành, nó có buôn bán nhỏ lẻ. Cho tới nay tôi chỉ liên lạc với cậu ấy, từ sau khi gia nhập quyền hội tôi đã ít về nhà, rất có lỗi với người nhà. Bởi vì yêu cầu công việc, nên không có cách nào cả. Nhưng tôi không hề hối hận, có thể vì nước Đỗ Nhất Sinh đúng là cảm thấy vinh quang. Nếu nhận được bức thư này, chắc chắn là tôi đã chết. Có lẽ anh cũng cảm thấy nghi ngờ vì sao tôi có thể nhận ra thân phận của anh. Thực ra ngay từ lần đầu anh tới quyền hội tôi cũng đã điều tra rồi. Tôi cũng không nghĩ gì khác, chỉ là muốn phục vụ anh tốt hơn, phục vụ đất nước. Bởi vì tôi vẫn luôn nghi ngờ Kiều Nhuế Vô Khinh, nhưng không có chứng cứ thì không thể nói với anh cái gì. Nếu như lại nói sai thì cả đời Đỗ Nhất Sinh này sẽ là người đắc tội với cả nước. Càng về sau bí mật đã được vạch trần, không ngờ Kiều Nhuế Vô Khinh lại chính là dạ đương của đội hải lang của Mỹ. Hơn nữa tôi đã điều tra và phát hiện ra một bí mật kinh hoàng. Anh chắc cũng cảm thấy khó tin, lẽ nào dạ đương lại đang giả ngây ngô, không ngờ lại dùng thân thể của người phụ nữ để tìm hiểu xem anh có phải là tử thần của tổ đặc nhiệm A Châu Á không. Nhưng tôi nghĩ, nếu như dạ đương phát hiện ra bí mật của anh, cũng không thể nhanh như hắn dùng một đao khiến anh chết hẳn. Điều này không hề khó với hắn ta. Cho nên thực ra không phải vậy, dạ đương cũng chưa phát hiện ra anh là tử thần, bằng không anh sớm đã bị bắt rồi. Dạ đương cũng đang nghi ngờ, nên mới tốt với anh thế, cam tâm làm người tình của anh. Nhưng người tình Kiều Nhuế Vô Khinh của anh có phải là dạ đương hay không tôi cũng không rõ lắm. Bởi vì Kiều Nhuế Vô Khinh là chị em sinh đôi với Kiều Nhuế Thiên Thanh. Rốt cuộc Kiều Nhuế Thiên Thanh lên giường cùng anh hay là dạ đương Kiều Nhuế Vô Khinh thì tôi cũng không rõ. Nhưng hai chị em họ rất giống nhau, mà còn làm thẩm mỹ nên chắc chắn là y hệt. Nhưng công lực của Kiều Nhuế Thiên Thanh không mạnh như dạ đương. Hai người họ đều là người của bộ lạc cao bồi Tây Bộ nước Mỹ. Mà nghe nói công lực của Kiều Nhuế Vô Khinh mạnh như thế chính nhờ vào Ngưu Thần Điện của bộ lạc đó. Nhưng rối cuộc dạ đương có được cái gì tôi cũng không lý giải được. Khi nào biết thêm tôi sẽ nói cho anh, nhưng tiếc là không kịp rồi. Nhưng nếu anh có thể đột phá đến bán thần tiên, hy vọng anh có thể đến Ngưu Thần Điện. Không điều tra kỹ về hai chị em Kiều Nhuế kia chắc chắn sẽ có nguy hiểm cực lớn cho tổ A. Bởi vì họ chính là con dao hai lưỡi khắc chế tổ A chúng ta, không hủy diệt sẽ bị đâm sau lưng thôi. Từ biệt tử thần. Từ biệt tổ quốc thân yêu. Từ biệt tổ A mà tôi thích nhất. Đỗ Nhất Sinh tôi sẽ cầu phúc cho các anh, tôi tin tổ A sẽ là bộ đội đặc biệt nhất trên thế giới này. Sẽ là tảng đá hoàn mỹ nhất để nước ta có thể trụ vững. Chấm, ôi! Diệp Phàm thở dài, lật trong hộp, đều là một vỉa bí mật về bộ lạc cao bồi kia. Những thứ này đều là Ngô Đại Thuận bất chấp nguy hiểm tính mạng mới có được, đó là tài liệu cực kỳ quý giá. Anh của tôi có phải đã chết rồi không? Bí thư Diệp, anh có thể nói cho tôi biết sự thật được không? Tuy rằng trên đã có người đến nhà tôi nhưng vẫn không thấy thi thể của anh ấy, nên mọi người vẫn rất trông ngóng anh. Đỗ Thành hỏi, anh ấy đã hy sinh rồi, là hy sinh vì quốc gia. Đó là sự thực, cậu nên chuẩn bị tâm lý, quốc gia không thể nói đùa mà. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Đỗ Thành vừa nghe liền thể hiện sự đau thương mất mát lên khuôn mặt. Ôi, vốn còn có chút hy vọng, giờ thì đã là hiện thực rồi. Vẻ mặt Đỗ Thành đầy bi thương. Người đã chết đi không thể sống lại được, xin cậu đừng quá đau lòng. Hãy chăm sóc con của anh ấy nhé, người trong nhà phải sống hạnh phúc, tôi tin rằng dưới suối vàng anh ấy cũng sẽ thấy được thế. Vốn tôi muốn đi thăm nhà anh nhưng vừa mới điều đến đây, chưa có thời gian mà đi được. Thật là hổ thẹn. Diệp Phàm nói. Ôi, trong nhà đúng là đang có chuyện. Đỗ Thành cũng có chút do dự nói. Có phải gặp chuyện gì khó khăn không, cậu nói đi. Diệp Phàm sửng sốt, nhanh hỏi. Bí thư Diệp, anh cũng biết đấy. Tôi buôn bán nhỏ, những năm đây anh tôi gửi về không ít tiền. Nhưng trong nhà nhiều người, bố mẹ cũng còn nhưng bị liệt nằm giường. Thỉnh thoảng đi lại được. Anh tôi có gửi tiền về nhưng đều để trả viện phí. Gần đây lại không làm ăn được, nên người trong nhà cứ sống qua ngày thôi. Sinh hoạt hàng ngày khó khăn chỉ là chuyện nhỏ nhưng việc con trai của anh là Đỗ Vệ Quốc mới là chuyện lớn. Việc này vốn tôi cũng không muốn phiền bí thư Diệp, ngày trước khi anh tôi còn sống cũng đã nói, không được phép làm phiền đến quốc gia. Cho dù có phải lên đoạn đầu đài cũng không được làm. Vì thế mà lần trước có người đã để lại tiền và số điện thoại. Nhưng anh nói không được gây phiền phức cho nhà nước nên chúng tôi cũng không gọi điện, chúng tôi không muốn anh dưới suối vàng phải buồn phiền.
nhưng việc này đã ngoài sức chịu đựng của chúng tôi, mà người trực tiếp chịu hại chính là con của anh ấy. Tôi không thể đứng trơ mắt nhìn nó bị bắt, vì vậy tôi chỉ có thể dày mặt đến tìm anh thôi. Đỗ Thành khổ sở nói. Chương 2960, nhà họ Đỗ có chuyện phiền lòng. Vệ quốc đã xảy ra chuyện gì, cậu mau nói rõ ràng đi. Diệp Phàm vừa nghe đã thấy lo lắng, con trai của người cứu mạng mình đang xảy ra chuyện. Thế là nỗi đau khổ xông tận lên đầu, là lãnh đạo của tổ chức không thể không chăm lo đến con cái của đồng chí đã hy sinh được, như thế là không làm tròn bổn phận. Việc rất đáng lo ngại nên tôi nói thẳng, việc này là tôi tìm anh chứ không phải tìm đến quốc gia. Cũng không phải phạm vào tâm nguyện của anh tôi. Đỗ Thành cũng vòng vo, đã thế rồi còn giải thích, quả là Đỗ Nhất Sinh đã rất có uy lực trong mắt Đỗ Thành. Anh ta nói rồi nhìn Diệp Phàm, cũng nén lại cảm xúc. Chuyện nói ra thì dài dòng, con cha của anh tôi đúng là xuất thế, đã tốt nghiệp khoa tiếng Trung Đại học Yến Kinh. Vốn muốn tiếp tục nghiên cứu tiếp nhưng trong thời gian cha không có ở nhà, ông bà nội lại bệnh ốm nằm liệt giường, tôi lại thường xuyên ra ngoài, không có người chăm sóc. Vệ quốc là đứa rất hiểu đạo lý, nó đã có ý định học xong sẽ đến thành phố Đồng Thương làm việc. Nó cũng rất thông minh, không lâu sau đã thành lãnh đạo, mà thành phố Đồng Thương là thành phố cấp 3, trong tỉnh Điền Nam mà nói. Nhỏ cũng không hẳn là nhỏ, mà to cũng không hẳn là to. Đương nhiên không lớn bằng Hạng Nam rồi. Vệ quốc vốn làm chức trưởng ban thư ký của chính quyền thành phố Đồng Thương. Sau này được phó chủ tịch thành phố Vũ Đông Sơn để mắt. Được ông ta cho làm chức bí thư chuyên nghiệp, đối với vệ quốc mà nói đó là chuyện tốt, một khi Vũ Đông Sơn có tiền đồ là nó có thể đứng lên được. Một năm trước, bí thư của thành phố An Tân cấp dưới của Đồng Thương là Lưu Hồng Giang về hưu. Vũ Đông Sơn cũng đã tranh thủ để có thể ngồi lên vị trí đó. Bởi vì thành phố An Tân là thành phố lớn thuộc Đồng Thương, bí thư thành ủy nơi đó không chỉ là chức phó giám đốc sở mà còn là một trong những thành viên của thành ủy. Vũ Đông Sơn cũng được gọi là thăng chức rồi, nên nhà họ Đỗ chúng tôi cũng vui mừng, vệ quốc chắc chắn có tiền đồ rồi. Nhưng những ngày tháng vui vẻ không lâu, nghe nói Vũ Đông Sơn và đồng chí Chu Lâm Tùng chủ tịch thành phố An Tâm lại đối đầu rất kinh khủng. Mà vốn Chu Lâm Tùng đã nhắm vị trí đó rồi, vì thế mà Vũ Đông Sơn cũng thường xuyên bị ngăn cản, Chu Lâm Tùng đương nhiên không phục rồi. Vì thế mà Vũ Đông Sơn đến An Tân đã không được yên ả mà sống. Bởi vì Chu Lâm Tùng là người nơi này, là từ xã, trấn mà đi lên. Thế lực cũng rất hùng hậu, cộng thêm đằng sau có người giúp đỡ. Vũ Đông Sơn đến có mấy tháng cũng không có được những ủy viên của thành ủy. Một tháng trước đã xảy ra chuyện, không hiểu là vì nguyên nhân gì. Vũ Đông Sơn không làm hơn được Chu Lâm Tùng, kết quả chỉ được một năm ngồi trên ghế đó đã bị thành ủy thu lại. Đảm nhiệm chức phó giám đốc sở dân chính ở tỉnh, nhưng sở dân chính thế nào thì ai cũng đều biết cả rồi. Ban đầu vệ quốc rất nhiệt tình với Vũ Đông Sơn, nó không chỉ là thư ký mà Vũ Đông Sơn cũng rất coi trọng nó. Vốn muốn để nó lên chức phó chủ tịch huyện ở huyện nào đó. Chỉ có điều khi ông ta đi đã không thể đem theo cả vệ quốc đi được, vệ quốc lại thành mục tiêu công kích của Chu Lâm Tùng. Hảo hán cũng không lo gì, chức phó chủ nhiệm văn phòng thành phố cấp thì sao có thể khiêng đi được. Tuy nói là quá liều mình, nhưng cuối cùng cũng bị hạ. Họ lại để đổ việc đổ nát trong việc xây dựng một trong những dự án hy vọng của chính quyền lên đầu nó. Đó là trường trung học cơ sở trong trấn gọi là trường trung học cơ sở Hồng Thái. Trên tỉnh cho 5 triệu để xây dựng lại. Ngay từ đầu vệ quốc đã có trách nhiệm về việc xây dựng trường Hồng Thái. Chẳng qua những dự án mà khi Vũ Đông Sơn còn chưa đến An Tân cũng đã bắt đầu rồi. Vệ quốc đành phải theo sự ủy thác của Vũ Đông Sơn. Đa số khoản tiền để xây dựng trường trung học cơ sở đều là được quyên góp. Người quyên góp đúng là có tiếng, là một Hoa Kiều yêu nước tên là Trần Văn Viễn. Nghe nói người này có một công ty rất lớn bên Singapore. Tên là Tập đoàn Thuận Thông, mà Vũ Đông Sơn cũng rất muốn khoe thành tích, bởi vì trường Hồng Thái là công trình đã được tỉnh quyết định. Trong tỉnh còn hy vọng thông qua việc này để liên hệ với chủ tịch Trần kia. Hy vọng ông ấy có thể về để đầu tư xây dựng nhà xưởng. Vũ Đông Sơn sửng sốt lại biến những dự án của chính quyền làm về để tự tay hành động, bởi vì khi hạ móng trường Hồng Thái, phó chủ tịch An Bình Phong cũng có đến. Vũ Đông Sơn chắc chắn đã có tính toán gì rồi. Nếu như dự án này có thể khiến phó chủ tịch An vui thì chắc chắn ông ta cũng có thể có chút hưởng lộc rồi. Cho nên Vũ Đông Sơn liền sắp xếp vệ quốc tiếp quản việc xây dựng này. Vệ quốc đến đó tiếp quản công trình đã tiến hành đến giai đoạn cuối rồi. Sau khi tiếp nhận không lâu,
thì núi đằng sau liền sạt lở, đã đè cả vào nhà ăn. Lúc đó còn có công nhân đang làm, đã bị thương 10 người và chết 1 người. Chuyện này đúng là khổ, Chu Tùng Lâm đã nắm được điểm yếu nên đã công kích. Hơn nữa thế lực đằng sau của ông ta trên tỉnh cũng đã ra tay. Như thế đã cùng liên thủ lại, còn Vũ Đông Sơn lại để cho vệ quốc gánh trách nhiệm. Mà vệ quốc còn nhận hết trách nhiệm về mình, nói là chuyện sạt núi cũng là thiên tai. Mà khi đó công trình còn chưa làm xong, việc đề phòng sạt lở bằng cách chèn tảng đá rồi mà. Việc này đúng là do công trình có vấn đề thôi. Nhưng khi vệ quốc đi kiểm tra đằng sau thì tảng đã để chống sạt lở vẫn tốt. Sau khi vệ quốc đến vài ngày đã xảy ra chuyện, chuyện này không phải là trách nhiệm hoàn toàn của vệ quốc đúng không? Nhưng đã muốn vu cáo ai thì đâu cần thiết phải nói nhiều. Hơn nữa Vũ Đông Sơn lại đi rồi, nên chuyện này đều đổ lên đầu vệ quốc hết. Lão già này đúng là ác, còn không thèm giúp vệ quốc một tay. Đỗ Thành phẫn nộ nói. Vệ quốc hiện ở đâu rồi? Có phải là đã ngừng việc để điều tra không? Diệp Phàm hỏi. Lập tức đã bị ngừng công tác rồi, nhưng ngày thứ hai đã bị công an đến hỏi, rồi nói là nhận hối lộ, gây ra vấn đề chất lượng công trình không tốt, để bắt nó về trại tạm giam. Những người này đương nhiên là người của chủ tịch Chu kia rồi, mà nhà họ Đỗ chúng tôi cũng đã cố gắng nhưng không được. Chúng tôi không có quyền, cũng không có thế lực gì, làm sao có thể kháng lại được tên chủ tịch Chu kia. Việc này công an thành phố Tân An cũng đã báo lên viện kiểm soát rồi. Có thể không lâu sau sẽ đến giai đoạn giải quyết của tòa án, tôi không muốn nhìn con của anh mình phải ngồi tù. Cho nên tôi mới đến đây nhờ bí thư, anh tôi chỉ có một mình nó thôi, tôi. Đỗ Thành kích động. Mắt cũng đã đỏ hoe. Yên tâm, chuyện của vệ quốc anh cứ giao cho tôi. Hay là anh ở lại nhà khách nghỉ ngơi đã, tôi sẽ cho người đi điều tra xem sao. Diệp Phàm nói. Tôi không thể ở lại nơi đây, tôi phải về, ở nhà đang loạn hết rồi. Chị dâu tôi khóc đến nổi ngất đi rồi. Đỗ Thành nói. Sau khi Đỗ Thành đi, Diệp Phàm đã gọi điện cho Sa Thiên đến. Bao Nghị cũng cho người đến Điền Nam tiến hành điều tra giai đoạn đầu. Sa Thiên trực tiếp bay từ thủ đô đến thành phố Côn Đức tỉnh Điền Nam, tốc độ cũng không hề chậm hơn Bao Nghị. Diệp Phàm có chỉ thị, bất kể dùng thủ đoạn nào cũng phải điều tra ra chân tướng. Buổi chiều ngày thứ ba Diệp Phàm đã bàn giao lại công việc của Hoành Không, sau đó đến thẳng thành phố An Tân. Tôi đến đó cũng đã hơn 8 giờ rồi. Trong một khách sạn bình thường, Sa Thiên và Bao Nghị đã trong đó. Điều tra thế nào rồi? Diệp Phàm vừa vào phòng còn chưa kịp ngồi xuống đã hỏi rồi. Chúng tôi vừa tới Điền Nam đã liền bí mật điều tra, trường học Hồng Thái là do Điền Kim Thủy thầu, ông ta là tổng giám đốc công ty xây dựng đệ nhất của An Tân. Công ty này là công ty quốc doanh, 5 triệu công trình cũng không tính là nhiều, cũng không qua treo biển gì cả, cứ gọi là xây dựng đệ nhất thôi. Đương nhiên, ông ta có một hoàn cảnh nhất định, cộng thêm mạng lưới quan hệ. Nhưng ông ta vốn không thèm để ý đến 5 triệu công trình kia. Cho nên đã làm một chủ thầu, người này còn gọi là anh hai, bởi vì trên mặt đầy sao, nên người ta còn gọi là Trần Tiền nữa. Thực ra chính là một chủ thầu, thuộc hạ cũng chẳng có ai, sau khi nhận công trình xong là gọi những người thợ lên làm. Đương nhiên họ cũng lấy tên là xây dựng đệ nhất. Bao Nghị nói, ừ, Điền Kim Thủy, đúng là kiếm tiền rồi. Diệp Phàm gật đầu nói, ngành xây dựng là một ngành có không ít khuyết điểm. Một người thầu lớn sau khi ôm được sẽ chuyển cho thầu nhỏ, thậm chí là sau khi đến tay mình có thể là đã qua 3-4 người rồi. Mà sẽ xé nhỏ ra, chia ra cho nhiều nhà thầu nhỏ hơn. Như thế chất lượng công trình chắc chắn là không tốt rồi. Có thể anh hai lia cũng là phần tử bớt xén nguyên liệu, cuối cùng đã khiến cho tảng đá không ổn định mà trượt xuống. Đúng vậy, hiện nay lợi nhuận từ ngành xây dựng đã giảm không nhỏ nhưng qua những quá trình chia thầu, cuối cùng người nhận cuối lại bị chèn ép. Để có thể có lợi nhuận nhiều nhất, thì họ không thể không liều, chỉ có thể ăn vào nguyên liệu thôi. Ví dụ như dùng ít thép đi, chỗ nào không quan trọng thì dùng loại chất lương thấp. Như đá chặn ở sau trường Hồng Thái vốn yêu cầu phải dày đến 2 mét. Nhưng anh hai kia đúng là cao thủ, bên dưới tường thì hắn cho làm tường 1 mét, bên trên làm thành 2 mét. Anh có nhìn thì cũng khó mà nhìn ra được, thực ra làm như thế này đúng là dưới nhẹ mà trên nặng, có thể là nguyên nhân gây ra chuyện sạt lở kia. Đúng là lũ chó, chỉ vì tiền mà không nghĩ đến mạng sống của người khác. May mà công trình còn chưa hoàn thành xong, nếu hoàn thành xong, đi vào khai giảng rồi thì đúng là to chuyện, không phải là một hai người mất mạng mà có thể đến cả trăm người phải bỏ mạng. Bao Nghị nói,
Đỗ Vệ Quốc bị bắt đi rồi, bên trên cũng có người ám chỉ Điền Kim Thủy và tên anh hai kia. Có thể cũng là một giao dịch rồi. Kết quả Điền Kim Thủy và anh hai đều nói là ngay từ đầu đã nhận được lợi từ Vệ Quốc. Mà tiền ăn bất nguyên liệu, còn lại một nửa đã để cho Vệ Quốc. Bằng không sẽ uy hiếp, báo gì lên? Sa Thiên nói. Có thể hai người đó cũng trong trại giam phải không? Diệp Phàm hỏi. Ở thì có ở nhưng người ta đương nhiên là hơn cả Vệ Quốc rồi. Người ta có đồ ăn ngon phục vụ, còn Vệ Quốc bị tình nghi là kẻ làm tất cả nên chỉ có thể đau khổ mà ngồi trong đó thôi. Sa Thiên nói.